Bạn đã thấy người giấy thổi kèn Sona bao giờ chưa? Cảnh này là cái bẫy mà tên đạo sĩ Lôi Thôi lập ra. Hôm đó, đạo sĩ Lôi Thôi tự dưng gọi điện đến. Tiểu Ngô Kiệt, tôi gặp được thứ khá thú vị ở núi Liên Hoa, gặp được một báu vật đất trời. Cậu có muốn qua đây chơi không? Nghe anh ta nói vậy, anh thấy hơi sai sai. Bình thường, đạo sĩ Lôi Thôi mà nói là đến chơi có nghĩa là đến để lấy mạng. Nói không chừng anh ta lại tìm được thứ gì đó như vua zombie. Đến đó là chết, lần này anh để ý hơn nên hỏi. Anh nói là làm gì trước đi, rồi tôi sẽ quyết định có đi không sau. Nói với cậu thế này nhé, giờ tôi đang ở một nơi tên là núi Liên Hoa ở Hán Trung. Phong cảnh ở đây không tệ, thú vị hơn giá thần long nhiều. Mau đến đi, đừng nói linh tinh nữa. Nói với tôi là chuyện gì đi, không nói tôi không đi đâu. Cậu không đến thì thôi, tóm lại là có đồ gì tốt thì một mình tôi lấy. Cậu ở Yến Bắc nghỉ đi thiếu gia ạ, tôi đi làm việc đây. Nói rồi, đạo sĩ Lôi Thôi đó cúp máy. Thái độ của anh ta làm tôi thiếu chút nữa muốn vứt điện thoại đi. Khỉ gió, đạo sĩ Lôi Thôi càng không nói lòng anh thấy càng khó chịu. Anh rất muốn biết anh ta đang làm cái trò gì, vậy nên anh gửi tin nhắn hỏi, nói địa chỉ cụ thể của anh đi. Tên kia chỉ trả lời đúng 6 chữ, núi Liên Hoa, tự đến đi. Sau đó anh bảo chú hổ tử đặt cho anh một tấm vé đến Hán Trung. Nhưng anh không để chú hổ tử đi theo, như lần trước đánh vua zombie vậy. Hai người họ đều không đảm bảo được tính mạng bản thân, chứ đừng nói là bảo vệ chú hổ tử. 3 tiếng sau anh lên máy bay đến Hán Trung. Sau đó anh lại gọi xe đến một nơi tên là thị trấn Liên Hoa. Theo tài xế nói, núi Liên Hoa cách thị trấn không xa. Sau khi xuống xe anh gọi điện cho đạo sĩ Lôi Thôi. Tên đó bảo anh đợi anh ta ở một cửa hàng bán chân giò ngâm. Thế nhưng khi anh đang định ngồi xuống thì có tiếng truyền đến từ cửa, xin ăn thì tránh xa ra, đạo gia ta đến để ăn cơm. Anh thấp kém nên thấy ai cũng thấp kém đúng không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, anh quay đầu qua nhìn thì thấy đạo sĩ Lôi Thôi người đang rất bẩn, mấy tháng không gặp mà thành ăn mày rồi. Nhưng anh không đi đến giúp, anh muốn xem anh ta sẽ vào trong kiểu gì. Lúc này anh ta cứ đòi vào nên nhân viên phục vụ kéo anh ta lại rồi đẩy lên trước, kết quả là anh ta ngã xuống luôn. Anh ta nói, đánh người hôm nay mà anh không giao mấy chục triệu ra thì tôi nằm đây không dậy nữa. Nói thật anh hối hận vì đến tìm anh ta, tên này chiêu gì cũng dùng được, còn lừa người ta nữa. Một lát sau có một đám người đến bàn tán, anh thực sự không muốn nhìn anh ta gây chuyện như vậy nữa, mất cả mặt. Sau đó anh đi đến lấy 35 triệu đưa cho anh ta. Sau đó anh ta càng được nước lấn tới, thấy chưa, nói ai không có tiền, nói ai là ăn mày thế. Đạo gia đây đến để ăn cơm, nhìn anh đi. Đạo sĩ Lôi Thôi nắm bắt được cơ hội đó, nói nhân viên nó nửa tiếng mới hết giận. Khi anh ta mắng xong thì anh mới lạnh lùng nói, không phải lần trước tôi đã đưa cho anh không ít tiền sao, mới bao lâu mà anh đã tiêu hết rồi. Đừng nói nữa, đạo gia lương thiện không nỡ nhìn người đời cực khổ, tặng tiền cho người ta hết rồi. Nghe xong là anh biết 35 triệu này của anh chỉ béo anh ta thôi, có đi không có về. Nhưng lúc ăn cơm anh liên tục hỏi anh ta là báu vật gì, anh ta vẫn không nói gì. Anh ta bảo đợi anh ta ăn xong thì sẽ đưa anh đến một nơi hay ho. Bây giờ anh bị anh ta lừa đến đây cũng chỉ có thể nghe anh ta thôi. Nhưng anh ta hình như đã vài tháng chưa tắm rồi. Xong anh đưa anh ta đi tắm gội, còn mua đạo phục mới cho anh ta. Sau đó đạo sĩ Lôi Thôi vội vàng đưa anh rời khỏi thị trấn đó, đi về phía Tần Lĩnh. Hai người họ đi bộ 2 tiếng đến một cái thôn. Đạo sĩ Lôi Thôi tự dưng dừng lại. Tiểu Kiệt, tôi đi đến thị trấn Liên Hoa thì nghe thấy một truyền thuyết, nói 20 năm trước người trong thị trấn biến mất trong một đêm, cho dù là người già hay trẻ nhỏ thì đều như bốc hơi vậy. Vậy nên tôi đặc biệt đến xem. Tôi xem thì phát hiện ra vài điều. Anh phát hiện ra cái gì? Những người biến mất trong một đêm đó không phải truyền thuyết. Nhiều ngày trước, tôi đào được vài thi thể ra từ dưới một cây đại thụ cách đây 30 dặm. Những người này chết một cách rất kỳ lạ. Hơn nữa tôi đã kiểm tra hài cốt của họ rồi, không có dấu vết bị dao chém, cũng không trúng độc. Anh nói nhiều vậy là muốn nói cái gì? Không phải anh nói ở đây có báu vật đất trời sao? Nói thế này nhé, tôi cũng không chắc sẽ có thứ gì hay không, nhưng hôm nay là đêm trăng tròn, một khí tức khác lạ tỏa ra từ trong rừng trên núi Tần Lĩnh. Tôi nghĩ tối nay chắc chắn sẽ có báu vật xuất hiện, vậy nên tôi gọi cậu đến nhìn xem, cậu cũng có thể tính xem có phải là thật không. Bà nhà anh, nói vậy là anh không chắc chắn mà đã gọi tôi qua rồi sao? Anh lừa bịp thật đấy. Mắng đạo sĩ Lôi Thôi xong, anh lấy 3 đồng tiền ra, nhắm mắt đọc thầm thần chú bói quẻ. Thế nhưng lại nhận được quẻ đại hung, quẻ nói tối nay chưa biết như thế nào, mọi thứ mơ màng, năng lượng chính là đại hung. Nhìn quẻ này, mặt anh xanh lại, anh nói, lão la, mau đi thôi, nơi này nguy hiểm, không lường trước được, chúng ta không cần vì những thứ không đâu vào đâu mà nộp mạng thế đâu. Tiểu Kiệt, cậu nghe tôi nói này, quẻ của cậu tuy là đã quẻ đại hung, nhưng vẫn có cơ hội, cầu phú quý trong nguy hiểm mà, chúng ta không tham gia vào, đứng bên cạnh xem chắc không sao đâu, tôi đảm bảo không kéo cậu vào. Đúng là anh ta nói không sai, trong quẻ hung này vẫn còn một cơ hội, thì đạo sĩ Lôi Thôi xin anh đủ kiểu, anh mới đồng ý ở lại xem thêm. Sau đó, hai người họ lại đi vào sâu trong rừng hơn 2 tiếng. Đến một nơi rất hoang vu, có một cây đại thụ rất lạ ở cách đó 100 mét. Có rất nhiều dây leo rủ xuống từ trên cây. Lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi nói, lúc trước tôi đã tìm được thi thể của những người dân đó dưới cây này. Thi thể thối rữa hết rồi, tôi thấy cái chết của họ có lẽ có liên quan đến cây đại thụ này.
Tôi nghĩ tối nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Chúng ta cứ đợi ở đây đi. Cậu đừng lại gần cái cây đó. Tôi nghĩ nó có điều kỳ lạ. Hành động của anh ta nói cho anh biết. Chắc chắn anh ta đang giấu anh chuyện gì. Sau đó, họ đứng đằng sau một cái cây để đợi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ngọ. Lúc này, anh thấy một làn khói màu xanh lá cây bay lên. Hơn nữa hình như còn có tiếng bước chân. Đợi thêm một lát nữa, có mười mấy cái bóng đen xuất hiện trước mặt anh. Thấy cảnh này, anh run lên. Đang định nói gì đó, thì đạo sĩ Lôi Thôi bịt miệng anh lại. Ghé vào tay anh, nói. Đừng nói gì, cứ đợi đó là được. Đúng lúc này, không biết một đám mây đen bay từ đâu tới. Che mất mặt trăng ở bên trên. Xung quanh trở nên tối tăm. Một trận gió lạ thổi đến. Cái cây đại thụ ở gần đó chuyển động, tạo ra những tiếng tách tách. Đúng lúc này, có tiếng kèn sô na vang dội vang lên từ phía bóng đen. Làm anh rùng cả mình, nhưng đám người đó cách họ ngày càng gần hơn. Khi họ ở khoảng cách khoảng 100 mét anh mới nhìn rõ họ. Anh sợ đến mức hít một hơi thật sâu. Đám người đó không phải người bình thường, là người giấy. Tư thế đi lại của họ rất cứng nhắc, cứ như một đám con rối bị giật dây vậy. Vừa thổi kèn vừa rắc tiền giấy. Lúc đó anh mấp máy miệng nói. Lão La, đây là nào là âm binh đi qua sao? Không phải âm binh, chỉ là một đám người giấy bị khống chế thôi. Cậu xem tiếp đi. Lúc này, người anh đưa ra, đám người giấy đó ngày càng lại gần. Khi anh quay đầu lại nhìn, anh lại nhìn thấy một cảnh khiến anh rùng mình. Đằng sau họ có một cô dâu. Điều đáng sợ là, cô dâu đó không có đầu, nhưng vẫn ngồi được thẳng trong kiệu. Anh cứ tưởng anh đã biết đủ nhiều rồi. Về những thứ huyền học anh đã vượt qua phần lớn thầy phong thủy. Nhưng khi anh nhìn thấy cảnh này, tam quan của anh vẫn bị sốc nặng. Anh càng nhìn càng thấy rùng mình. Nhưng quay lại nhìn đạo sĩ Lôi Thôi, anh ta cứ như bình thường vậy, khóe miệng còn có một nụ cười hơi khó hiểu, cứ như đang nhìn thấy bảo bối gì vậy. Một lát sau, đám người giấy đó lại gần họ, đạo sĩ Lôi Thôi vội vàng lấy hai tấm bùa che giấu hơi thở ra dán lên người anh. Sau đó là đến một cảnh rất đáng sợ, khi đám người giấy kỳ lạ đi qua chỗ anh và đạo sĩ Lôi Thôi. Họ hơi quay người, hơi di chuyển về phía hai người. Tim anh như muốn nhảy ra, lẽ nào bọn anh bị phát hiện rồi sao? Nhưng may mà đám người đó không có ý dừng lại, chỉ đi qua bọn họ thôi. Thế nhưng điều khiến anh sợ hơn là sau đám người giấy kỳ lạ vẫn còn một đám người nữa. Đó là người sống bình thường. Nhìn là biết họ là người dân ở gần đây. Họ xếp thành hai hàng, mắt vô thần. Họ đều nhón chân, người đổ về phía trước. Đi về phía cây đại thụ với tư thế rất kỳ lạ. Lúc này, anh thấy cái cây phát ra tiếng tí tách. Những đóa hoa đỏ rực trên cây bắt đầu rơi xuống. Đám người giấy và cô dâu không đầu kia dừng lại trước cái cây đại thụ đó. Anh vội vàng hỏi, lão La, họ định làm gì vậy? Lẽ nào định tế hơn 20 người sống này sao? Khi anh nói vậy, cô dâu không đầu từ từ đi xuống kiệu. Sau đó là một cảnh kỳ lạ hơn. Đám người giấy đó bắt đầu bái thiên địa. Bạn đã thấy cô dâu nào đi kết hôn với cây cổ thụ ngàn năm chưa? Đã thế còn là một cô dâu không có đầu. Chuyện là khi tôi bị thằng đạo sĩ nhếch nhác lừa đến Hán Trung tìm kho báu, đúng nửa đêm thì nhìn thấy đám người giấy khiêng một cô dâu không có đầu, còn kéo theo một đám người sống rừng dưới gốc cây. Sau đó cô dâu không đầu chậm chậm bước xuống kiệu hoa, chuẩn bị tế bái dân làng. Tôi vội vàng hỏi đạo sĩ, có ra tay không đây lão La? Còn trần trừ là đám dân làng đó chết hết đấy. Trong lúc tôi đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng động chói tai vang lên. Thổi kèn đón tân nương. Ta là thần cây tại đất Tần lĩnh này, nguyện lấy linh hồn máu thịt này tế trời đất, đổi lấy hương vượng 5.000 năm. Tiếp đó tôi nhìn thấy cảnh càng đáng sợ hơn. Cô dâu không đầu từ từ quỳ xuống trước cây đại thụ, mà cái cây giống như có sinh mệnh vậy, không ngừng lắc lư, dây leo xung quanh cây dần dần kết thành hình người, bước đến bên cô dâu không đầu. Lúc này người giấy lại hét lên, nhất bái thiên địa, nhị bái núi Tần lĩnh, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Khi người giấy vừa dứt lời, người cây cùng tân nương hành lễ lớn. Đột nhiên cái cây bị nứt ra một cái lỗ, ngày càng to, dường như có một tí sáng màu xanh phát ra từ cái lỗ đó, trông giống như một con mắt màu xanh vậy. Khi ánh sáng đó thoát ra khỏi hốc cây, đạo sĩ ấn đầu tôi xuống rồi nói, đừng nhìn nữa. Nhưng khi tôi nhìn vào đạo sĩ, phát hiện khóe miệng hắn nhếch lên vẻ đắc ý, mắt cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng xanh. Trong lòng nghĩ thằng cha này nhìn thấy cảnh hãi hùng này, chẳng lẽ không sợ tí nào à, lại còn cười được nữa. Sau khi thân cây nứt ra, cô dâu không đầu đó chậm chậm bước vào, vô số dây leo vươn ra khỏi hốc cây, bao bọc lấy cô dâu. Đột nhiên người giấy phát ra tiếng động lớn, bắt đầu hiến tế. Người giấy nói xong, cả cái cây rung lắc dữ dội, mấy dây leo càng ngày càng dài, vươn về phía 20 thôn làng. Thế mà mọi người ai cũng đứng im không nhúc nhích, giống như bị trói chặt ở đó. Dây leo nhanh chóng quấn lấy cổ mọi người, sau đó thắt chặt vào. Thấy đám dân làng sắp chết đến nơi, tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay sẵn sàng hành động. Đúng lúc này, có đám người nhảy ra từ bụi cỏ trước mặt, lao về phía cây đại thụ và người giấy. Ai ai cũng mặc áo choàng cầm kiếm tốt, thân thủ nhanh nhẹn, mà cũng có vẻ lớn tuổi rồi, ai cũng là cao thủ hết. Đến giờ tối mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Cây đại thụ đó là một thụ yêu đã thành tinh, cứ cách vài năm là phải giết hại một đám dân làng. Chuyện này truyền đến tai các đạo sĩ hoặc môn phái nào đó, vậy nên họ mới ẩn nấp ở đây để tiêu diệt cây thụ yêu này cũng như cứu đám dân làng. Nhưng lúc này khi nhìn thấy đạo sĩ nhếch nhác kia, nụ cười bên khóe miệng này càng rõ. Chẳng lẽ lão La biết trước mấy vị đạo sĩ khác đang ẩn náu ở đây à? Tôi liền hỏi, lão La có phải người biết trước việc bọn họ ở đây không? Người gọi ta đến đây xem trò vui à? Tiểu Kiệt ngồi xuống nghỉ tí đi đã,
Không phải gấp, chúng ta ở đây xem kịch hay. Ngươi có mục đích gì không thể để người khác biết ư? Chắc chắn ngươi biết đám người này là ai. Mới đầu thì không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. Mấy người này chắc là đạo sĩ của Tháp Vân Sơn. Có thể nhận ra quần áo trên người họ. Nhưng mà Tháp Vân Sơn không nhiều đạo sĩ, cũng chỉ có vài chục người tu hành thôi. Mấy người này chắc là người có năng lực cao nhất rồi. Cái cây đó rốt cuộc là làm sao vậy? Cái cây thụ yêu đó ít cũng phải 2.000 năm tuổi rồi. Không tầm thường đâu, chắc là trước đây bị mọi người tưởng lầm là cây thần nên cúng tế. Vì thế mà có linh tính. Đạo sĩ vẫn chưa nói xong, nhóm đạo sĩ Tháp Vân Sơn cùng đám người giấy bắt đầu đánh nhau. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, thanh kiếm trong tay vị đạo sĩ đi đầu run lên, chém người giấy thành hai mảnh. Nhưng điều kỳ lạ là, người giấy còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn có máu tươi chảy ra từ miệng vết thương. Các vị đạo sĩ chém người giấy xong thì chém đống dây leo. Những dân làng bị dây leo quấn chặt, dần rơi xuống từ trên cao. Các đạo sĩ cạy miệng từng người ra, chẳng biết nhét vào miệng họ cái gì. Mà đám người đỡ đẫn lúc trước dần tỉnh táo trở lại, thấy bọn họ đã lấy lại ý thức, vị đạo sĩ hét lớn: "Mau mau rời khỏi đâu!" Đám dân làng sợ chết khiếp, nghe thấy câu này, ai nấy cũng run rẩy bỏ chạy. Thấy mọi người an toàn rời đi, cây đại thụ bỗng chốc tức giận, không ngừng vung dây leo về phía các đạo sĩ. Những người tu vi thấp dần không địch lại được sự công kích này, bị hất văng ra xa. Đồng thời lá cây cũng rơi rụng xuống, mà chúng giống như lười dao phi về phía đạo sĩ. Lão đạo sĩ lớn tuổi nhất nhảy lên không trung tung ra chiêu phản kích. Một luồng ánh sáng tỏa ra xung quanh ông, biến thành hình âm dương vô cùng lớn, chặn lại hết đống lá cây đó. Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ là, mặt đất xung quanh nứt ra rất nhiều lỗ, vô số dây leo và rễ cây mọc lên, hướng về phía đám đạo sĩ. Lão đạo trưởng thấy vậy liền nói: "Từ Niệm sư đệ, đệ hãy chăm sóc tốt cho đám tiểu bối này, ta đi đối phó với cây thụ yêu này. Từ Vân sư huynh phải thật cẩn thận đấy, cây thụ yêu này không phải dạng vừa đâu." Thanh kiếm trong tay Từ Vân đạo trưởng rung lên, tiến sát đến cây thụ yêu, nhưng cái cây đó không hề tầm thường, vươn ra vô số dây leo về phía Từ Vân đạo trưởng. Từ Vân đạo trưởng vô cùng tài giỏi, đợi đến khi mấy dây leo đó đến gần, liền vung kiếm lên, chép một phát, đã chặt đứt được hàng tá dây leo. Đúng lúc này cô dâu không đầu, đột nhiên bay ra khỏi hốc cây, vươn đôi tay trắng bệnh nắm lấy đạo sĩ. Tuy rằng không có đầu, nhưng nhìn có vẻ như vô cùng linh hoạt, đặc biệt là đôi tay trắng gầy như da bọc xương kia. Khi đụng vào kiếm của Từ Vân đạo trưởng, còn phát ra âm thanh kim loại va chạm, đám người giấy lúc này giống như muốn cùng nhau chết chung. Đột nhiên lao về phía một vị đạo sĩ, cả đạo sĩ và người giấy bốc cháy trong chốc lát, chẳng bao lâu chỉ còn lại đám cho tàn. Trong mười mấy vị đạo sĩ, đã có ba người mất mạng. Thấy họ có vẻ không chịu nổi nữa rồi, tôi liền nói với tên đạo sĩ nhếch nhác kia: "Chúng ta có nên giúp không đây lão la? Ta thấy bọn họ sắp không chịu được rồi." Đạo sĩ đảo đảo mắt không biết đang nghĩ gì, một lúc sau thì chỉ vào hốc cây mà nói: "Tiểu Kiệt, cây thụ yêu này mạnh như thế là vì nó đã luyện được yêu đan, tên là lục phách, thứ màu xanh phát sáng trong hốc cây chính là lục phách. Đây là báu vậy ngàn năm khó gặp đó, chúng ta chỉ cần lấy được nó thì nguyên khí của cây thụ yêu này sẽ tổn hại nghiêm trọng, như thế sẽ có thể cứu được mấy vị đạo sĩ này, đồng thời cũng tiêu diệt được cây thụ yêu này. Thế thì còn chờ gì nữa, tranh thủ lúc đôi bên đánh nhau, chúng ta nhanh chóng phá hủy lục phách đi." Ngay khi tôi định xông lên thì bị đạo sĩ ngăn lại rồi nói: "Đừng vội, ta cho ngươi cái này." Đạo sĩ đưa một tấm vải đen đến rồi nói: "Ngươi lấy cái này che mặt lại, đừng để đám đạo sĩ kia nhận ra ngươi." "Che mặt làm gì, chúng ta có phải kiểu không dám nhìn mặt ai đâu? Ngươi không hiểu à, chúng ta phải biết ý chứ, làm việc tốt không khoe khoang, cứ nghe lời ta không thiệt đâu mà lo." Đạo sĩ nói xong liền che mặt lại, tôi thấy vậy cũng làm theo, chuẩn bị sẵn sàng. Đạo sĩ nói: "Nhớ là đừng có hiếu chiến, mục tiêu của chúng ta là tấn công Hoàng Long, lấy được lục phách xong, những việc khác cứ mặc kệ đi." Đến giờ tôi vẫn không biết được thằng cha này đang âm mưu cái gì nữa, nhưng mà có thể nhận ra tên này đã chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi. Nhưng lúc này cứu người là quan trọng nhất, cả hai lao về phía hốc cây. Cây thụ yêu có vẻ không phát hiện ra, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến gần cây đại thụ. Đúng lúc này người giấy thổi kèn trên cây đột nhiên dừng lại, hét lên thật lớn, chỉ thẳng vào hai người bọn tôi, ngăn hai người kia lại. Lời vừa dứt liền có 4-5 người giấy vây lấy bọn tôi, nhưng đạo sĩ vẫn cứ xông về phía trước, không hề dừng lại. Khi người giấy xuất hiện trước mặt, kiếm gỗ trong tay đạo sĩ vung lên, đột nhiên có một ngọn lửa bùng lên vây lấy người giấy. Hai người giấy bị lửa cháy thành tro, đám người giấy còn lại bao vây tôi. Tôi lập tức phóng kim phản kích, người giấy hét lên thảm thiết rồi cũng bị thiêu rụi. Chúng tôi cách hốc cây chỉ còn 5 mét, đạo trưởng Từ Vân đang đánh nhau với cô dâu không đầu, đột nhiên quay ra nhìn hai đứa một cái, hét lớn: "Hai vị là thần thánh phương nào, xin nói rõ danh tính, mà tầm này thì làm gì có thời gian để ý đến ổng." Tôi bận rộn đối phó với đám người giấy không ngừng xông đến, còn đạo sĩ thì chuẩn bị phi vào trong hốc. Nhưng khi cách hốc cây chỉ còn 3 mét, đột nhiên có vô số dây leo vươn ra, đạo sĩ nhanh chóng dùng kiếm chặt đứt dây leo. Khi sắp chạm đến hốc cây, đạo sĩ đột nhiên nghiêng mình chui thẳng vào hốc. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là đạo sĩ vừa mới chui vào, hốc cây đã nhanh chóng khép lại, nhốt đạo sĩ lại bên trong. Mỗi cái cây sống đến 1.000 năm đều sẽ sinh ra một tinh hồn xanh lục, mà lục hồn này là linh bảo của trời đất ngàn năm khó gặp. Một lục hồn có thể khiến sa mạc Sahara cây xanh đâm chồi khắp nơi.
mà lục hồn này chính là mục đích chính đạo sĩ Lôi Thôi gọi anh đến Hán Trung. Ngay khi hai người họ thấy cơ hội tốt tiếp cận lối vào cái cây ma kia, cây yêu ma kia lập tức vươn ra vô số dây leo tấn công đạo sĩ Lôi Thôi. Nhưng kiếm gỗ của đạo sĩ chém mạnh một nhát, liền nhanh chóng lách mình vào trong hốc cây yêu ma. Mà vào lúc này, lối vào cái cây kia nhanh chóng đóng lại. Nhìn thấy đạo sĩ bị cây yêu nuốt mất, anh vội vàng hét lớn vào cái cây: lão la, người có sao không? Nhưng anh kêu đến mấy tiếng, đạo sĩ Lôi Thôi ở bên trong cây yêu cũng không trả lời. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng anh cực kỳ sợ hãi. Đạo sĩ Lôi Thôi này sẽ không bị cây yêu nuốt chửng chứ? Những thôn dân bị khống chế trước đây toàn bộ đều bị cây yêu giết chết, thi thể chôn dưới gốc cây làm chất dinh dưỡng, vì vậy cái cây to này mới tươi tốt sum xuê như vậy. Đạo sĩ Lôi Thôi tu vi cao như vậy, bị cây yêu nuốt chửng rồi, chắc chắn có thể tăng thêm không ít đạo hạnh. Nghĩ đến đây, lòng anh trùng xuống, bất chấp tất cả xông về phía cái cây yêu ma kia. Mà lúc này dây leo trên cây cùng với lá cây tấn công anh tới tấp, anh nhanh chóng ném ra phía trước mấy lá bùa đạo vân lôi. Rất nhanh theo đó tiếng nổ ầm vang lên, những dây leo và lá cây kia bị tia sét ào ào cuốn đi. Anh chạy thẳng đến dưới gốc cây yêu, dùng thanh kiếm gỗ không ngừng đập mạnh lên cây, vừa đập vừa kêu lớn: lão la, người còn sống không? Nhưng vẫn không nghe được bất kỳ động tĩnh gì bên trong cái cây. Tiếp đó anh nhanh chóng lấy ra ấn thiên cương trên người rồi đánh lên cái cây. Sau đó bấm tay niệm chú: thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, bảo hộ chân thân ta không ngừng bất tận. Niệm thần chú xong thì thấy một luồng yêu linh tiến về phía ấn thiên cương. Lúc này cả cây đều run rẩy dữ dội, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển, cho dù những dây leo kia có khua động cũng theo đó mà chậm lại. Xem ra ấn thiên cương này vẫn là có tác dụng, nhưng cái động tối của cây yêu vẫn không mở ra. Anh lại nhanh chóng lấy ra 5 cái đinh gỗ đào đánh vào cây yêu, đồng thời miệng không ngừng niệm: Bắc Phương Ngũ Kiệt Huyền Trung Chi Thiên, 10 đinh một kiếm chém nát hư không, thực thi mệnh lệnh. Anh hét lên, 10 cái đinh gỗ đào biến thành tia sáng chói mắt xuyên thẳng vào cái cây lớn. Giây tiếp theo liền nghe thấy một tiếng nổ vang, xung quanh cây yêu xuất hiện một màn khói dày đặc, mặt đất theo đó có hơi rung chuyển. Cùng lúc này, anh dường như nghe thấy một tiếng gầm nặng nề, hình như là cây yêu phát ra. Nhưng anh ổn định lại nhìn về phía cái cây một lần nữa, phát hiện sức mạnh kết hợp của 10 cái đinh gỗ đào lại làm nổ cái cây kia ra một lỗ lớn. Lúc này từ màn khói dày kia anh nghe thấy giọng nói: Tiểu Kiệt, ngươi giết yêu thụ hay là giết ta đấy hả? Mau qua đây cứu ta ra. Nghe thấy tiếng của anh ta, anh trong lòng vui mừng, vội vàng chạy qua, dùng kiếm gỗ đào trong tay không ngừng làm rộng hốc cây. Lúc này anh nhìn thấy trên người đạo sĩ Lôi Thôi đầy những dây leo, những dây leo này không ngừng hút máu trên người anh ta. Ngay lập tức anh không do dự, liên tục cua kiếm đánh bay đám dây leo trên người kia đi. Nhưng dây leo quấn trên người đạo sĩ, mỗi lần cua, đạo sĩ Lôi Thôi đau đớn phát ra tiếng rên rỉ. Nhìn thì đây không phải là cách, vì vậy đưa tay với lấy ấn tiên cương trên cây xuống, sau đó tiến đến đánh dây leo quấn trên người đạo sĩ đi. Lúc này ấn tiên cương lại một lần nữa phát huy tác dụng nuốt chửng yêu ma mạnh mẽ của nó, vừa đặt lên đám dây leo, trong nháy mắt dây leo nhanh chóng khô héo, đạo sĩ Lôi Thôi lập tức thả lỏng toàn thân, thoát ra được nửa người. Sau đó anh nhanh chóng vươn tay kéo mạnh anh ta ra khỏi hốc cây. Hiện giờ đạo sĩ Lôi Thôi vẫn cầm trong tay kiếm gỗ lôi kích, nhưng toàn thân đều bị thương loang lổ vết máu. Sau khi anh ta đi ra chửi lớn một tiếng, một tay kết ấn hướng đến thanh kiếm pháp thuật búng tay 3 lần, chỉ thấy kiếm gỗ lôi kích đột nhiên cháy lên một ngọn lửa màu vàng. Tiếp đó đạo sĩ hướng thanh kiếm pháp thuật bốc cháy ngọn lửa màu vàng về phía hốc cây kia. Lúc này cây yêu lại phát ra một tiếng gầm nặng nề, vô số dây leo cuốn đi. Tân nương không đầu dường như cũng nhận được tiếng gọi của cây yêu, từ bỏ đối phó với Tử Niệm đạo trưởng bay qua chỗ bọn họ. Đạo sĩ Lôi Thôi vội vàng nói: Tiểu Kiệt, ngươi giúp ta ứng phó tân nương không đầu kia, ta đi lấy lục hồn của yêu thụ. Nói rồi đạo sĩ Lôi Thôi lại một lần nữa nhảy vào trong hốc cây. Mà lúc này tân nương không đầu cũng đã đến gần anh. Anh lập tức vùng kiếm gỗ đào trong tay đánh về phía tân nương không đầu, nhưng sức mạnh trong tay cô ta rất lớn, tóm lấy kiếm gỗ của anh kéo mạnh, muốn đoạt lấy thanh kiếm từ trong tay anh. Anh lập tức huy động linh lực, phù văn trên kiếm lại nhấp nháy lần nữa. Ngay tức khắc tân nương không đầu nắm lấy kiếm gỗ đào phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, hai tay bốc lên một làn khói trắng. Đúng vào lúc này, Từ Niệm đạo trưởng kia trong thời gian ngắn đã đuổi đến, kiếm trong tay vụt qua xuyên vào người tân nương không đầu. Sau đó trên người cô ta lập tức tỏa ra lượng lớn quỷ khí màu đen, đến khi ngã sang một bên không còn động tĩnh. Mà lúc này đằng sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi của đạo sĩ Lôi Thôi: Tiểu Kiệt mau chạy. Ngay tức khắc anh quay lại nhìn, thấy trong tay anh ta một thứ xanh lục mờ mờ, đó chính là lục hồn ngàn năm của cây yêu. Tên tiểu tử này thật sự lấy được lục hồn. Rất nhanh đạo sĩ đem lục hồn cất lên trên người, hướng về phía cây lớn kia phòng cửu thiên huyền hỏa, sau đó kéo anh chạy. Bây giờ cây yêu không có sức mạnh của lục hồn, đã không còn nhiều nguy hiểm nữa. Nhưng anh không hiểu vì sao đạo sĩ Lôi Thôi lại kéo anh chạy đi. Khi anh đang nghi hoặc, bọn họ đã bị Từ Niệm đạo trưởng nhìn thấy. Ông ta vội vàng kêu lớn: Hai tên trộm các ngươi bỏ lục hồn xuống, ta tha chết cho các ngươi. Nói xong Từ Niệm đạo trưởng hung hăng đuổi theo bọn họ. Lúc đó anh mới rõ, quay qua nói: Thì ra đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn cũng vì lục hồn mới chạy đến đây. Tiểu tử ngươi cho rằng vì sao? Lục hồn này là bảo bối có thể gặp nhưng khó cầu, cứu thôn dân chỉ là bọn họ tiện tay mà làm, mục đích thực sự chính là vì thứ này.
cái thứ này mỗi 20 năm mới xuất hiện một lần. Tổ cha nó chứ, ta cũng bị ngươi lừa rồi, không ngờ ngươi gọi ta qua đây là để giúp người cướp lục hồn. Cái gì mà cướp, đây là thứ chúng ta xứng đáng, nếu chúng ta không lấy lục hồn này, những đạo sĩ còn lại không dưới vài người kia đoán chừng cũng đều bị cây yêu rét hết rồi. Đây gọi là lấy cứu người làm niềm vui, nhân tiện mượn gió bẻ măng. Một lúc sau đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn đuổi theo bọn họ. Bọn họ đều là người tu hành, bước nhân đều rất nhanh. Chẳng mấy chốc đám đạo sĩ chỉ cách hai người bọn họ 200 mét. Mà lúc này anh quay đầu lại nhìn, thì phát hiện đạo sĩ lớn tuổi nhất Từ Niệm hình như không thấy nữa. Điều này khiến anh có chút nghi hoặc, không lẽ đạo sĩ kia tuổi đã cao đuổi không kịp? Đúng vào lúc anh đang nghi ngờ không hiểu, đạo sĩ Lôi Thôi bất ngờ tóm lấy anh, kéo anh nghiêng một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Anh tức giận trừng mắt nhìn anh ta nói, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nhìn đằng trước, còn chạy cái quái gì? Lúc này anh nhìn phía trước, ngay lập tức không thể không chán nản muốn chết. Từ Niệm đạo trưởng kia chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt. Tiếp đó chỉ thấy đạo trưởng lạnh lùng nói, hai tên trộm các ngươi để đồ lại, các ngươi có thể muốn đi đâu thì đi, bọn ta dựa vào cái gì mà phải để lại? Thứ này cũng chẳng phải của nhà ông, rõ ràng ai cướp được thì của người đấy. Tháp Vân Sơn bọn ta phái đến mười mấy cao thủ, còn thiệt hại mất mấy người, chính là vì lục hồn này. Các ngươi lại nấp trong tối, nhân lúc bọn ta đối phó với thụ yêu mà cướp mất lục hồn. Nếu không phải bọn ta vướng phải thụ yêu, chỉ dựa vào hai người các ngươi sớm đã bị thụ yêu rét vài lần rồi. Nếu bọn ta không cướp lục hồn, mười mấy người Tháp Vân Sơn các ngươi ít nhất cũng chết mất 7-8 người. Ngươi chẳng những không cảm ơn bọn ta, còn muốn cướp đồ của bọn ta, có phải là lấy oán trả ơn? Đạo sĩ Lôi Thôi nói như vậy, trực tiếp khiến cho Từ Niệm đạo sĩ có chút không nói nên lời. Mãi mới nói ra được một câu, cưỡng từ đoạt lý, hôm nay không để lại lục hồn, các ngươi đừng hòng rời đi. Từ Niệm đạo sĩ nói xong, các đạo sĩ ở phía sau ngay tức khắc bao vây, chuẩn bị ra tay với bọn họ. Lúc này kiếm trong tay đạo sĩ Lôi Thôi lập tức bùng lên một ngọn lửa xanh. Sau đó anh ta lớn giọng nói, Tiểu Kiệt, đạo sĩ béo đằng sau giao cho ngươi, ta đối phó với lão đạo sĩ này, ngươi giữ đồ cho tốt, có cơ hội thì chạy, không cần cố đấu. Anh nghe xong những lời anh ta nói liền muốn mắng người, cái đồ khốn này lại nói đồ ở trên người anh, đây chẳng phải là đem anh làm mục tiêu ư? Lúc này đạo sĩ Lôi Thôi trực tiếp xông lên, nhưng điều khiến anh bất ngờ là đạo sĩ Lôi Thôi vừa lao đến cạnh Từ Niệm đạo trưởng, không qua ba chiêu bị Từ Niệm đạo trưởng một kiếm đánh bay, lộn nhào xuống bãi cỏ bên cạnh. Cái tên này vừa nãy mới bị cây yêu kéo vào trong hốc cây, máu trên người đều bị dây leo hút không ít, thực lực giảm rất nhiều, tu vi của anh ta vốn không bằng Từ Niệm đạo trưởng kia, chắn chắn không phải đối thủ của ông ta, chỉ có thể nói cái này quả đúng là hố rồi. Nhưng lúc này đạo trưởng béo đối diện anh cũng lao tới, anh không chần chừ lập tức giải phóng vong linh trong ấn thiên cương, mà anh đột ngột nhảy lên tấn công đạo trưởng béo. Nhưng đạo trưởng béo cũng không dễ đối phó, dù gì cũng có mấy chục năm tu vi, vài lần liền đánh lui vong linh. Tuy nhiên vào lúc này, sau lưng anh lại truyền đến một tiếng hét, anh quay đầu lại nhìn lập tức chết lặng. Đây là nguyên khí lục phách của yêu thụ ngàn năm, chỉ cần có được nó là sẽ có sức mạnh điều khiển thực vật trong vòng 10 dặm. Tranh thủ lúc các đạo sĩ Tháp Vân Sơn phân tán sự chú ý của thụ yêu, tôi và đạo sĩ đã lấy được lục phách của thụ yêu. Thế mà đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn cứ cãi bảo lục phách là do họ giành được, bắt chúng tôi để lục phách lại mới được rời đi. Thấy chúng tôi không chịu thì lập tức động thủ tấn công, công lực của đạo sĩ không địch lại được Từ Vân đạo trưởng, bị uýnh cho bay như chim. Mà tên đạo sĩ béo bên này cũng không phải dạng vừa, thẳng thừng đánh cho ma pháp của tôi phải lùi về sau, sau đó nói, thằng nhãi danh tuổi còn nhỏ mà tu vi cũng không thấp nhỉ, người rốt cuộc là ai, sao lại không dám bỏ che mặt ra, chưa nghe câu phản diện chết vì lắm mồm à? Lèm bèm ít thôi, một là biến ra chỗ khác, hai là chịu chết. Người thì quất mà nóng tính phết nhỉ, hôm nay ông đây sẽ dạy ngươi một bài học. Tên đạo sĩ béo đột nhiên nghiêm mặt lại, thanh kiếm trong tay phát ra âm thanh sắc bén, vô số đường kiếm lao về phía này, làm người ta hoa cả mắt. Hắn vừa lao đến, tôi đã cảm giác cả người mình bị kiếm khí bao phủ rồi, chỉ đành lấy kiếm gỗ ra ứng phó vài chiêu. Khi hai thanh kiếm va vào nhau, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, cả người bị bắn ra xa, cánh tay cầm kiếm tê dại. Mấy tên đạo sĩ Tháp Vân Sơn này dù gì cũng tu hành mấy chục năm rồi, lấy cứng đối cứng như này chắc chắn không thắng được. Ngay khi tôi vừa đứng dậy, gã đạo trưởng béo cũng đi đến. Tôi lập tức đề cao cảnh giác đập vào con dấu thiên cương trong tay. Một bóng ma lập tức xuất hiện trong làn khói trắng, cười với đạo trưởng béo một cái. Mà đạo trưởng béo lúc này toàn thân run rẩy, đôi mắt xuất hiện hai vòng tròn đen, khuôn mặt trở nên đờ đẫn vô hồn. Bóng ma nói, nhanh ra tay đi, ta không giữ hắn được lâu đâu. Nghe thấy thế, tôi liền xông lên trước tung cước, đạp thẳng vào ngực tên đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo rên rỉ một tiếng, bị đá bay vài mét. Không để hắn kịp đứng dậy, tôi cầm kiếm bước đến. Đạo sĩ béo lăn lộn trên đất nôn ra búng máu, sợ hãi nói, cậy trẻ tuổi mà chơi bẩn à, còn dám đánh lén, ta khuyên ngươi nên biết thân biết phận đi, đánh lén cái quần que. Một trưởng đập thẳng vào gáy đạo sĩ béo, khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Đối phương dù gì cũng là đệ tử môn đạo, không thể ra tay quá tàn độc được. Giết hắn rồi sẽ kết thù với Tháp Vân Sơn. Đúng lúc này tên đạo sĩ nhếch nhác kia kêu lên rất lớn, sử dụng thuật phân thân, phân thành ba người cùng đánh nhau với Từ Vân đạo trưởng mà cũng không đánh thắng được. Từ Vân đạo trưởng quả thật quá mạnh,
Sau khi giải quyết xong tên đạo trưởng béo, lập tức triệu hồi hồn ma đến giúp đạo sĩ. Tôi cũng đâm kiếm về phía lão ta. Tử Vân đạo sĩ lập tức vung kiếm về phía này, chặn ngang đường kiếm của tôi, khiến tôi không chịu nổi phải lùi về sau vài bước, mà tên đạo sĩ nhếch nhác lại bày ra dáng vẻ liều mạng đến cùng. Thanh kiếm trong tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực, mạnh mẽ lao về phía Tử Vân đạo trưởng. Vậy mà Tử Vân đạo trưởng không hề né tránh, khi lửa sắp cháy đến người, ông mới vung kiếm lên, phá tan đốm lửa của tên đạo sĩ nhếch nhác, sau đó tiếp tục đánh về phía cả hai. Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi. Tôi lập tức phi 10 cây đinh về phía lão. 10 cây đinh đột nhiên dừng lại giữa không trung, mỗi chiếc đều trở nên vô cùng sắc nhọn, lao thẳng về phía đạo trưởng. Sắc mặt Tử Vân đạo trưởng trở nên nghiêm trọng, hai tay nắm chặt thanh kiếm, chém mạnh vào 10 cây đinh, một năng lượng mạnh mẽ quét qua, chặn lại tất cả các cây đinh. Trong khi đạo trưởng dồn lực chống đỡ 10 cây đinh, hồn ma lập tức xuất hiện trước mặt ông. Tử Vân đạo trưởng nhìn thấy hồn ma, đột nhiên ngây ra một lúc, hồn ma cười với ông một cái. Đôi mắt đạo trưởng cũng lập tức xuất hiện hai vòng tròn đen. Tu vi của Tử Vân đạo trưởng vô cùng cao, hồn ma cũng chỉ khống chế được vài giây mà thôi, nhưng vài giây ít ỏi này cũng đủ rồi. Đạo sĩ nhân cơ hội này bắn một ngọn lửa xanh về phía đạo trưởng. Khi lửa xanh chạm đến người đạo trưởng, ông liền phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Ngọn lửa này tuy không thể lấy mạng Tử Vân đạo trưởng, nhưng đã làm tổn thương đến thần lực của ông, làm tổn hại tu vi, chắc chắn không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Mà ngay lúc này tôi cũng chạy đến, đập thẳng kiếm gỗ trong tay lên đầu Tử Vân đạo trưởng, khiến ổng gục ngay tại chỗ. Tên đạo sĩ nhếch nhác cũng nhanh chóng chạy lại, sợ hãi nhìn Tử Vân đạo trưởng nằm gục trên đất, sau đó vung kiếm gỗ trong tay lên, hủy đi 9 ngọn lửa âm ti trên người lão. Sau đấy lại nói trong sợ hãi, thằng nhãi này sao ra tay mạnh thế, có khi nào chết người luôn không, ta cũng hơi sợ rồi đó. Vội vàng chạy lại kiểm tra mạch đập, thở phào nói, vẫn sống, thế thì tốt. Đám đạo sĩ này đều là đệ tử chính tông, nói thẳng ra thì cũng giống với chúng ta, đều là người nhà, không thể kết thù với họ được, chúng ta té lẹ thôi. Đằng sau còn tận 7-8 người kia, chắc sắp đuổi đến nơi rồi. Nói xong liền kéo nhau chạy về phía bắc, cũng chẳng biết chạy bao lâu, nhưng chắc cũng phải mấy chục dặm đường núi rồi. Thế mà vừa quay đầu nhìn, phát hiện mấy lão đạo sĩ Tháp Vân Sơn vẫn đuổi theo phía sau. Tôi hít sâu một hơi hỏi, hay là đưa đồ cho bọn họ đi, chạy nữa chắc hộc máu chết mất. Không được, ta lên kế hoạch bao ngày nay mới lây được món đồ này, không thể để tay trắng được, chạy thêm một đoạn nữa là có người cứu rồi, đến lúc đấy trốn đại vào đâu đó là được. Tiếp đó cả hai lại chạy thêm mười mấy dặm nữa, ra khỏi rừng liền nhìn thấy một thôn làng nhỏ, không nghĩ ngợi liền chạy vào trong làng. Khi đến cổng làng thì nhìn thấy một tấm bia đá, trên bia khắc ba chữ lớn thôn Trung Gia. Đạo sĩ thấy thế vui mừng nói, chúng ta được cứu rồi, trong thôn có cao nhân đó, mau vào trong trốn thôi. Tôi nghi ngờ hỏi lại đạo sĩ, sao ngươi biết trong thôn này có cao nhân? Biết thì biết thôi, hỏi nhiều làm gì, vào trong rồi thì cứ thoải mái để lộ mình là người tu hành, để vị cao nhân đó cảm nhận thấy là được. Nói xong thì kéo tay tôi sạch vào trong thôn. Đột nhiên có người bước là từ ngõ nhỏ, sắc mặt người này u ám nhưng lại toát ra sức mạnh to lớn, giỏi hơn hai đứa tỷ lần. Trong tay hắn còn cầm một cây quạt, ánh mắt lạnh lẽo hỏi, làm cái gì đấy? Đang định mở lời đã thấy tên đạo sĩ kia hành lễ với người này, vô cùng kính cẩn đáp, chào tiền bối, ta đến từ phái Mao Sơn, hiệu là Trì Văn, đằng sau có người đuổi giết, mong tiền bối giúp sức chặn bọn họ lại. Quen biết tên này lâu thế rồi, lần đầu thấy hắn khách khí với người khác như thế. Người đó nghe đạo sĩ giới thiệu xong, không khỏi ngờ vực hỏi, phái Mao Sơn à, có gì chứng minh không? Đạo sĩ đã sớm chuẩn bị xong rồi, đưa tấm ngọc bội trên eo qua. Người kia soi xét tấm lệnh bài rất kỹ, sau đó ném trả tên đạo sĩ, nhẹ nhàng nói, vào trong trước đi, ta giúp mấy người chặn lại, cảm ơn tiền bối. Nói xong liền kéo nhau vào trong thôn. Vừa mới vào trong không bao lâu, đạo sĩ đột nhiên nhảy lên mái nhà nói, Tiểu Kiệt, lên đây xem kịch hay nè. Càng ngày càng không hiểu nổi tên này, lại làm trò quỷ gì nữa không biết. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng trèo lên theo, hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì thế? Sao vừa nhìn thấy ngọc bội của ngươi là cho chúng ta vào luôn thế? Vì vị cao nhân này có quan hệ rất tốt với trưởng môn phái Mao Sơn, thế nên thấy ta là người của phái Mao Sơn, chắc sẽ nể mặt. Người này trông trẻ thế chắc cũng chỉ hơn chúng ta không quá 10 tuổi nhỉ, thế mà lại thân quen với trưởng môn ư? Hắn có lai lịch thế nào, làm gì mà bất ngờ thế? Trưởng môn mới nhậm chức chưa đầy một năm, tuổi cũng sấp xỉ hắn, tu vi lại càng cao thâm, nhìn cho kỹ nhé, mấy tên đạo sĩ Tháp Vân Sơn chắc không phải đối thủ của hắn. Hai đứa nói chuyện ở đây, nhìn thấy vị cao nhân kia tay cầm quạt tiến lên vài bước. Đúng lúc này đám đạo sĩ kia đuổi đến nơi, cách vị cao nhân khoảng hơn 10 mét, chỉ thấy cao nhân phe phẩy chiếc quạt trong tay. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi kinh ngạc rớt cả hàm. Chiếc quạt trong tay nhanh chóng biến thành một thanh kiếm sắc bén. Hắn vung ta một cái, bảo kiếm liền bay đi, cắm thẳng xuống đất, trước mặt đám người kia, khiến cho cả đám không dám tiến thêm bước nào nữa. Có lẽ vì lão đạo trưởng cũng nhận ra người này vô cùng mạnh. Vị cao nhân lạnh lùng hỏi, làm cái gì đấy? Tử Vân đạo trưởng bước đến, vô cùng khách khí nói với cao nhân, bọn ta là người của Tháp Vân Sơn, đang đuổi theo hai kẻ tu hành trẻ tuổi để thay trời hành đạo. Bọn ta nhìn thấy chúng chạy vào thôn này, mong vị đạo sĩ này nhường đường chút, để bọn ta vào trong tìm người. Viên đá định mệnh trị giá hàng trăm triệu này chính là yêu khí của quỷ cây ngàn năm, chỉ cần khảm nó vào trong vũ khí,
liền có thể triệu hồi các loại thực vật trong bán kính 100 km. Sau khi tôi lấy được linh hồn của quỷ cây, đám đạo sĩ già tháp Vân Sơn liền lật mặt tỏ vẻ không quen biết. Bọn họ trực tiếp cướp linh hồn quỷ cây trong tay chúng tôi. May mà tôi và đạo sĩ luộm thuộm nhiều trò, chúng tôi lấy lại linh hồn quỷ cây rồi chạy đến một cái thôn tên là thôn Trung Gia. Hơn nữa tôi còn gặp được anh em thân thiết là trưởng môn của phái Mao Sơn. Sau khi đạo sĩ luộm thuộm công khai thân phận, cao nhân đó liền bảo chúng tôi trốn trong thôn, đám đạo sĩ già này cứ giao cho anh ta xử lý. Lúc này, một đám đạo sĩ già cũng đuổi tới cổng thôn Trung Gia. Nhưng vào lúc này, kiếm của vị cao nhân kia chĩa thẳng vào mặt bọn họ. Đám đạo sĩ già dường như cũng nhận ra người này không cùng hội. Đạo sĩ già Từ Văn lập tức khách sao hỏi han: "Anh bạn, làm phiền một chút, xin hãy để chúng tôi vào tìm hai tên trộm. Tôi không quan tâm các ông là người ở đâu, các ông nhiều người cầm kiếm như vậy mà đi vào trong thôn thì chắc chắn không được. Anh hùng bảo vệ đất nước, tôi luôn nghĩ cho người trong thôn, vậy thì chúng tôi cất pháp khí rồi vào trong thôn tìm người thì có được không?" "Cái đó cũng không được, bây giờ đã muộn rồi, cha mẹ tôi đều đang ngủ, họ không chịu được sự làm phiền của đám người các ông đâu." Lúc này tên đạo sĩ béo ở bên cạnh vô cùng tức giận nói: "Sư thúc Từ Vân, ông nhiều lớn với hắn ta làm gì? Chó ngoan không chặn đường, nếu hắn muốn chặn đường chúng ta thì trực tiếp đạp hắn là được." Lúc này tôi và đạo sĩ luộm thôm ở trên mái nhà nhìn xuống. Tôi biết tên đạo sĩ béo đó bị tôi chọc tức rồi. Ông ta rất muốn tìm thấy tôn để chặt tôi thành trăm mảnh. Nhưng khi vị cao nhân kia vừa nghe tên đạo trưởng béo nói, anh ta ngay lập tức nhìn chằm chằm ông ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Ông gọi ai là chó, cậu nói xem, chúng tôi khách sáo với cậu coi như là cho cậu thể diện đấy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng tôi đông người như này, cậu cho rằng chúng tôi sợ cậu sao? Hôm nay tôi nói cho các ông biết, đám người các ông đừng hòng nghĩ đến việc bước chân vào cái thôn này. Con chó to gan lắm, người đâu, xông lên!" Tên béo tức giận hét một tiếng, ông ta cầm kiếm xông về phía vị cao nhân đó. Lúc này, vị cao nhân vẫn đứng bất động tại chỗ. Khi mũi kiếm của tên đạo sĩ tiến đến, vị cao nhân chỉ khẽ cử động cơ thể, anh ta bay lên dùng một chân đá vào cái bụng tròn vo của tên mập. Tên đạo sĩ béo lập tức bay ra xa 4-5 mét. Sau đó thì không còn sức để đứng dậy luôn, cũng không biết ông ta còn sống hay đã đăng xuất. Tôi biết năng lực tên béo đó rất mạnh, nếu ban nãy Mị Linh không thôi miên hắn, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng tên đạo sĩ này vậy mà lại bị một cú đá của vị cao nhân kia cho gục tại chỗ luôn. Quả thực đã phá hỏng tam quan của tôi. Lúc này đạo trưởng Từ Vân cũng tới góp vui. Ông ta lao về phía vị cao nhân, khóe miệng vị cao nhân nhếch lên nở một nụ cười lạnh nhạt nói: "Lâu lắm rồi không vận động xương khớp, tối nay vận động tí cũng tốt." Nói rồi anh ta đưa tay ra, kiếm vàng cắm trên mặt đất lóe sáng, trực tiếp bay lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng rơi vào tay anh ta. Mà cảnh tượng tiếp theo, quả thực khiến tôi kinh hãi đến tột cùng. Tôi thấy chân vị cao nhân kia di chuyển nhẹ một chút, tôi liền không nhìn thấy bóng dáng anh ta nữa. Tốc độ đó nhanh như chớp, thoáng chốc anh ta đã xuyên qua người đạo sĩ già, xuất hiện ngay đằng sau bọn họ. Lúc này tôi chỉ nghe thấy tiếng vũ khí bị chém vỡ vụt. Sau đó, thanh kiếm trong tay bọn đạo sĩ liền đứt đôi. Đạo trưởng Từ Vân còn chưa phản ứng kịp, vị cao nhân đã đột ngột xuất hiện trước mặt ông ta. Chỉ với một bàn tay mà anh ta liền đập bay đạo sĩ già Từ Niệm. Ngay lập tức đạo sĩ già đó phun máu tươi, mới một trận mà ông ta đã không thể đứng dậy, à mấy tên thấp bé của ông ta cũng không dám ho he nữa. Nhìn cảnh này, tôi không khỏi kinh hãi. Tôi nhìn đạo sĩ luộm thuộc kinh ngạc nói: "Anh ta đánh bại đám đạo sĩ già này chỉ tốn 2-3 giây. Đây là cao nhân phương nào vậy? Thật rất đỉnh, rốt cuộc lai lịch của anh ta như nào vậy?" Lúc này, đạo sĩ luộm thuộm đắc ý nói: "Cái này thấm vào đâu chứ? Trưởng giáo của phái Mao Sơn chúng tôi càng lợi hại hơn. Nếu ông ấy ở đây, chỉ cần nói tên thôi, đã khiến đám đạo sĩ già sợ mất mật rồi." Trong khi chúng tôi nói chuyện, đạo trưởng Từ Niệm mới từ từ đứng dậy nói: "Cậu bạn này, xin hỏi đại danh của cậu là gì?" "Trung Cẩm Lượng." Nghe ba chữ này, toàn thân đám đạo sĩ già run bần bật, đặc biệt là đạo sĩ Từ Vân, ông ta càng khiếp sợ hơn, giọng run run nói: "Hóa ra là cậu ta, người này chúng ta tốt nhất đừng chọc vào, trong thiên hạ này người chọc vào anh ta cũng chẳng được mấy người." Sau đó, đạo sĩ Từ Vân cúi đầu với vị cao nhân đó, rồi trịnh trọng nói: "Lượng gia, lần này người tháp Vân Sơn chúng tôi thất lễ rồi, chúng tôi không biết ngài đang ẩn cư ở đây, bây giờ chúng tôi lập tức rời đi, chúng tôi cũng không bao giờ dám bước vào làng nữa. Đi đi, lần này tôi tha cho các ông." Sau khi thấy đám đạo sĩ tháp Vân Sơn rời đi, đạo sĩ luộm thuộm và tôi nhanh chóng xuống khỏi mái nhà. Chúng tôi đến trước mặt vị cao nhân Trung Cẩm Lượng kia cung kính nói: "Cảm ơn tiền bối đã ra tay, vãn bối cảm kích không ngừng. Cậu tên là Trì Văn?" "Vâng thưa tiền bối, tôi tên là La Trì Văn." "Vậy thì cậu có lẽ là lớp trẻ nhất của phái Mao Sơn. Bây giờ trưởng giáo của Mao Sơn là Long Viêm, cậu có lẽ gọi ông ấy là sư tổ." "Đúng vậy, trưởng môn Long chính là sư tổ của tôi. Vừa nãy tiền bối ngầu quá, mới vài chiêu mà đã đánh tan tác bọn đạo sĩ già tháp Vân Sơn rồi. Bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ, không hổ danh là cao thủ. Thằng nhóc này, cậu biết nịnh hót đấy. Nếu đã tới rồi, thì vào nhà tôi ngồi nói chuyện một chút." Đạo sĩ luộm thuộm vừa nghe xong liền khách sáo từ chối. Nhưng chúng tôi vẫn bị Trung Cẩm Lượng kéo về nhà. Như vậy cũng tốt, chúng tôi đã chạy cả đêm, giờ có thể tử tế nghỉ ngơi rồi. Nhưng chúng tôi vừa đến nhà cao nhân Trung Cẩm Lượng, thì anh ta hoàn toàn mất luôn khí chất cao nhân. Anh ta kêu chúng tôi gọi anh ta là anh Lượng.
Hơn nữa anh ta còn ép chúng tôi uống vài ly với anh ta. Chúng tôi cũng ngại ngùng từ chối nhưng vẫn phải uống. Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện. Trong khi trò chuyện tôi mới biết vị cao nhân này là một cao thủ trong giang hồ. Lúc đầu anh ta cùng trưởng môn phái Mao Sơn tiêu diệt một giáo phái tà ác có tên là Huyết Linh. Họ còn giết một lão già tu luyện tà thuật là lão tổ của Huyết Linh. Sau khi giang hồ yên bình trở lại, vị cao thủ này danh tiếng lừng lẫy, rồi sống ẩn cư ở một cái thôn trong núi, cùng với vợ sống cuộc đời vô liêm sỉ. Khi chúng tôi vừa uống rượu vừa trò chuyện, đạo sĩ luộm thuộm không ngừng tâng bốc khiến Trung Cẩm Lượng rất yêu thích cậu ta. Hai người nhanh chóng xưng hô anh em. Nhưng lúc này Trung Cẩm Lượng thay đổi chủ đề, anh ta nói: "Hai thằng nhóc các cậu không thể vô duyên vô cớ mà kết thù với đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn được. Đặc biệt là cậu bạn đang ôm bảo vật kia, ban nãy tôi cảm nhận được rồi, lấy ra đây để anh xem đó là thứ gì." Nghe điều này, tôi và đạo sĩ luộm thuộm bừng tỉnh trong cơn say, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không ngờ ban nãy vị cao thủ này đã biết chúng tôi có bảo vật. Anh ta nhiệt tình với chúng tôi như vậy, chắc sẽ không thèm muốn linh hồn đó đâu nhỉ. Nhưng sau khi nghĩ, dựa vào tu vi của anh ta, nếu ra tay cướp của chúng tôi, thì chúng tôi đến cơ hội ra tay cũng đều không có. Chắc chắn sẽ phải đi uống canh mạnh bà. Lúc này, đạo sĩ luộm thuộm liền trực tiếp lấy linh hồn màu xanh ra cho anh ta. Đồng thời cậu ta còn kể quá trình giết quỷ cây lấy hồn. Sau khi nghe đạo sĩ luộm thuộm nói, Trung Cẩm Lượng cẩn thận quan sát rồi nói: "Thứ này là cỏ cây thành tinh, có vẻ như nó không có nhiều tác dụng lắm đối với việc nâng cao tu vi, nhưng có thể dùng để kéo dài tuổi thọ, ngoài ra có thể giúp cho vũ khí thuộc tính mộc có năng lực khống chế cây cỏ." Nói rồi, Trung Cẩm Lượng ném viên đá xanh cho đạo sĩ luộm thuộm. Nhưng thằng nhóc này liền cười hi hi nói: "Anh Lượng, anh đã cứu mạng tôi và Tiểu Kiệt, hay là thứ này tôi để lại cho anh, coi như là quả báo đáp ơn cứu mạng của anh." Tôi sửng sốt khi nghe đạo sĩ luộm thuộm nói: "Từ khi nào mà tên này trở lên hào phóng như vậy? Trước đây cậu ta thà chết chứ nhất quyết không buông viên đá này." Nghe cậu ta nói xong, Trung Cẩm Lượng chỉ ha ha cười: "Tên nhóc này cậu đúng là rất khôn khéo. Khi nãy tôi nói muốn xem viên đá, mặt cậu còn sợ đến mức trắng bệch cả da. Ngộ nhỡ tôi thật sự giữ nó lại, thì cậu có khóc lóc cũng không kịp đâu. Cầm lấy, đừng chơi trò này tôi." Nghe điều này, đạo sĩ luộm thuộm đỏ bừng mặt, cậu ta cười hì hì rồi cất viên đá đi. Tôi lúc này mới hiểu, đạo sĩ luộm thuộm chơi trò lạt mềm buộc chặt, cậu ta biết rõ Trung Cẩm Lượng không muốn thứ này nên mới nói như vậy. Như vậy Kim Cẩm Lượng sẽ xấu hổ khi nhận thứ đó. Thằng nhóc này đúng là tâm cơ. Sau đó ba người chúng tôi lại uống với nhau một lúc nữa rồi trực tiếp đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Trung Cẩm Lượng đã sắp xếp xe chở hàng của nhà máy để đưa chúng tôi ra ngoài. Bởi vì anh ta đoán mấy đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn đó chắc chắn sẽ đợi chúng tôi ở cổng thôn. Sau đó chúng tôi cảm ơn Trung Cẩm Lượng, tôi liền cùng đạo sĩ luộm thuộm ngồi lên chiếc xe chở hàng. Trên xe có mấy chữ rất bắt mắt: nhà máy Linh Chi Lượng Tử. Sau đó chiếc xe chậm chậm rời khỏi thôn Trung ra. Tuy nhiên khi chúng tôi đi qua cổng thôn, quả thật từ khe hở ở phía sau chiếc xe, chúng tôi đã thấy đám đạo sĩ già Tháp Vân Sơn đứng đợi ở đây. Nhưng đám đạo sĩ già đó thấy xe của Trung Cẩm Lượng cũng không dám manh động. Thấy mọi thứ đều thuận lợi, tôi vội hỏi đạo sĩ luộm thuộm: "Là thằng nhóc nhà cậu có phải sớm biết vị cao nhân này sống ở đó? Tất cả đều do cậu sắp xếp đúng không?" Lúc này đạo sĩ luộm thuộm đột nhiên thật thà nói: "Đúng vậy, chúng ta chỉ có một cách để ngăn đám đạo sĩ già Tháp Vân Sơn đó. Tôi sớm biết anh Lượng sống ở đây, anh ta cũng là một phần của kế hoạch. Phải nói tôi thật sự phục sát đất tên nhóc này, biết tính toán lắm." Ngay khi tôi muốn khen đạo sĩ luộm thuộm, giây sau tôi thật sự muốn cho cậu ta ăn đòn. Ngay khi chiếc xe rời khỏi thôn 200m, tên đó đá tung cánh cửa phía sau xe tải, hét thẳng vào mặt đạo sĩ già phía sau: "Lũ bỏ mấy người, tôi ở đây nè, các ông có ngu hay không mà ngồi chờ ở đầu thôn thế?" Lúc này, những đạo sĩ già của Tháp Vân Sơn quay đầu và nhìn thấy chúng tôi. Bọn họ liền lao về phía xe chúng tôi, đặc biệt là tên đạo sĩ béo, ông ta rất muốn cho chúng tôi ăn đòn. Ông ta hét lớn: "Hai tên trộm kia, có gan thì dừng lại chiến đấu 300 hiệp với ta. Ông là kẻ thua cuộc không có tư cách đấu với tôi. Các ông tự chơi một mình đi, ác tài, lái nhanh một chút." Nhưng ngay sau khi đạo sĩ luộm thuộm nói xong, xe đột ngột dừng lại. Lúc này tài xế liền nói: "Cái quái gì vậy, tiểu đạo trưởng, xe chết máy rồi." Mặt tôi bỗng méo sạch, tôi thật sự muốn đá cái tên đạo sĩ lôi thôi này. "Nếu bạn hợp tác với một con lợn, thì bạn muốn làm gì nhất?" Ngay khi chúng ta đang nắm giữ viên đá của quỷ cây trị giá hàng trăm tỷ, khi chúng tôi trốn thoát khỏi mắt của bọn đạo sĩ Tháp Vân Sơn, thì tên đạo sĩ thuộm đột nhiên đá tung cửa xe, chế giễu nhóm đạo sĩ Tháp Vân Sơn. Kết quả là bọn họ lập tức phản ứng lại, bọn họ vừa chửi vừa xông về phía chúng tôi. Tuy nhiên ngay sau khi đạo sĩ luộm thuộm chế giễu xong, chiếc xe bất ngờ chết máy. Lúc này mặt tôi tái mét, tên đạo sĩ luộm thuộm này là đồng đội heo, tôi thật sự muốn đá anh ta xuống để bọn đạo sĩ Tháp Vân Sơn dạy cho cậu ta một bài học. Thấy bọn đạo sĩ già còn cách chúng tôi 200m, xe không khởi động lại được, chúng tôi chỉ có thể nhảy xuống xe và tháo chạy. Ngay khi những đạo sĩ già đó vẫn còn cách chúng tôi 100m, đột nhiên chiếc xe tải nổ máy khởi động lại. Lúc này tài xế liền nói: "Tiểu đạo trưởng, các cậu ngồi vững nhé, tôi tăng tốc đấy." Sau khi tài xế nói xong, chiếc xe tải lao vút đi, bỏ lại bọn đạo sĩ già ở phía sau. Lúc này tim tôi mới bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn đá vào mông tên đạo sĩ luộm thuộm rồi mắng: "Tên nhóc nhà cậu không gây chuyện gì thì thấy khó chịu à?" Mặc dù bọn họ không đuổi kịp,
nhưng chắc chắn đã ghim chúng ta đấy. Hơn nữa cũng vì thế mà hận cả anh Lượng. Cậu làm như vậy là quá vô lý đấy. Cậu sợ gì chứ? Bọn còn không biết chúng ta là ai. Hơn nữa anh Lượng mà phải sợ đám đạo sĩ già đó ghi thù sao? Bọn họ thậm chí còn không dám bước vào làng. Có mấy kẻ nào dám gây phiền phức cho anh ta chứ? Sau đó tài xế đã lái xe hơn 2 tiếng. Đến đất thành phố thì ông ấy cho chúng tôi xuống. Tôi liên tục cảm ơn ông ấy rồi đưa cho ông ta 1.000 tệ. Nếu ban nãy chiếc xe không kịp thời khởi động lại, hai chúng tôi có thể đã bị đánh sưng như đầu lợn rồi. Sau đó chúng tôi chuẩn bị ngồi máy bay trở về Yên Bắc. Nhưng trên đường đi chúng tôi chợt thấy một ông lão bán rau. Ông lão trông có vẻ nhiều tuổi, quần áo rách dưới. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm liền chậm rãi đi đến hỏi: Thưa ông bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 83 tuổi rồi. Tuổi ông cao như vậy mà vẫn còn ra ngoài bán rau sao? Người nhà ông đâu? Chết hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình tôi. Những loại rau này đều là do tôi tự trồng. Cậu bé mua chút đi. Nghe vậy, đạo sĩ Luộm Thuộm lập tức nói: Ông gói hết lại cho cháu. Cháu mua tất cả chỗ này. Tuy nhiên, khi ông già đang gói rau lại, đạo sĩ Luộm Thuộm liền ném một xấp tiền, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Mà tôi nhận ra số tiền 10.000 tệ đó là số tiền mà trước đây ở nhà hàng cậu ta lừa tôi. Lúc này tôi mới biết số tiền mà trước đây tôi đưa cho cậu ta đã đi về đâu rồi. Đột nhiên, trong lòng tôi thấy quý thằng nhóc này. Tên đạo sĩ Luộm Thuộm này quả thật khiến tôi vừa ghét vừa thương. Rồi chúng tôi nhanh chóng ra sân bay để trở về Yên Bắc. Sau đó mấy ngày này đạo sĩ Luộm Thuộm ở trong nhà chúng tôi. Nhưng mấy ngày liền cậu ta đóng cửa trong phòng nghiên cứu viên đá xanh kia. Bây giờ viên đá màu xanh là mạng sống của cậu ta. Dù sao con rắn thần trước đây tôi cùng cậu ta tiêu diệt đã bị cáo tiên tám đuôi trong người tôi hấp thụ. Hơn nữa khi đi thần long giá thì đan của vua cương thi cũng bị tôi ăn. Đạo sĩ Luộm Thuộm mấy lần đều ra về tay không nên hơi oán trách một chút. Hơn nữa trước đây Trung Cẩn Lượng cũng đã nói rồi, viên đá xanh là sản phẩm của cây cỏ hóa thành tinh. Chỉ cần đưa viên đá này vào trong thanh kiếm sấm sét của cậu ta thì sẽ có năng lực triệu hồi tinh hoa của cây cỏ. Nhưng sau nhiều ngày nghiên cứu, đạo sĩ Luộm Thuộm vẫn không thu được kết quả gì. Cậu ta sốt ruột đi vòng quanh sân. Tôi thấy cậu ta sốt ruột như vậy liền nói: Là, tôi có người biết là thế nào để giúp cậu dung hòa viên đá này với thanh kiếm sấm sét. Nhưng phải tốn chút tiền đấy. Tên nhóc này sao cậu không nói sớm, hại tôi mệt não mấy ngày. Mau dẫn tôi đi. Nói rồi tôi dẫn cậu ta đi đến quán trà Duyệt Lai. Chị Hoa của quán trà Duyệt Lai là người chuyên làm ăn với người tu hành. Chỉ cần đưa chút tiền thì có thể nghe ngóng được tin tức của các cao nhân. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến quán trà của chị Hoa. Sau đó, đạo sĩ Luộm Thuộm liền nói chuyện muốn khảm viên đá xanh vào thanh kiếm. Chị Hoa vừa nhìn viên đá xanh, mắt lập tức sáng rực lên. Nếu là báu vật của trời đất trong nhân gian, thì tôi biết có người có thể giúp cậu luyện đấy. Tần thôn đường Khê Tây Bình, dự bắc có một đôi vợ chồng chuyên đúc kiếm. Người đàn ông tên là Tề Ngọc, người phụ nữ tên là Lãnh Hy. Người ta nói rằng họ là những người kế thừa tổ tiên đúc kiếm U Dã Tử. Trong giang hồ có rất nhiều cao thủ tìm đến họ để đúc pháp khí. Nếu cậu tìm được họ, tôi tin họ có cách để khảm viên đá xanh này vào trong thanh kiếm. Hơn nữa có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của thanh kiếm. Sau khi nghe chị Hoa nói, tôi lập tức bảo chú hổ tử đưa cho chị Hoa 100.000 tệ. Nghe ngóng tin tức từ chị Hoa rất đắt, nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi cũng không muốn đến đây tiêu tiền. Nhưng chị Hoa thấy số tiền 100.000 tệ thì từ tốn nói: Bạn nhỏ, số tiền này không đủ nhé. Tôi lập tức ngạc nhiên nói: Chị Hoa, chị tăng giá à? Trước đây không phải là 100.000 tệ cho một tin tức sao? Không tăng giá, chuyện ban nãy tôi nói cho các cậu về đại sư đúc kiếm kia thì tôi lấy miễn phí. Chỗ tôi còn có 2 tin tức rất quan trọng với cậu. Mỗi tin 100.000 tệ, tin tức gì mà đáng tiền vậy? Lúc này chị Hoa không nói gì, thay vào đó chị Hoa lấy ra 2 bức tranh rồi đặt chúng lên bàn. Tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm cúi xuống nhìn, chúng tôi lập tức đơ người. 2 bức tranh này hóa ra là tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm. Tôi vội vàng hỏi: Chị Hoa, chuyện này là sao? Dạo gần đây người của Tháp Vân Sơn đến tìm phái Vạn La chúng tôi và các nơi khác. Họ lấy ra 2 bức tranh này và treo thưởng 1.000.000 tệ cho ai tìm được 2 người trong hình. Không biết là có mục đích gì, nhưng chuyện này tạm thời đã bị tôi ẻm lại, không để người ta làm ầm lên. Đờ mờ, bọn đạo sĩ già Tháp Vân Sơn cũng được đấy, trí nhớ tốt thế, liếc nhìn cái là có thể nhớ được hình dáng của chúng ta. Hơn nữa còn vẽ rất đẹp nha, chỉ có điều bọn họ vẽ mắt tôi hơi nhỏ. Đạo sĩ Luộm Thuộm còn chưa nói xong, tôi liền đá vào mông cậu ta rồi nói: Đều tại cậu đấy, hôm đó nhất quyết mở cửa xe trêu ngươi bọn họ, giờ thì hay rồi, để bọn họ thấy rõ mặt mũi của chúng ta, lại còn vẽ cả tranh chân dung. Những đạo sĩ già Tháo Vân Sơn đó chắc chắn không chịu để yên đâu. Đạo sĩ Luộm Thuộm vừa bị ăn đòn rồi còn bị tôi mắng đến mức không dám nói câu nào. Dù sao bây giờ cậu ta đuối lý rồi. Sau đó chị Hoa còn nói cho tôi một tin tức khiến tôi càng kinh hãi hơn. Tiểu Kiệt, tôi nghe ở mấy nơi nói có pháp sư thuật dáng đầu đến từ Đông Nam Á đang nghe ngóng tin tức của cậu đấy. Nghe nói người đó rất lợi hại, xếp top đầu trong ở Đông Nam Á. Có lẽ liên quan đến pháp sư thuật dáng đầu mà cậu giết chết ở Hong Kong. Nghe chị Hoa nói xong, tôi hơi lo lắng, xem ra lần ở Hong Kong vẫn có một pháp sư dáng đầu sống sót. Có thể là tên phù thủy kia, hoặc có thể là ba tan pháp sư thuật dáng đầu. Đạo sĩ Luộm Thuộm không hề biết chuyện gì ở Hong Kong, nên tôi liền nói đơn giản cho cậu ta. Thật sự là tất cả mọi chuyện đều đến cùng một lúc.
nhưng bây giờ nên ưu tiên chuyện khảm viên đá vào thanh kiếm sấm sét của đạo sĩ cẩu thả. Đến lúc đó cho dù bọn họ tới tìm tôi báo thù, thì vũ khí của đạo sĩ luộm thuộm cũng coi như được nâng cấp. Sau đó tôi đưa 500.000 tệ cho chị Hoa, rồi chúng tôi đến thôn Đường Khê, Dự Bắc để tìm đại sư đúc kiếm. Một là để trốn bọn đạo sĩ già tháp Vân Sơn, tôi sợ chúng sẽ tìm đến nhà tôi, mà chúng tôi dựa vào địa chỉ mà chị Hoa cung cấp. Rất nhanh chúng tôi đã tìm đến nhà đại sư đúc kiếm. Đúng lúc đó người đàn ông đang rèn sắt thấy chúng tôi liền hỏi: "Mấy vị này muốn rèn thứ gì?" "Có lẽ là ngài Tề Ngọc, chúng tôi là người được chị Hoa giới thiệu đến đây, chúng tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện." Tề Ngọc vừa nghe thấy tên chị Hoa, lập tức mời chúng tôi vào nhà ngồi nói chuyện. Sau khi chúng tôi giới thiệu bản thân và mục đích của mình, đạo sĩ luộm thuộm liền lấy thanh kiếm sấm sét trong người ra. Hai vợ chồng anh ấy vừa nhìn thấy thanh kiếm, mắt liền sáng rực lên. Tệ Ngọc liền khen ngợi: "Một thanh kiếm sấm sét tốt, có lẽ được truyền lại hơn nghìn năm nhỉ." Đạo trưởng la: "Kiếm của cậu đã là kiếm ma thuật rồi, tại sao lại còn tìm đến hai vợ chồng chúng tôi? Không biết cậu có ý gì đây?" Sau đó đạo sĩ luộm thuộm liền lấy viên đá xanh ra. Hai vợ chồng nhà họ nhìn thấy bảo bối này lập tức niệm chữ A mắt chữ O. Đạo trưởng la: "Đây là viên đá xanh này là kết tinh năng lượng của quỷ cây ngàn năm. Lần này chúng tôi tìm đến đây chính là hy vọng hai vị có thể giúp tôi khảm viên đá vào trong thanh kiếm. Làm như vậy thanh kiếm sẽ có năng lực khống chế cỏ cây. Đáng tiếc trình độ về luyện kiếm của tôi còn thấp kém, chỉ có thể nhờ hai vị đại sư đúc kiếm đây. Ngài Tề ra giá đi, rồi cho chúng tôi thời gian, bao giờ chúng tôi có thể đến lấy." Sau đó Tề Ngọc cầm viên đá rồi quan sát tỉ mỉ nó. Một lúc sau anh từ tốn nói: "Có thể dùng bảo bối này đúc kiếm, một khi làm sau thì chính là một vũ khí ma thuật. Mặc dù hơi phiền một chút, nhưng chưa đến nửa tháng chúng tôi có thể đúc nó. Đến lúc đó các cậu có thể qua lấy. Lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tôi lấy hai vị 500.000 tệ, sau đó tôi bảo chú hộ tử lấy thẻ 500.000 tệ." Nhưng khi chúng tôi nói chuyện, đạo sĩ luộm thuộm đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cậu ta đi ra bên ngoài. Sau đó lạnh lùng nói: "Kẻ nào ở ngoài đó?" Nghe vậy Tề Ngọc lập tức cất việc đá trong tay đi. Không lâu sau ngoài cửa xuất hiện một bóng người, dáng người trông rất lực lưỡng, đôi mắt ông ta màu hổ phách phát sáng, vừa nhìn liền biết là một người tu hành lợi hại. Người đó liền từ trong phòng bước ra, tươi cười nói: "Ngài Tề, tôi đến để lấy kiếm." Vợ chồng Tề Ngọc nhìn thấy người này, lập tức buông lỏng cảnh giác nói: "Hóa ra là ông Long, ông đến từ lúc nào vậy? Tại sao không gọi một tiếng? Ban nãy tôi ở ngoài sân gọi hai câu liền mà không thấy ai trả lời. Tôi thấy cửa mở nên mới tự đi vào. Đúng rồi, thanh kiếm của tôi thế nào rồi?" Trong khi nói chuyện, Lãnh Hy đã lấy từ trong phòng ra một thanh kiếm vô cùng sắc. Hơn nữa tôi đứng từ xa nhìn có thể cảm nhận được cây kiếm đó tỏa ra một luồng tà khí dày đặc. Lúc này Tề Ngọc từ tốn nói: "Ông Long, xin lỗi, kiếm của ông rất đặc biệt, hai vợ chồng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, hay là ông đến những nơi khác thử xem sao? Đến hai vị đại sư đúc kiếm mà còn bó tay, xem ra thanh kiếm này thật sự không hợp với tôi." Ông Long nói xong liền cầm thanh kiếm đầy tà khí đó rời đi. Mà chúng tôi sau khi để lại số điện thoại xong cũng liền đi đến một thị trấn ở gần đó. Chúng tôi định đến đó chờ nửa tháng để lấy thanh kiếm. Vừa hay cũng trốn bọn đạo sĩ tháp Vân Sơn, nhưng chúng tôi rời khỏi nhà Tề Ngọc chưa được bao lâu thì một số máy lạ gọi đến. Tôi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc: "Cậu là Ngô Kiệt phải không? Chuyện không hay rồi, viên đá xanh mà các cậu mang đến bị người ta cưới mất rồi. Chồng tôi cũng bị hắn giết rồi, viên đá xanh của quỷ cây trị giá hàng trăm tỷ đồng. Miễn là nó được khảm vào vũ khí có thuộc tính gỗ thì có thể điều khiển thực vật trong bán kính 10 km, làm cho bạn xanh từ đầu đến chân." Ngay khi chúng tôi tìm thấy Tề Ngọc là hậu duệ đúc kiếm của U Giã Tử, để bảo anh ta khảm viên đá xanh vào thanh kiếm sấm sét của đạo sĩ Lôi Thôi, thì đột nhiên Lãnh Hy vợ của Tề Ngọc gọi điện thoại đến: "Cậu Ngô Kiệt, chồng tôi bị người ta giết rồi, viên đá xanh nghìn năm đó cũng bị người ta cướp đi mất." Nghe đến đây, mặt tôi bỗng trở lên lúng túng. Chúng tôi mới rời khỏi nhà Tề Ngọc còn chưa đến 10 phút mà đã mất rồi. Đó là báu vật mà tôi và vị đạo sĩ luộm thuộm đã đánh đổi bằng mạng sống để có được. Sau đó, tôi vội vã cùng đạo sĩ luộm thuộm chú hổ tử quay trở lại nhà Tề Ngọc. Lúc này Lãnh Hy thấy chúng tôi liền òa khóc: "Cậu Kiệt, sau khi các cậu rời đi thì tôi đi lấy nước, sau khi trở về thì tôi thấy chồng mình nằm ngoài mật thất, còn viên đá của cậu cũng không thấy đâu nữa." Sau khi nghe điều này, tôi liền nói với đạo sĩ luộm thuộm: "Cậu nghĩ có phải là cái ông Long kia làm không? Trước đó khi chúng ta nói chuyện về viên đá xanh, chẳng phải ông ta đã ở ngoài nghe lén sao? Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được, nếu xảy ra vấn đề khác thì sao?" Đạo sĩ luộm thuộm nói như vậy, tôi ngay lập tức hiểu ra có ẩn ý trong lời nói của cậu ta. Nói không chừng đây là trò của đôi vợ chồng này, họ muốn cướp viên đá của chúng tôi nên dựng màn kịch thương tâm này. Sau đó tôi lập tức nhìn Tề Ngọc nằm trên mặt đất. Tôi thấy vết thương của thanh kiếm chỉ lệch một chút so với tim của anh ta. Nếu chết vì viên đá xanh này, vậy thì đó là một cái giá quá đắt. Sau đó tôi loại trừ nghi ngờ vợ chồng Tề Ngọc. Khi tôi vươn tay sờ mạch của Tề Ngọc, tôi kích động nói: "Anh ta vẫn chưa chết, có lẽ vẫn thể cứu được." "Cái gì, cậu Ngô Kiệt, chồng tôi vẫn có thể cứu sao? Ban nãy tôi thấy chồng tôi không còn thở nữa, mạch của anh ấy hơi yếu, có thể cứu được hay không thì phải xem thời cơ." Sau đó tôi liền bảo chú hổ tử lấy kim bạc. Tôi dùng 13 kim châm quỷ môn trên người Tề Ngọc. May mà tôi kịp thời dùng 13 kim châm bảo vệ tâm mạch cho anh ta, nên tính mạng của anh ta coi như cũng được an toàn.
nhưng bao giờ có thể tỉnh lại thì vẫn là dấu hỏi. Sau đó tôi kê thuốc rồi nhờ chú hổ tử đi mua. Sau khi thấy tôi cứu được Tề Ngọc, Lãnh Hy liên tục cảm ơn tôi, nhưng bây giờ chúng tôi chủ yếu đợi Tề Ngọc tỉnh dậy mới có thể hỏi anh ta rốt cuộc là kẻ nào đã lấy viên ngọc. Nhưng chỉ khi chúng tôi đang đau đầu chờ đợi thì con gái của Tề Ngọc đột nhiên nói là chú có dâu, ông ta đã đánh cha. Nghe vậy tôi vội chạy đến chỗ cô bé và nói: em gái, người mà em thấy có phải cái chú có dâu to lớn mà trước đây đã đến nhà em? Là ông ta, vừa nãy em chơi đùa trốn trong tủ thì thấy chú có dâu quay lại và đánh cha. Nghe vậy sắc mặt cả ba chúng tôi lập tức trở lên nghiêm trọng. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm liền nói: trẻ con không biết nói dối, chị dâu chắc chắn là ông Long kia làm, chị biết lai lịch của ông ta như nào không? Lúc này Lãnh Hy mới từ tốn kể chuyện của ông Long. Tôi chỉ biết đại danh của người đó là Trương Cảnh Long. Nửa tháng trước ông ta cầm một thanh kiếm đến tìm chúng tôi. Thanh kiếm đó là một thứ ma thuật có tên gọi là kiếm thắng tà. Nó được đúc bởi U Giã Tử, một thợ rèn kiếm vĩ đại trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chỉ đáng tiếc thanh kiếm đó mặc dù tốt, nhưng hầu hết các người tu hành đều không sử dụng được. Bởi vì trên thanh kiếm đó có tà khí, nếu để nó bên người quá lâu, người đó sẽ trở lên điên loạn vì bị ảnh hưởng bởi thanh kiếm. Vợ chồng tôi nghiên cứu nửa tháng, nhưng vẫn không thể trấn áp được tà khí trên thanh kiếm, nên đành để cái người tên Trương Cảnh Long đó đem đi. Vậy bối cảnh của ông ta như nào? Nhà ông ta ở đâu? Cái này tôi hoàn toàn không biết. Đối phương tìm đến chúng tôi để rèn kiếm, chỉ cần đưa tiền cho chúng tôi là được, còn những vấn đề khác chúng tôi sẽ không hỏi nhiều. Tôi không ngờ ông ta vì viên đá xanh kia mà lại nhẫn tâm ra tay với chồng tôi nhất định phải giết hắn. Lúc này tôi nhìn đạo sĩ La thì tôi thấy mặt đạo sĩ Luộm Thuộm đã biến sắc, trong đôi mắt cậu ta lóe lên vẻ sắc bén như mảnh vỡ của thủy tinh. Thằng nhóc này chắc chắn đã điên tiết lắm rồi. Sau đó đạo sĩ Luộm Thuộm từ tốn nói với tôi: Tiểu Kiệt, cậu gọi cho chị Hoa hỏi thăm một chút, bởi vì cái tên Trương Cảnh Long có thể là một cái tên giả, nhưng hỏi xem trong tay ai đang giữ thanh kiếm ngàn năm thắng tà thì ông ta sẽ không chạy được đâu. Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi tìm lấy lại viên đá xanh rồi giết chết ông ta. Ông ta suýt nữa thì giết chết anh Tề Ngọc, chúng ta coi như cũng giúp chút gia đình của Lãnh Hy. Ban nãy cậu cũng thấy tên Trương Cảnh Long đó, người này tu vi không thấp, cậu nghĩ dựa vào tôi và cậu thì có thể thắng không? Cậu có não để làm gì vậy? Dù không đánh được thì chúng ta cũng có thể dựa vào trí khôn để lấy. Cậu quên chúng ta làm thế nào để cướp được viên đá à? Sau khi nghe lời đạo sĩ Luộm Thuộm xong, tôi liền gọi điện cho chị Hoa. Tôi cũng đơn giản nói chuyện này cho cô ấy nghe. Tề Ngọc là người mà chị Hoa giới thiệu cho tôi. Khi nghe xong, cô ấy nói với một giọng vô cùng phẫn nộ: tiền tính sau, người này đến người rèn kiếm còn dám giết, độc ác như vậy chắc chắn không phải loại lương thiện gì. Trong 3 ngày tôi sẽ cung cấp thông tin cho cậu. Sau khi nghe chị Hoa nói, mấy người chúng tôi chỉ có thể ở nhà Tề Ngọc đợi tin tức. Nhưng lúc này Lãnh Hy từ trong phòng đìa, cô ấy lấy ra một chiếc thẻ rồi nói: hai cậu, chị cũng chẳng giúp được gì. Trong thẻ này có 2 triệu tệ, hai cậu cầm lấy coi như đó là số tiền các cậu giúp chồng tôi báo thù. Chị dâu, chúng tôi không thể lấy thẻ này, người đàn ông đó đã cướp đồ của chúng tôi, hai người chúng tôi nhất định sẽ giết hắn. Nhưng Lãnh Hy nhất quyết đưa thẻ cho tôi, cô ấy nói vừa nãy cứu Tần Ngọc cũng đáng để chúng tôi có số tiền như vậy. Tôi thực sự không trả lại được nên đành nhận lấy tấm thẻ. Sau 2 ngày chờ đợi, chị Hoa đột nhiên gọi và nói: Tiểu Kiệt, có tin tức rồi, người đó tên không phải là Trương Cảnh Long, tên thật của hắn là Giả Trường Xuyên, quê ở huyện Khánh An, tỉnh Hắc Long Giang. Nhà có 3 anh em, ông ta là lão nhị. 3 anh em họ không hề đơn giản, tu vi cũng rất lợi hại. Ở nơi bọn họ sống, họ được gọi là ba con hổ Khánh An. Theo tài liệu tôi tra được, ông nội của Giả Trường Xuyên từng một thời gian làm bảo tiêu cho đại sư Trương, tu vi rất lợi hại, nên cả nhà ông ta tu vi đều rất mạnh. Nhưng đến thế hệ của Giả Trường Xuyên thì công việc không còn chính nghĩa nữa. 3 người họ đang bí mật tham gia vào một số hoạt động bất hợp pháp, mua bán cổ vật, khai quật mộ bọn họ đều làm. Vậy ông ta làm sao mà có được thành kiếm thắng tà? Chúng tôi chính là vì điều tra thanh kiếm thắng tà mới biết lai lịch cũ của Giả Trường Xuyên. Tên này thường xuyên mua bán văn vật nên ông ta quen không ít tên trộm mộ. Ông ta đã mua thanh kiếm thắng tà này từ một kẻ trộm mộ, chỉ là thanh kiếm này tà khí quá nặng, ông ta không sử dụng được nó, nên ông ta nghe ngóng khắp nơi cách để trấn áp tà khí trong thanh kiếm thắng tà. Vậy nên ông ta mới tìm đến vợ chồng Tề Ngọc ở thôn Đường Khê. Nghe chị Hoa nói vậy, cái tên Trương Cảnh Long là tên giả của Giả Trường Xuyên. Sau đó chị Hoa gửi địa chỉ của Giả Trường Xuyên cho tôi. Vừa nhận được địa chỉ, đạo sĩ Luộm Thuộm liền gấp gáp muốn xuất phát, cậu ta lập tức bảo chú Hổ Tử đặt vé đến Khánh An. Lúc này chú Hổ Tử bày tỏ muốn đi cùng, nhưng đã bị tôi từ chối. Anh em họ Giả đều là người tu hành, chú Hổ Tử chỉ là người bình thường, chú ấy hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nếu chú ấy đi thì chỉ có thêm rắc rối cho chúng tôi, nên tôi để chú ấy ở lại chăm sóc gia đình Tề Ngọc cũng được. Nói xong tôi liền chuẩn bị xuất phát, nhưng lúc này Lãnh Hy đột nhiên gọi chúng tôi lại. Cô ấy lại từ trong phòng lấy ra một món đồ rồi đưa nó cho tôi và nói: Cậu Kiệt, chuyến này chắc chắn rất nguy hiểm, tôi không thể đi cùng các cậu. Chỗ tôi có pháp khí do tổ truyền của chồng tôi để lại, nó được gọi là tụ lý phù đao. Cậu mang đi để phòng thân đi, lúc cấp bách có lẽ có thể cứu một mạng. Tôi vừa nhìn thứ này, thấy nó bé như bàn tay, thứ này giống như thứ có thể quấn lên cổ tay. Món đồ này thì có tác dụng gì lớn chứ?
Lúc này Lãnh Hy hình như nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi. Cô ấy liền quấn thứ đó lên cổ tay tôi, sau đó dạy tôi cách khởi động, chỉ cần niệm chú khởi động linh lực là có thể sử dụng được. Lúc này tôi liền nhắm vào cây trong sân, tôi thúc đẩy linh lực thử một chút. Kết quả thứ đó liền phóng ra dao, lập tức khiến cái cây to đứt đôi. Đạo sĩ luộm thuộm chứng kiến màn này liền hoan hô cảm thán. Có thứ ám khí này còn mạnh hơn cả súng nữa. Nhưng lúc này Lãnh Hy lại nói, cậu Kiệt, thứ này trong một ngày chỉ có thể tấn công 7 lần. Mỗi lần dùng xong thì 24 tiếng sau mới có thể sử dụng tiếp được. Nên thời khắc quan trọng sử dụng nó mới có hiệu quả. Nghe xong lời Lãnh Hy nói, tôi cảm thấy một ngày 7 lần là đủ rồi. Uy lực của con dao này đủ để tôi giết một người rồi. Sau khi cất thứ này đi, chúng tôi lập tức xuất phát. Ban đầu ngồi máy bay thì chúng tôi rất nhanh sẽ đến Khánh An. Nhưng đạo sĩ Luộm cảm thấy ngồi máy bay bay cao quá nên cậu ta hơi sợ. Nên chúng tôi đi bằng tàu hỏa, chị Hoa còn gửi tài liệu chi tiết về anh em nhà họ Giả cho chúng tôi. Nhưng đạo sĩ Luộm thuộm hình như không để tâm, mà trực tiếp ngủ luôn. Thái độ của cậu ta lập tức khiến tôi hơi lo lắng. Tên này sẽ không lừa tôi lần nữa chứ? Anh em nhà họ Giả không phải dạng vừa. Chúng tôi ngồi tàu hỏa mất một ngày một đêm thì mới đến được Khánh An. Sau khi xuống xe, đạo sĩ Lôi Thôi đột nhiên thần bí cười với tôi. Tiểu Kiệt, cậu đi cùng tôi đến nơi này, chúng ta lấy một chút đồ trước. Cậu lấy thứ gì? Lẽ nào ở đây cậu có người quen à? Cậu không phải lo nghĩ đâu, cứ đi cùng tôi là được. Tên đạo sĩ Lôi Thôi này thật biết cách giày vò tôi. Thoáng chốc chúng tôi bắt xe đến một tiệm thuốc đông y. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, mà đạo sĩ Lôi Thôi vừa bước vào cửa liền lấy thẻ bài của phái Mao Sơn ra. Ông chủ ban đầu bộ dạng lạnh nhạt, nhưng vừa nhìn thẻ bài của đạo sĩ Lôi Thôi, lập tức khách sáo cung kính nói, mời hai vị. Sau khi đi vào, chủ tiệm lại hành lễ với đạo sĩ Lôi Thôi, giọng hơi kích động nói, sư huynh Trì Văn, không biết tôi có thể giúp gì được cho anh. Thứ mà tôi bảo cậu chuẩn bị, cậu làm xong chưa? Xong rồi. Nói rồi ông chủ lấy ra một chiếc hộp đưa cho đạo sĩ Lôi Thôi. Sau đó đạo sĩ Lôi Thôi chào hỏi một tiếng, rồi ôm chiếc hộp đó rời đi. Mà ông chủ đó còn tiễn chúng tôi đến tận cửa, thái độ vô cùng cung kính. Ra ngoài tôi mới không nhịn được mà hỏi, là trong hồ lô của cậu rốt cuộc là thuốc gì thế? Có thể tiết lộ cho tôi trước không? Tối chúng ta phải đi gây phiền phức cho đám anh em nhà họ Giả, nên tôi chuẩn bị trước một ít. Tên Giả Trường Xuyên đã từng gặp chúng ta không thể để ông ta nhận ra được. Thế cậu quen biết ông chủ tiệm thuốc đông y kia như nào vậy? Tôi thấy cách làm của cậu rất lỗ mãng đấy. Tôi cũng không quen, trước đây có gọi một cuộc điện thoại hỏi một chút người trong sư môn thôi, nói là ở huyện Khánh An có một đệ tử ngoại môn phái Mao Sơn, chính là ông chủ tiệm thuốc đông y kia. Trước đó tôi cũng đã gọi điện đến nhờ anh ta chuẩn bị đồ giúp tôi, tí tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng sự lợi hại của phái Mao Sơn chúng tôi. Thứ này vừa hay có thể đối phó được với anh em nhà họ Giả. Nhưng lúc này tôi vẫn hơi mơ hồ, trong hộp này rốt cuộc được bảo vệ gì? Bạn từng chứng kiến thuật dịch dung của phái Mao Sơn, chỉ cần một lớp da mặt bạn liền có thể biến mặt mình thành idol. Ban đầu viên đá xanh nghìn năm có giá trị lên đến 100 triệu tệ của chúng tôi bị lão nhị họ Giả ở An Khánh cướp. Tôi và đạo sĩ Luộm Thận chuẩn bị đi An Khánh cướp viên đá xanh về, nhưng ở đó ba anh em nhà họ Giả là người đứng đầu tiếng tăm lẫy lừng. Hơn nữa tu vi của ba người này không thấp, nếu chúng tôi trực tiếp cướp về, chúng tôi chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Vì vậy trên đường đi, đạo sĩ Luộm Thuộm liền liên lạc với một đệ tử ngoại môn của phái Mao Sơn, nhờ cậu ta chuẩn bị trước giúp chúng tôi một cái đạo cụ. Sau đó cậu ta kéo tôi trở về khách sạn, sau đó thần bí mở chiếc hộp đó ra. Lúc này tôi mới thấy được bảo vật trong chiếc hộp, hóa ra là hai cái da mặt thủ công. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm mới từ tốn nói, trước đây ở nhà Tề Ngọc không phải chúng ta bị tên lão nhị nhà họ Giả nhìn thấy rồi sao? Hai mặt nạ này vừa hay có thể giúp chúng ta che giấu thân phận để tấn công bọn họ. Nói rồi đạo sĩ Luộm Thuộm liền đeo lớp mặt nạ lên. Lập tức đạo sĩ Luộm Thuộm liền biến thành một vị đại thúc có râu trông rất luộm thuộm. Nói thật thì nhìn bộ dạng này tôi hoàn toàn không nhận ra cậu ta. Sau đó tôi cũng đeo lớp mặt nạ còn lại, hai người chúng tôi liền đi vào một nhà hàng. Sau khi ăn uống no nê, đạo sĩ Luộm Thuộm mới từ tốn nói ra kế hoạch của cậu ta. Mục tiêu đầu tiên của cậu ta không phải là lão nhị Giả Trường Xuyên, mà là lão tam Giả Trường Thắng. Tên Giả Trường Thắng này ở Khánh An mở một sòng bạc dưới lòng đất, chính là trong một nhà máy bỏ hoang gần miếu Long Vương. Cách làm của ba anh em họ Giả lỗ mãng, bọn họ móc nối quan hệ với trên dưới, nên chỉ cần có tiền là đều có thể vào nơi đó. Hơn nữa nơi đó canh giữ không hề nghiêm ngặt, nên ý của đạo sĩ Lôi Thôi là muốn chặt đứt đường làm ăn của ba anh em bọn họ, để bọn họ nếm mùi đau đớn, sau đó mới xử lý tên lão tam nhà họ Giả. Như thế chúng tôi đối phó với lão đại và lão nhị cũng chỉ là một chọi một, không đến nỗi thiếu một trợ thủ. Nói rồi chúng tôi đến nhà máy bỏ hoang gần miếu Long Vương. Nhưng chúng tôi đến nhà máy đó, việc đầu tiên không phải là gây náo loạn, mà là chơi thắng được tiền. Thắng nhiều tên lão tam nhà họ Giả chắc chắn sẽ gây phiền phức cho chúng tôi. Chúng tôi một người là đồ đệ của vua Phong Thủy, một người là đệ tử của Mao Sơn, sòng bạc to nhỏ nào đối với chúng tôi đều dễ như trở bàn tay. Tôi vừa vào liền tìm một sòng bạc cược lớn, cược nhỏ. Tôi cũng bắt đầu cược theo đám người đó. Ban đầu không có người nào chú ý đến tôi. Tôi lấy 1.000 tệ làm tiền cược, mỗi lần thắng tôi có thể thu toàn bộ tiền về. Rất nhanh tôi đã thắng hơn 100.000 tệ. Hơn nữa tôi chỉ thắng chứ không thua, nên rất nhanh tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này càng nhiều người cá cược theo tôi,
Lúc này người điều khiển sòng bài cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mà lúc này tên đó khi lắc xúc xắc, sau khi chúng tôi chú ý hắn, thì thấy hắn ta lén lút giở trò. Tai tôi vừa nghe liền nghe thấy xúc xắc hình như đã đổi sổ. Sau đó anh ta dắt nhau mở cốc xúc xắc ra, kết quả khiến chúng tôi thua hết tiền. Lúc này tên đó còn đắc ý nói, người anh em, phong thủy đổi rồi, xem ra vận may hôm nay của anh cạn rồi. Cái tên nhà cậu không nghiêm chỉnh chút nào, vậy mà lại trước mặt nhiều người như thế này giở trò. Nói rồi tôi đột nhiên ra tay, một tay nắm lấy mấy viên xúc xắc rồi bóp nát nó. Lúc này bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh sắt rất nhỏ. Những người đến sòng bạc nhìn thấy cảnh này lập tức phẫn nộ. Họ trực tiếp náo loạn, còn bên đạo sĩ luộm thuộm cũng bắt đầu náo loạn rồi. Lúc này một người đi đến và nói, ngại quá, mọi người nghe tôi nói, ban nãy xuất hiện chút hỗn loạn, A Bửu tôi chắc chắn sẽ cho mọi người câu trả lời. Chiến thắng trước đây được tiền vẫn tính, mọi người từng người lấy phần của mình. Nói rồi ông ta nhìn rồi nói, vị huynh đệ này trông lạ quá, lần đầu đến chơi đã thắng không ít, hay là đến chỗ chúng tôi thử xem. A Bửu tôi đích thân là người chủ trì, tôi vừa nhìn người này liền nhận ra đó là người mà lão Tam sắp xếp. Nếu muốn dụ lão Tam ra ngoài thì cần phải từ từ hành động. Sau đó tôi liền đồng ý, được thôi, vậy thì tôi chơi với cậu. Lúc này tôi thấy bọn họ dẫn tôi tới một căn phòng tối, mà lúc này tôi cũng nhìn thấy bóng hình vô cùng quen thuộc, đó chính là đạo sĩ luộm thuộm. Lúc này A Bửu vừa nhìn liền nhận ra hai người chúng tôi là tới kiếm chuyện. Ông ta lạnh nhạt hỏi, hại huynh đệ xin hai người ở cạnh nhau, đến từ đâu thì cút về nơi đó, biết đây là nơi nào không mà còn chạy đến đây làm loạn. Ông tên là anh Bửu nhỉ, ban nãy ông nói chúng tôi làm loạn, cái này thật vô lý, hai huynh đệ chúng tôi chẳng qua đến đây chơi mà thôi, lẽ nào nơi này của các ông chỉ được chơi thua mà không có thắng. Lúc này anh Bửu cười hì hì không quan tâm tôi. Sau đó ông ta nói, được rồi, các người đem người qua đây. Sau khi nói xong, lúc này tôi thấy một người hôn mê bất tỉnh bị kéo ra ngoài, mà người này hình như còn thiếu mất hai tay. Sau đó anh Bửu lạnh lùng nói, tên nhóc này nợ tôi hơn 1 triệu tệ, tôi lấy hai tay của anh ta để trừ nợ không vấn đề gì chứ. Hai cậu nói thử xem, tôi biết tên A Bửu này muốn giết gà dọa khỉ, ông ta có lẽ cảm thấy tôi và đạo sĩ luộm thuộm sẽ vì thế mà sợ hãi. Nhưng chúng tôi không hề sợ. Lúc này đạo sĩ luộm thuộm còn phấn khích nhìn anh Bửu nói, anh Bửu đừng chơi trò này với chúng tôi, anh giết gà dọa khỉ cho ai xem chứ, đều là trò cũ rích, quy tắc nghề này tôi hiểu. Ông nói hai anh em chúng tôi gian lận, vậy thì phải bắt được tận tay mới được. Ông tóm được sơ hở nào của chúng tôi, nếu không có thì đừng nói hưu nói vượn. Ông cho rằng dựa vào việc các ông nhiều người thì tôi sợ các ông sao? Nếu không có bản lĩnh, ông đây có thể đến chỗ mấy người chơi à? Cậu hỏi tên giả trường thắng xem, ông ta có dám động vào anh em chúng tôi không? Nếu ông dám động vào hai chúng tôi thề sẽ khiến ông không thấy mặt trời luôn. Nghe thấy đạo sĩ luộm thuộm nhắc đến cái tên giả trường thắng, anh Bửu đơ người, hai mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Rồi ông ta lạnh lùng nói với đệ tử trong phòng, các người trông coi mấy kẻ này cho tốt. Nói rồi ông ta ra ngoài, có lẽ ông ta đi gọi điện thoại cho giả trường thắng. Đây chính là kết quả mà chúng tôi muốn, nhưng tôi hơi lo lắng, ngộ nhỡ cả ba anh em nhà họ giả đến thì đó lại là một tình huống khác. Nhưng không bao lâu sau tôi thấy A Bửu dẫn một người đàn ông đi vào, dáng vẻ giống với lão nhị nhà họ giả. Ông ta có lẽ là lão Tam nhà họ giả. Ông ta nham hiểm nhìn chúng tôi, rồi cười hà hà với chúng tôi. Hai người này trông có vẻ là cao nhân, hai người nói lai lịch một chút xem nào, tại hạ chưa từng tiếp đón hai người. Quả thực là lần này tôi không đón tiếp chu đáo. Lúc này đạo sĩ Lôi Thôi mới chậm rãi bước đến và nói, ông chính là giả trường thắng. Đúng vậy, tại hạ chính là giả trường thắng, không biết tôi đã đắc tội hai vị cao nhân ở chỗ nào. Tiểu trường thắng à, hành tẩu giang hồ phải hiểu quy tắc, nếu ông không hiểu, ông đây sẽ dạy cho. Ông qua đây tôi nói cho ông một chuyện. Mặt giả trường sinh lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn đến lại gần đạo sĩ Lôi Thôi, chắp tay nói, ông cậu bảo ban. Nói rồi giả trường thắng thò cái đầu, đạo sĩ luộm thuộm đột nhiên thò tay ra, đập vào mặt giả trường thắng, lập tức ông ta bị tát bay ra ngoài. Một cái tát chỉ bảo này trực tiếp đánh cho giả trường thắng đơ luôn. Ông ta bò dậy một lúc sau không có phản ứng gì. Nói ra thì giả trường thắng cũng là một người tu hành lợi hại. Ông ta hoàn toàn không ngờ đạo sĩ Lôi Thôi không bao giờ dựa vào chiêu trò để chơi bài. Lúc này anh Bửu mới phản ứng lại, giọng phẫn nộ nói, giết chết hai tên này cho tao. Lúc này một đám người xông về phía chúng tôi, mà lúc này tôi đã nhấc kiếm gỗ đào xông đến chỗ giả trường thắng. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là truyền nhân của nhà tu hành. Thấy tôi xông đến, ông ta lập tức vươn tay lôi một người bên cạnh đẩy về phía tôi, rồi chạy vào trong phòng, mà tôi thấy mấy tên đồ đệ của ông ta xông đến. Tôi liền lắc nhẹ thanh kiếm trong tay, âm hồn trong thanh kiếm liền bay ra và xông về phía bọn họ. Thoáng chốc âm hồn đã va vào bọn chúng, khiến bọn chúng ngã nhào xuống đất. Sau đó tôi hét lớn vào trong phòng, tên nhát gan giả trường thắng kia, ông đang ở đây, sao mày lại rụt đầu bỏ chạy. Lúc này giả trường thắng đột nhiên vác ra một con dao, ông ta nhảy ra ngoài rồi nói, hai người các ngươi, hôm nay lão tử phải băm các người thành trăm mảnh. Tên giả trường thắng này không có não gì cả, ông ta quá giống anh hai nhà ông ta. Ông ta bị tôi kích động liền xông về phía tôi. Lúc này tôi ngẩng đầu, dùng âm hồn trong thanh kiếm đập về phía giả trường thắng. Nhưng con dao của giả trường thắng trong tay cũng rung lên, ông ta mạnh mẽ chém một đường,
mấy âm hồn kia hoàn toàn không dám động vào ông ta. Đám M hồn liền tháo chạy. Sau đó, Giả Trường Thắng lại một lần nữa xông về phía tôi. Thanh kiếm trong tay ông ta cứ thế mà trực tiếp giáng xuống. Tôi liền dùng thanh kiếm của mình để chặn lại. Nhưng lực của đối phương quá mạnh, vừa chạm vào thanh kiếm mà cổ tay tôi đã tê dại. Ông ta dùng chính là đao pháp Bát Môn Kim Tỏa Đao, uy lực vô cùng mạnh. Nhưng tôi vẫn có thể chặn được đòn của ông ta. Khi chúng tôi đánh nhau mười mấy hiệp, lúc này không biết ai hét lớn: "Không ổn rồi, giết người rồi!" Lập tức khiến cho đám người bên trong hoảng loạn tháo chạy. Lúc này đột nhiên trong phòng xuất hiện đám cháy. Lát sau đạo sĩ Luộm Thuộm chậm chậm đi ra. Xem ra cậu ta đã xử lý anh Bửu và mấy tên đồ đệ rồi. Thấy tình huống này, Giả Trường Thắng lập tức nói: "Hai tên chết tiệt này, dám đốt sòng bạc của tao, tao liều mạng với các người." Còn chưa đợi ông ta nói xong, đạo sĩ Lôi Thôi đã chạy đến hỗ trợ tôi. Trước đó Giả Trường Thắng đánh với tôi đều không chiếm thế thượng phong, bây giờ có đạo sĩ Lôi Thôi thì ông ta càng không phải là đối thủ của tôi. Còn chưa được hai chiêu, kiếm trong tay ông ta trực tiếp bị đạo sĩ Lôi Thôi đánh bay, còn người thì ngã xuống đất kêu gào. Nhưng đạo sĩ Luộm Thuộm vẫn không dừng tay, trực tiếp xông đến tặng cho ông ta một đòn. Thoáng chống hai chân ông ta toàn là máu. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm mới dừng tay và nói: "Chặt hai chân ông, để ông nhớ tôi là ai." Nhưng đạo sĩ Luộm Thuộm còn chưa nói xong, cậu ta liền làm ra một việc hết sức vô lý. Chiếc mặt nạ này là phương pháp thay đổi diện mạo bí mật của phái Mao Sơn, chỉ cần dán nó lên mặt lập tức có thể biến thành một ông chú có râu. Ban đầu đạo sĩ Luộm Thuộm muốn người thợ rèn khảm viên đá là linh hồn ngàn năm của quỷ cây vào thanh kiếm sấm sét của cậu ta, nhưng không lâu sau khi chúng tôi rời đi, viên đá đó đã bị Giả Trường Xuyên đến từ Hắc Long Giang cướp mất. Tên đó còn suýt thì hại chết đại sư rèn kiếm. Vì để báo thù và lấy lại viên đá, đạo sĩ Luộm Thuộm đã dùng bí thuật Mao Sơn đổi mặt, để hai chúng tôi thay đổi thành diện mạo mà Giả Trường Xuyên chưa từng gặp. Sau đó, kế hoạch của chúng tôi, đầu tiên là phá hoại lão tam Giả Trường Thắng, sau đó thì tìm lão nhị Giả Trường Xuyên và lão đại Giả Trường Hồng để tính sổ. Kế hoạch của chúng tôi rất thuận lợi, ngay khi hai chúng tôi đập phá sòng bạc của lão tam nhà họ Giả. Sau khi ép ông ta xuất hiện, đạo sĩ Luộm Thuộm đã đánh gãy chân Giả Trường Sinh chỉ trong vài nhát kiếm. Bây giờ Giả Trường Sinh sẽ phải ngồi xe lăn đến hết đời. Nhưng lúc này, đạo sĩ Luộm Thuộm còn làm một chuyện còn kinh khủng hơn. Tôi thấy cậu ta chạy về chỗ sòng bạc, trực tiếp ném hai lá bùa lửa vào. Trong phút chốc tiền trên sòng bạc bốc cháy. Cảnh này mà để chú hổ tử nhìn thấy thì nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Bên trong nói ít thì cũng có hơn chục triệu tệ. Nhưng sau khi đạo sĩ Luộm Thuộm đi ra, cậu ta liền nói: "Mau rời khỏi nơi này, sòng bạc bị chúng ta thiêu rồi. Có lẽ hai thằng anh của Giả Trường Thắng rất nhanh sẽ đến đây. Bị bọn họ chặn thì toi." Rồi hai chúng tôi vội vã chạy ngược hướng về thành phố. Ngay sau khi chúng tôi chạy hơn 10 dặm, chúng tôi mới dừng nghỉ dưới một cái cây to. Lúc này tôi mới có cơ hội hỏi: "Tên nhóc này, cậu làm gì mà phải đốt cả cái sóng bạc? Bên trong còn có rất nhiều tiền, chúng ta lấy một chút cũng coi như là bù đắp trước đó." Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm không nói gì mà trực tiếp ném cho tôi hai túi vải. Lập tức túi vải rơi ra mấy xấp tiền. Rồi đạo sĩ Luộm Thuộm mới từ tốn nói: "Vừa nãy khi tôi phóng hỏa, thấy trên sòng bạc đặt rất nhiều tiền, tôi nghĩ mình không thể lãng phí nên đã đem hết về. Chẳng phải tôi nợ tiền cậu sao? Lần này tôi trả hết, nếu không người ta lại cho rằng tôi bám chân cậu." Sau đó tôi đếm tiền trong túi vải, đống này ít nhất phải có 2 triệu tệ. Tiếng này chỉ cần cướp được viên đá xanh trở về cũng coi như là một giao dịch rồi. Nhưng tôi hơi nghi ngờ liền hỏi: "Tên nhóc này, sao cậu dẫn tôi chạy đến đây? Tại sao không quay trở lại khách sạn?" "Ngô Kiệt ơi là Ngô Kiệt, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của cậu quá non. Giả Trường Thắng và hai thằng anh của anh ta dám công khai trắng trợn sòng bài dưới lòng đất như vậy, bọn họ nhất định là có người chống lưng. Chúng tôi đã đốt sòng bài và đánh rất nhiều người của ông ta, có lẽ tối hôm nay toàn bộ Khánh An sẽ náo nhiệt lắm. Hơn nữa chúng ta mang theo rất nhiều tiền, nhất định sẽ gây chú ý. Tên nhóc nhà cậu không hổ là giang hồ, thế bước tiếp theo phải tính sao? Chúng ta hãy đến thành phố bên cạnh chơi vài ngày. Giả Trường Xuyên và hai thằng anh của ông ta chắc chắn đang tìm kiếm tung tích của chúng tôi ở khắp mọi nơi. Hơn nữa bọn họ sẽ rất cảnh giác, đợi chúng ta chơi chán rồi, khi đó bọn họ cũng buông lỏng cảnh giác một chút, thì chúng ta lại ra đòn bất ngờ." Tôi cướp viên đá xanh trở về. Sau khi nghe lời cậu ta nói xong, tôi mới phát hiện ban đầu cậu ta hờ hững với việc này, chứ thực ra tâm tư tính toán rất kỹ, sớm đã lên toàn bộ kế hoạch rồi. Quả đúng là nhân tài. Sau đó hai người chúng tôi gỡ mặt nạ xuống, đi đến huyện Ninh Hoài ở bên cạnh. Sau đó chúng tôi nghỉ ngơi ở Ninh Hoài, ngày ngày chỉ có ăn và chơi. Sau khi chúng tôi chơi được 4-5 ngày, sau đó đạo sĩ Luộm Thuộm đột nhiên nói: "Tiểu Kiệt, đi thôi, thời cơ đến rồi, chúng ta đi gặp Giả Trường Xuyên và Giả Trường Hồng." Trên đường đi tôi ghé qua chợ hoa và chim mua một con triền triện. Tôi dùng nó để đề phòng, năng lực của Giả Trường Hồng đó rất mạnh. Người ta nói ông ta chỉ với một con dao mà đã nổi như cồn ở Hắc Long Giang. Chúng tôi muốn đánh bại ông ta e rằng sẽ có chút khó khăn. Thế nên chúng tôi sẽ dựa vào trí khôn là chính. Mục tiêu lần này của chúng tôi là viên đá của linh hồn quỷ cây ngàn năm. Nếu có thể giết chết luôn Giả Trường Xuyên thì càng tốt, giết không được thì chuồn. Tối lúc 9 giờ, chúng tôi đã đến gần nhà họ Giả. Ban đầu, đạo sĩ Luộm Thuộm muốn dùng 1000 con hạc giấy để dò la tin tức. Nhưng màu sắc của 1000 con hạc giấy quá dễ thấy, rất dễ bị họ phát hiện. Tôi liền bảo đạo sĩ Luộm Thuộm bảo vệ xung quanh tôi. Sau đó tôi bấm tay niệm chú,
Linh hồn liền nhập vào cơ thể của chim triền triền. Sau đó tôi điều khiển chim triền triền bay vào nhà họ Giả. Lúc này tôi nhìn thấy có hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Một người chính xác là Giả Trường Xuyên mà trước đây tôi đã gặp ở nhà Tề Ngọc. Người kia là một người đàn ông với mái tóc hoa râm, trông khoảng 60 tuổi, nhưng phong thái của ông ta lại cho thấy ông ta là một người rất lợi hại. Lúc này, Giả Trường Hồng cầm hai bức ảnh trên bàn lên. Ông ta nhìn kỹ rồi nói, anh chưa bao giờ thấy hai người này, chúng ta hình như không có kẻ thù như vậy. Lão nhị, cậu nói thật cho anh biết, lần này cậu đi Dự Bắc, có đắc tội với ai không? Chúng ta đều là anh em ruột, cậu nói thật với tôi, cho dù cậu gây chuyện gì, người anh đây sẽ giúp cậu giải quyết, nhưng anh sợ là cậu đã gây sự với người mà cậu không nên dây dưa vào, cuối cùng lại khiến cả ba anh em chúng ta chết mà không rõ lý do. Lúc này, Giả Trường Xuyên chậm rãi nói về việc cướp viên đá xanh. Nói rồi ông ta liền lấy nó ra. Nghe điều này, khuôn mặt của Giả Trường Hồng lộ ra một chút nghi ngờ và nói, cậu nói viên đá này thuộc về hai thằng nhóc, hơn nữa một người còn cầm thanh kiếm gỗ sấm sét. Vâng thưa đại ca, nhưng lúc đó em xử lý rất nhanh, bọn chúng hoàn toàn không nhìn thấy em. Lão nhị à, kiếm gỗ sấm sét là bảo vật được truyền lại từ phái Mao Sơn. Vậy thì một trong số chúng chính là thành viên của giáo phái Mao Sơn. Trước đây anh từng nghe nói rằng phái Mao Sơn có thuật dịch dung. Có lẽ hai tên gây rắc rối vài ngày trước chính là hai tên này. Cậu gặp rắc rối lớn rồi đó, lão nhị. Cho dù có 10 lá gan tôi cũng không dám dây dưa với người của giáo phái Mao Sơn. Đó là giáo phái đứng đầu thiên hạ. Nói không chừng viên đá xanh này cũng là do người giáo phái Mao Sơn phái tên đạo sĩ nhỏ đó mang đến. Cậu ăn cắp viên đá xanh của phái Mao Sơn, cho dù cậu có 8 cái đầu cũng không sống nổi đâu. Nghe hai người bọn họ nói đến đây, lòng tôi không khỏi run sợ. Tên Giả Trường Hồng này thực sự không phải là một người bình thường. Ông ta vậy mà có thể phán đoán chuyện này một cách chuẩn xác như vậy. Lúc này Giả Trường Hồng lại nói, cậu cất giữ cho tốt viên đá xanh đó, thứ này không thể xuất hiện trong nhà họ Giả chúng ta. Ngày mai anh sẽ đem nó đến Đông Nam Á, nếu không bị bọn phái Mao Sơn phát hiện ra, cái mạng của chúng ta cũng khó giữ được. Sau khi nghe những gì Giả Trường Hồng nói, Giả Trường Xuyên vội vàng chạy trốn vào một căn phòng. Nghe đến đây tôi không nghe tiếp nữa, trực tiếp điều khiển chim triền triền bay ra khỏi sân, gặp đạo sĩ Luộm Thuộm trốn ngoài sân, sau đó nhanh chóng làm phép đưa hồn trở về cơ thể. Sau đó tôi kể cho vị đạo sĩ Luộm Thuộm những gì mà tôi nghe được. Đạo sĩ Lôi Thôi nghe xong trợn tròn mắt, rất nhanh cậu ta có ý tưởng liền nói, Tiểu Kiệt, lát nữa mình dẫn hai anh em nhà này ra ngoài, cậu không thấy vừa nãy Giả Trường Xuyên giấu viên đá vào trong phòng của mình sao? Sau khi cậu vào thì hãy lén lấy trộm nó rồi nhanh chóng rời đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn của huyện Ninh Hoài, nơi mà trước đây chúng ta từng ở. Việc này đáng tin không? Nhỡ cậu rơi vào tay họ thì phải làm sao? Đừng lo, người có thể tóm được tôi vẫn chưa chào đời đâu. Hơn nữa tôi đến từ giáo phái Mao Sơn, ngay cả khi họ thực sự có thể bắt được tôi thì cũng không dám giết tôi đâu, bởi vì phái Mao Sơn chắc chắn sẽ đến xử lý bọn họ. Đây là lợi ích của việc được hỗ trợ bởi một giáo phái lớn, nên tôi đi thì an toàn hơn cậu nhiều. Tôi ngay lập tức không phục mà nói, sư phụ của tôi là vua Phong Thủy đấy, danh tiếng của ông ấy cũng không nhỏ đâu. Vua Phong Thủy mặc dù là tên tuổi lớn, nhưng dù sao cũng chỉ đơn thương độc mã. Phái Mao Sơn chúng tôi trên dưới có hơn 1.000 người. Còn cậu, nếu cậu chết thì phái Kỳ Môn các cậu sẽ diệt môn. Tên nhóc này quả thật là chuyện nào không nên nói thì cứ nói. Một đòn mà đã đánh vào nỗi đau của tôi. Ông Lý ơi là ông Lý, sao ông không thu nạp thêm mấy đồ đệ nữa chứ? Cho con thêm vài sư huynh sư đệ, như vậy con mới liều mạng một chút khi hành tẩu giang hồ được. Chứ như này không cẩn thận là diệt môn luôn. Quả thực là không còn gì để nói. Sau đó, đạo sĩ Luộm Thuộm nói là làm. Cậu ta lấy ra thanh kiếm gỗ sấm sét, quay người đi vòng ra sau sân. Ngay sau đó tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói rất uy nghiêm vang lên từ sau sân. Người phái Mao Sơn ở đây giải quyết công việc, Giả Trường Hồng, Giả Trường Xuyên hai anh em mấy người bị nghi ngờ đánh cắp viên đá xanh, báu vật của phái Mao Sơn chúng tôi. Tôi tới đây để tìm ra sự thật, quy tắc giang hồ không chừa ai, tôi đợi hai vị tẩy trắng, xin hai vị hãy ra ngoài, để chứng minh bản thân trong sạch, cho ông thời gian bằng một nén nhang, hẹn ở sau núi, nếu không đến, tự gánh hậu quả. Sau khi nói xong những lời này thì bên trong không còn động tĩnh gì nữa trong. Tôi biết trò này của đạo sĩ Luộm Thuộm. Lúc này Giả Trường Hồng vội nói, các vị tiền bối phái Mao Sơn, quả thực oan cho anh em chúng tôi quá, mong tiền bối phái Mao Sơn tỉnh táo. Hai người ra đây nói chuyện, ta sẽ đợi anh em ở phía sau ngọn núi cách xa đây 3 dặm. Đến lúc đó hai người không đến thì đừng trách chúng ta. Giả Trường Hồng thấy sự việc bại lộ, ông ta chỉ có thể kéo Giả Trường Hồng đi về phía sau núi. Và tôi đợi họ rời đi, tôi vừa chạy vào căn phòng mà Giả Trường Xuyên vừa chạy vào cất đồ. Hơn nữa thời gian của tôi không nhiều, có lẽ chỉ khoảng nửa tiếng, nhưng tôi đã tìm kiếm xung quanh và không thể tìm thấy nó. Đúng vào lúc này, não tôi chợt nghĩ, một căn phòng lớn như vậy, thứ đó có thể được giấu ở nơi nào? Lúc này tôi chợt nhớ đến Mị Linh, năng lực cảm nhận của Mị Linh đối với báu vật này mạnh hơn nhiều so với con người. Nếu thả cô ấy ra, có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi tìm thấy viên đá. Sau đó tôi lập tức thả Mị Linh trong ấn thiên cương ra. Mị Linh, giúp tôi tìm viên đá xanh kia hiện đang ở đâu. Đợi lần sau có hồn ma, nhất định sẽ để cô nuốt trước. Lúc này Mị Linh dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn quanh phòng. Ánh mắt cô nhìn về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ và nói,
ở đằng kia. Lúc này tôi liền nói, tủ đầu giường tôi đã tìm rồi, chỗ đó không có. Chính là chỗ đó, Mị Linh đã nói như vậy. Tôi đành phải đi qua đó một lần nữa. Lúc này tôi di chuyển chiếc bàn cạnh đầu giường, tôi thấy rằng sàn nhà bên dưới hình như trống rỗng. Tôi lập tức vui mừng, tôi trực tiếp đập nát sàn nhà. Lúc này tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ, tôi nhặt lên và mở nó ra thì thấy trong đó có viên đá màu xanh. Thấy đã lấy được đồ, tôi lập tức thu hồi Mị Linh rồi rời khỏi phòng. Và ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, đột nhiên tôi phát hiện có một người đứng cách đó không xa. Tôi sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Người trước mặt tôi là một bà lão. Bà ấy hiếu kỳ quan sát tôi, không có vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi. Bà lão này trông ít nhất 100 tuổi. Rồi bà ấy chậm rãi nhìn tôi và nói, cậu là bạn của lão nhị à? Tôi đã phản ứng ngay lập tức, người này hẳn là mẹ của Giả Trường Xuyên. Vì vậy nói, vâng thưa bà, cháu làm việc với lão nhị. Lão nhị bảo cháu quay về lấy chút đồ. Tôi đang vội nên không dám nói chuyện với bà ấy. Nói rồi tôi liền đi về phía cổng. Không ngờ vừa đi được mấy bước, bà lão ấy lại gọi tôi lại. Cậu bé đợi đã. Tôi sững người một lúc và quay lại. Tôi cười nói, có chuyện gì sao bà? Lúc này tôi thấy bà lão đến gần tôi, nhưng bà ấy đột nhiên lắc lư người, suýt thì ngã. Mặc dù bà lão này là mẹ của Giả Trường Xuyên, tôi không thể đứng trơ ra đấy nhìn bà ấy ngã. Thế là tôi vội chạy đến đỡ bà ấy dậy. Nhưng chính vào lúc này, tôi chợt thấy hơi bồn chồn. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là bà cụ bỗng rút từ trong gậy ra một con dao, rồi trực tiếp đâm vào ngực tôi. Khoảng cách gần như vậy, tôi muốn né thì né cũng không kịp. Bạn đã bao giờ gặp một bà già còn độc ác hơn Dung Mama gấp trăm lần chưa? Tôi vừa đỡ một cụ 300 tuổi sắp ngã, giây tiếp theo bà ta dùng dao định đâm tôi một cách thô bạo. Ngay khi tôi tìm thấy viên đá ngàn năm tuổi từ phòng của Giả Trường Xuyên và chuẩn bị rời đi, đột nhiên một bà già xuất hiện trong sân. Dáng bà ta chao đảo, suýt ngã xuống đất. Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn bà ta ngã, vì vậy mà tôi liền vội vàng đỡ lấy bà ta rồi nói, bà ơi, bà cẩn thận một chút, tuổi ta cao rồi, không còn làm việc gì được nữa. Chính vào lúc này, bà già bất ngờ rút con dao găm ra, bà ta trực tiếp đâm thẳng vào tim tôi. Khoảng cách giữa tôi và bà ta quá gần, tôi muốn né cũng không kịp. Tôi chỉ có thể nắm lấy cánh tay bà ta. Không ngờ bà Epiap này cũng là một cao thủ rất lợi hại. Bà ta lập tức thay đổi quỹ đạo của con dao, trực tiếp đâm thẳng về phía eo của tôi. Trong lúc khẩn cấp tôi chỉ có thể chặn bằng tay, nhưng cánh tay tôi vẫn bị bà ta chém một vết. Lập tức cánh tay tôi chảy máu đỏ tươi. Tôi đành nhảy về sau hai bước. Tôi thấy khí thế của bà già run lẩy bẩy này đột nhiên tăng. Con dao trong tay bà ta lại một lần nữa chém về phía tôi. Thoáng chốc con dao chém ngay trước mặt tôi. Con dao chém mấy nhát dao, muốn đâm vào tôi. Tôi không dám xảy ra sơ suất, tiếp tục lùi lại phía sau. Đồng thời tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra chiến đấu với bà ta. Bà già này thật tàn nhẫn, chẳng mấy chốc trên tay tôi lại có một vết thương khác. Bà ta còn buông lời mắng chửi, tên trộm ngươi từ đâu tới, dám đến nhà họ Giả ta giở trò à, ngươi muốn chết lắm rồi đúng không? Bà già ban nãy vẻ mặt hiền từ, bây giờ khuôn mặt lại trở lên vô cùng dữ tợn. Lúc này tôi mới phát hiện bà ta cũng là một người tu hành rất lợi hại. Ban nãy tôi quá là sơ suất, tôi không ngờ bà già này khỏe thế. Nếu không phải giác quan thứ 6 của tôi mạnh, thì tôi đã sớm trở thành ma dưới con dao của bà ta rồi. Bây giờ tôi bị thương nên tôi không phải là đối thủ của bà ta. Không muốn dây dưa với bà ta nữa nên vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng bà già kia cũng đuổi theo sau tôi. Lúc này người tôi đã chẳng chịt vết thương. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Những vết máu trên cánh tay và ngực nhanh chóng thấm đẫm quần áo. Bà già này độc ác quá, bà ta ra tay là muốn lấy luôn cái mạng tôi. Sau đó tôi nhanh chóng chạy ra khỏi sân nhà họ Giả. Rồi tôi chạy nhanh về hướng Tây Nam. Còn hai anh em nhà họ Giả thì bị đạo sĩ Luộm Thuộm dẫn dụ về hướng Đông Bắc. Vừa hay tôi có thể tránh mặt hai anh em nhà đấy. Bà già này đã rất mạnh, nếu tôi gặp thêm hai anh em nhà ông ta chắc chắn sẽ ngỏm. Tôi chạy vào trong một khu rừng nhỏ, mà lúc này cơ thể tôi chảy rất nhiều máu. Tôi nhanh chóng lấy trong người ra vài chiếc kim bạc rồi châm vào huyệt của mình. Máu tạm thời được cầm lại, nếu không thì máu chảy quá nhiều, cái mạng này của tôi cũng sẽ không còn nữa. Mà bà già kia vừa la hét vừa đuổi theo, tên trộm kia, có phải chính mày là kẻ đã đánh gãy chân con trai thứ ba của tao? Thứ không biết xấu hổ kia, bà già đây phải giết mày. Bà già, tôi đàn ông không đánh phụ nữ, bà cứ bám lấy tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Nhưng mụ già này càng chửi càng khó nghe, tôi không thể nhẫn nhịn được. Tôi liền dừng lại, cầm kiếm bằng gỗ đào, xoay người nhìn bà ta. Bà già thấy tôi dừng lại cũng đơ người. Bà ta cầm con dao trong tay từ từ đến gần tôi. Lúc này trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trường năng lượng phát ra từ mụ phù thủy già này quá mạnh, thậm chí còn ghê hơn cả Giả Trường Hồng. Xem ra tôi chỉ có thể liều mạng với bà ta thôi. Sau đó tôi lập tức đập ấn thiên cường, ngay lập tức có hai linh hồn bay ra, Mị Linh và Vong Linh lần lượt xuất hiện ở hai bên tôi. Bà già kia nhìn thấy Vong Nhi và Mị Linh, bà ta lập tức lạnh lùng nói, đúng là một tên tà đạo, thứ ngươi tu luyện vậy mà là thứ tà vật này, bà già đây hôm nay sẽ giết mi, coi như thay trời hành đạo. Nói xong trên người bà già rất nhanh bao trùm một luồng tà khí màu đen. Chớp mắt con dao trong tay bà ta lao về phía trán tôi. Lúc này Vong Nhi hét lên một tiếng, nó nhảy vồ vào bà già kia, nhưng con dao của bà ta chém một nhát, Vong Nhi liền bị đánh xuống đất. Lúc này tôi mới nhận ra con dao trong tay bà ta có phù văn, hiển nhiên nó có thể khắc chế ma quỷ. Chỉ là chịu một đòn này, Vong Linh suýt thì hồn bay phách lạc.
Dựa vào tu vi của bà già này, chắc chắn sẽ biết cách làm thế nào để khống chế Vong Nhi. Tôi được một phen đau đầu, đạo hạnh của Vong Nhi không dễ dàng gì mới tăng lên. Vậy mà lại bị nhát dao của bà già này đánh trở về con số không? Kỵ Linh thấy bà già tàn nhẫn quá, cô ta nhanh chóng nói với tôi. Bà ta rất mạnh, cậu đánh bà ta, tôi sẽ hỗ trợ bên cạnh. Có Mị Linh nên tôi mới tự tin một chút. Lúc này tôi lập tức cầm cây kiếm gỗ đao chiến đấu với mụ già đó. Còn Mị Linh thì không ngừng dùng mắt thôi miên bà ta. Như vậy tôi mới có cơ hội đánh bà ta mấy chiêu. Không ngờ bà ta đột nhiên nhắm mắt, dựa vào cảm ứng của trường năng lượng xung quanh để giết tôi. Điều đáng sợ là sau khi bà ta nhắm mắt thì lại càng hung dữ hơn. Chẳng có mấy chiêu mà bà ta đã chặn được thanh kiếm của tôi. Sau đó một chân đá bay tôi ra xa. Cú đá của bà ta khiến tôi phun máu. Nhưng tôi vừa hạ cánh xuống đất, bà ta liền nhanh chóng xông lên, muốn lấy mạng tôi. Lúc này lòng tôi tức giận, tôi cũng nổi sát tâm với bà ta. Ngay khi bà già đó đến gần tôi giả vờ bị thương nặng và nằm trên mặt đất, còn Mị Linh đứng phía sau tôi nhìn chằm chằm vào bà ta. Rồi tôi thì thầm bảo Mị Linh lùi lại, hãy để bà già này qua. Lúc này bà ta chỉ còn cách tôi 3 bước chân. Bà lập tức giơ tay khởi động con dao giấu trong tay. Ngay lập tức một ánh sáng trắng bắn ra từ ống tay áo, trực tiếp đâm thẳng đến bà ta. Mà khi con dao bắn ra, bà già đột nhiên dùng dao chặn trước mặt mình. Nhưng sau một tiếng nổ, mụ già đó vẫn bị con dao giấu trong tay áo của tôi đánh bay hơn 10 mét. Nó thậm chí còn quật ngã một cái cây lớn. Rồi tôi bật dậy ngay, tôi lại khởi động con dao trong tay. Ngay lập tức 3-4 con dao đâm vào bà ta. Nhưng lúc này tôi thấy mụ phù thủy già đang bò vào rừng, mà con dao trong tay áo của tôi chỉ có thể bắn 7 lần một ngày. Vừa rồi tôi đã bắn 4 phát, tôi không dám sử dụng nó nữa. Đây là vũ khí cứu mạng, một khi sử dụng hết, tôi không thể đối phó với mụ dày được. Tôi nhìn Mị Linh và Vong Nhi, tôi đập ấn tiên cương, thu hồi tất cả vào. Kể từ lúc bà già kia trốn vào trong rừng thì không còn động tĩnh gì nữa. Tôi không quan tâm đến bà ta nữa mà vội vàng chạy đi. Nhưng tôi chưa chạy được 100 mét, một bóng người đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cây bên cạnh và lao về phía tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng đã kịp phản ứng lại. Tôi trực tiếp bắn mấy nhát dao vào mặt bà ta, nhưng tốc độ phản ứng của bà ta cũng nhanh. Bà ta nghiêng người né con dao, sau đó lại nhào về phía tôi một lần nữa. Bây giờ tôi chỉ còn lại 1 phát dao. Tôi nhanh chóng lùi lại bụi cỏ bên cạnh. Nhưng điều tôi không ngờ là đột nhiên một đôi tay nắm lấy mắt cá chân của tôi. Tôi nhanh chóng nhắm con dao xuống dưới chân mình. Lúc này tôi mới phát hiện ra người đó lại chính là đạo sĩ Luộm Thuộm. Bấy giờ đạo sĩ Luộm Thuộm liền ra tay giúp đỡ tôi. Cậu ta ra hiệu cho tôi dụ bà già kia qua. Tôi cũng phản ứng nhanh, giả vờ hoảng sợ và quay đầu bỏ chạy. Mụ già thấy tôi lộ khuyết điểm, bà liền nhanh chóng tiếp cận tôi. Con dao ngắn trong tay cứ không ngừng đâm thẳng vào cổ tôi. À, chính vào lúc này, đạo sĩ Luộm Thuộm đang nấp trong bụi cỏ, liền dùng cây kiếm sấm sét, lập tức cây kiếm phun ra ngọn lửa cửu u minh. Cậu ta đánh vào người bà già đó, còn tôi thì nhanh chóng xoay người bắn nhát dao cuối cùng vào bà ta. Thoáng chốc bà ta phải hứng chịu 10 nhát dao. Ngay sau đó tôi liền chạy đến định cho bà ta ăn phát dao nữa. Nhưng đạo sĩ Luộm Thuộm lại cản tôi lại, không cần giết bà ta, chúng ta chỉ cần phế tu vi của bà ta là được. Sau đó, đạo sĩ Luộm Thuộm đá mạnh vào đan điền của mụ già. Bà ta liền phun ra một ngụm máu, tu vi hơn chục năm bỗng chốc bị phế bỏ. Sau khi tu vi của bà ta bị hủy hoại, bà ta giận dữ hét lên, mày giỏi thì giết tao đi, bà già này, mất tu vi thì cũng chẳng sống được bao lâu đâu, giết bà chỉ tổ làm bẩn kiếm tôi thôi. Sau đó, đạo sĩ Luộm Thuộm hừ lạnh một tiếng rồi kéo tôi đứng dậy nói, Tiểu Kiệt mau đi thôi, hai anh em nhà bọn họ rất nhanh có thể đến đây đấy. Tôi đoán bây giờ họ đã phát hiện ra tôi đã nói dối họ. Sau đó chúng tôi cũng không dám chậm trễ, tôi vội vàng đi theo đạo sĩ Lôi Thôi. Sau khi chúng tôi rời đi không được bao lâu, quả nhiên tôi nhìn thấy hai bóng người đang tiến về phía bà già kia. Đó là lão đại và lão nhị nhà họ già. Sau đó chúng tôi ra khỏi rừng không dám quay đầu lại. Chúng tôi chặn một chiếc xe rồi đi về phía huyện Ninh Hoài bên cạnh. Sau khi trải qua chuyện này, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Không ngờ trong nhà họ già lại có một bà già đáng sợ như vậy, mà bà ta còn lợi hại hơn cả hai thằng con trai. Ban đầu khi tôi nhập vào con chim, tôi hoàn toàn không thấy bà già này ở nhà, nên mới gặp chuyện rắc rối như vậy. Quả nhiên là kinh nghiệm giang hồ của tôi quá non, sớm biết vậy tôi phải lượn vài vòng nữa thì cũng không đến mức suýt mất mạng. Lúc này tôi mới chợt hiểu tại sao đạo sĩ Luộm Thuộm không giết bà ta. Bởi vì khi hai anh em tìm thấy bà ta, bọn họ thấy bà ta bị thương nặng, nên nhất định bọn họ sẽ cứu mẹ trước. Nếu trực tiếp giết bà ta, hai anh em nhà bọn họ sẽ bất chấp đuổi theo chúng tôi. Như vậy mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Một lúc sau chúng tôi đến huyện Ninh Hoài, tôi bị thương nặng nhưng không đến thẳng bệnh viện. Thay vào đó tôi tìm một khách sạn nhỏ tầm thường để ở. Đạo sĩ Luộm Thuộm khâu vết thương cho tôi. Sau đó tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sau khi tôi tỉnh lại, đạo sĩ Luộm Thuộm lo lắng đêm dài lắm mộng. Hơn nữa cậu ta muốn nhanh chóng khảm viên đá xanh vào thanh kiếm. Chúng tôi liền bắt xe đến nơi ở của vợ chồng Tề Ngọc. Nhưng điều tôi không ngờ là, khi chúng tôi vừa mới đến, thì nhà của Tề Ngọc lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người đó đang đợi chúng tôi. Bạn đã từng thấy cụ bà trăm tuổi nào có võ công vô song chưa? Ngay khi tôi lấy trộm viên đá xanh từ nhà họ Giả và chuẩn bị trốn thoát, thì đã bị người mẹ 100 tuổi của Giả Trường Xuyên đâm chết. Hơn nữa năng lực của bà lão ấy còn vượt xa cả tôi.
Tôi đánh không lại nên chỉ đánh chơi bài chuồn. May mắn thay chạy được nửa đường, đạo sĩ luộm thuộm đã xuất hiện. Sau đó cả hai chúng tôi trực tiếp cùng mai phục bà ta, trực tiếp phế luôn tu vi của bà ta. Sau đó chúng tôi vội vã trở về thôn Đường Khê để tìm vợ chồng Tề Ngọc. Tôi muốn nhanh chóng đem viên đá ngàn năm đó khảm vào vũ khí của đạo sĩ luộm thuộm. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi vừa đến nhà Tề Ngọc, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị đột nhiên bước ra. Hào quang của anh ta rất mạnh, vừa nhìn liền biết ngay đó là một người tu hành rất lợi hại. Hai chúng tôi ngay lập tức đứng đối diện với anh ta. Tôi cho rằng anh ta là sát thủ mà lão nhị nhà họ Giả phái đến. Lúc này, Lãnh Hy vợ của Tề Ngọc vội vàng đi ra nói: "Giới thiệu với hai người một chút, anh trai bên cạnh tôi tên là Cốc Hạo Nhiên, anh ấy là đệ tử thân truyền người Trấn Dương Khinh tỉnh Dự, một bậc thầy về kiếm thuật nổi tiếng trong giới giang hồ." Sau khi nghe Lãnh Hy giới thiệu, đạo sĩ luộm thuộm lập tức bước tới nói: "Hóa ra là anh Cốc, tôi đã nghe nói về kiếm thuật của người Trấn Dương Khinh. Trước đây tôi nghe trong giang hồ nói kiếm thuật của anh Cốc đã mạnh hơn gấp trăm lần. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh." Tôi nghe đạo sĩ luộm thuộm nói như vậy, tôi lập tức sửng sốt. Tôi không biết liệu những gì cậu ta nói là thật hay giả, nhưng lời của cậu ta luôn cảm thấy hơi nịnh hót. Nhưng Cốc Hạo Nhiên lại mỉm cười rồi nói: "Tiểu huynh đệ này đánh giá tôi cao quá rồi. Bộ kiếm pháp đó chẳng qua là thêm vài chiêu để nâng cao mà thôi. Tin đồn trong giang hồ chỉ là sao chép những gì người khác nói." Rất rõ ràng người tên Cốc Hạo Nhiên này rất hưởng thụ lời khen ngợi của đạo sĩ luộm thuộm. Sau đó chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Khi Cốc Hạo Nhiên hỏi về thân phận của chúng tôi, đạo sĩ luộm thuộm nhanh chóng đứng dậy hành lễ nói: "Tại hạ là Trì Văn, đệ tử của phái Mao Sơn." Vừa nói, đạo sĩ luộm thuộm vừa lấy thẻ bài ra. Cốc Hạo Nhiên vừa nhìn liền nhận ra thẻ bài, anh ta ngay lập tức đứng dậy và chào đạo sĩ luộm thuộm. Sau đó đạo sĩ luộm thuộm kéo tôi lại và giới thiệu cho Cốc Hạo Nhiên. Sau khi Cốc Hạo Nhiên nghe xong danh tiếng của sư phụ tôi, anh ta ngay lập tức thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. Sau đó tôi liền hỏi anh ta: "Anh Cốc, hôm nay sao anh lại tới đây? Chúng tôi suýt tưởng anh là sát thủ do nhà họ Giả phái đến." Lúc này Lãnh Hy vội nói: "Anh Cốc hôm nay tới là để lấy kiếm, bởi vì chồng tôi bị thương nặng nên thanh kiếm của anh ấy chỉ được rèn một nửa, phải cần 2-3 ngày mới có thể rèn xong." Nghe vậy, Cốc Hạo Nhiên khịt mũi lạnh lùng và nói: "Chuyện của Tề Ngọc, tôi đã nghe chị Hy nói rồi, tên Giả Trường Xuyên vậy mà lại giết người cướp của, nếu ông ta còn dám bén mảng đến, tôi nhất định sẽ kết liễu ông ta tại đây." "Anh Cốc nói đúng lắm, tên Giả Trường Xuyên này vì muốn cướp viên đá xanh mà ra tay độc ác với anh Tề, đáng tiếc anh em nhà ông dễ chọc, lần này tôi và Ngô Kiệt đi tìm ông ta tính sổ, cũng chỉ làm mẹ ông ta bị thương và lấy lại được viên đá xanh, mà ba anh em nhà đó vẫn ngang nhiên sống." Đạo sĩ luộm thuộm nói xong liền thở dài. Tiếng thở dài này lập tức khiến Cố Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi: "Là tại sao cậu lại thở dài?" Lúc này đạo sĩ luộm thuộm liền nhân cơ hội kể lại những gì ba anh em nhà đó đã làm. Và khi Cố Hạo Nhiên nghe xong, anh ta thể hiện sự kiêu hãnh, nhất định sẽ ở lại và giải quyết anh em nhà họ Giả. Vừa nãy trên đường đi, hai chúng tôi còn đang lo lắng làm thế nào để đối phó với Giả Trường Hồng và Giả Trường Xuyên. Bây giờ đạo sĩ luộm thuộm chỉ cần nói vài câu liền khiến Cốc Hạo Nhiên để tâm. Tôi biết rằng kiếm thuật của Cốc Hạo Nhiên rất mạnh, có anh ta ở lại giúp đỡ, sức mạnh của hai chúng tôi lại tăng lên không ít, nhưng tôi vẫn lo lắng về Cốc Hạo Nhiên. Đêm đó tôi kéo vị đạo sĩ luộm thuộm sang một bên và nói: "Bây giờ Cốc Hạo Nhiên cũng biết chuyện viên đá xanh, cậu không lo anh ta sẽ nổi dã tâm sao? Tôi biết anh ta là người chính trực, và tu vi của anh ta cao hơn của chúng ta, không thể làm ra cái chuyện ăn cắp như vậy được." Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe điều này. Khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi luôn ở nhà của Lãnh Hy. Cùng lúc đó, vị đạo sĩ luộm thuộm cũng đưa viên đá xanh và kiếm gỗ sấm sét cho Lãnh Hy, để cô ấy nhanh chóng khảm viên đá vào thanh kiếm, gạo nấu thành cơm thì cậu ta mới có thể yên tâm. Khi nhàn rỗi, chúng tôi đi dạo quanh làng, nhưng Cốc Hạo Nhiên kia vẫn ở trong nhà, bởi vì anh ta là cao thủ hỗ trợ chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi không thể để hai anh em nhà kia biết anh ta đang ở đây. Nếu không dựa vào danh tiếng của anh ta trong giang hồ, hai tên kia biết được, nói không chừng sẽ không dám tới. Mà hôm nay khi tôi đang trò chuyện với đạo sĩ luộm thuộm trong sân, đột nhiên một người đáng ngờ liên tục xuất hiện. Đó là một người thu gom phế liệu, nhưng vừa nghe giọng liền biết không phải giọng địa phương, dường như cố ý đến nhà Từ Ngọc để hỏi có sắt vụn không. Nhưng tôi quan sát thì thấy người đó cứ vô tình cố ý nhìn chúng tôi. Sau khi thu gom phế liệu, đạo sĩ luộm thuộm liền chạy đến hỏi Lãnh Hy: "Chị dâu, cái người thu gom phế liệu này chị quen không?" "Quen, tôi ông Vương quen biết mấy năm rồi, phế liệu chỗ tôi đều là do ông ấy đến thu mua." Tôi thấy người này hơi có vấn đề, nói không chừng có thể là người do nhà họ Giả phái đến. "Không phải chứ, tôi quen biết ông Vương này mấy năm nay rồi, ông ấy luôn đến thu mua phế liệu chỗ chúng tôi." Lúc này đạo sĩ luộm thuộm lại hỏi Lãnh Hy một lần nữa: "Chị dâu, tí nữa chị bảo ông ấy vào trong nhà, sau đó thì cứ giao cho chúng tôi." Nói xong đạo sĩ luộm thuộm liền bảo tôi vào nhà và kéo rèm cửa lại. Không lâu sau, Lãnh Hy đưa lão Vương vào nhà, vừa bước vào cửa đã lập tức đóng sầm cửa lại. Lúc này ông Vương nhìn chúng tôi, khuôn mặt ông bỗng trở nên căng thẳng, nhưng ông ta vẫn mạnh miệng nói: "Tôi nghe nói hai người tìm tôi, có chuyện gì không? Dạo gần đây có phải có người bảo ông đến giám sát nhà này?" Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của ông Vương lập tức trở nên mất tự nhiên. Ông ta lắp bắp nói: "Hai người đang nói gì vậy?
Tôi không hiểu. Lúc này, đạo sĩ luộm thuộm liền lấy ra 10.000 tệ rồi nói. Chỉ cần ông nói sự thật, số tiền này sẽ là của ông. Tôi thật sự không biết gì hết. Nếu hai cậu không có việc gì thì tôi đi đây. Nói xong, ông Vương liền đẩy cửa rời đi. Nhưng ông ta vừa xoay người, thì tôi đã đặt Vong Nhi trước mặt ông ta. Khi ông Vương nhìn thấy Vong Nhi, chân ông ta mềm nhũn vì sợ hãi. Ông ta vội vàng kinh hãi nói, đây là thứ gì, các người rốt cuộc muốn làm gì? Không đợi ông ta nói xong, sau khi Vong Nhi phát ra tiếng kêu kỳ quái, nó liền bỏ về phía ông Vương. Ông Vương lập tức sợ hãi, ông ta liền nói, được rồi, các cậu đừng để nó qua đây, tôi sẽ nói hết sự thật. Quả nhiên ông Vương này ăn cứng chứ không ăn mềm, cứ phải để tôi ra tay. Sau đó ông Vương liền nói hết chuyện anh em nhà họ Giả sai ông ta tới quan sát chúng tôi. Bây giờ ông Vương chỉ thấy hai chúng tôi ở nhà Lãnh Hy, Cố Hạo Nhiên vẫn trốn ở trong phòng. Sau đó đạo sĩ luộm thuộm liền đưa cho ông Vương 10.000 tệ. Ông Vương 10.000 tệ này ông cầm lấy, bây giờ ông thấy chúng tôi có bao nhiêu người thì nói bao nhiêu người. Tôi đưa tiền cho ông rồi, tôi không cần phải nói, ông cũng nên tự hiểu cái gì không nên nói, cái gì nên nói. Bây giờ Vong Nhi nhập trên người ông, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể ăn ông đấy. Ông Vương nghe xong sợ hãi vội vàng đồng ý, rồi vội chạy về. Mà Vong Nhi đó sớm đã bị tôi thu hồi vào Ấn Tiên Cương, nó làm sao có thể vẫn còn ở trên người ông Vương được chứ. Sở dĩ đạo sĩ luộm thuộm nói như vậy chỉ để ông ta không nói năng lung tung thôi. Ngay sau khi ông Vương rời đi, khuôn mặt của đạo sĩ luộm thuộm và tôi bỗng trở nên nặng nề. Bởi vì từ trong lời ông Vương chúng tôi biết được, anh em nhà họ Giả biết được chúng tôi đang ở đây, không đến hai ngày bọn họ sẽ ra tay với chúng tôi. Sau đó cả hai chúng tôi lập tức trở về phòng, nói ngắn gọn vấn đề với Cố Hạo Nhiên. Nhưng khi nghe xong, Cố Hạo Nhiên lại phấn khích nói với chúng tôi, đến đúng lúc lắm, tôi đã chờ đợi ở đây nhiều ngày như vậy, tớ muốn dùng thử thanh kiếm này rồi. Nhưng anh Cố, có anh ở đây chúng tôi rất yên tâm, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt, tu vi của lão đại nhà họ Giả cũng không hề thấp. Sau đó cả ba chúng tôi từ từ lên kế hoạch, tôi sẽ nhanh chóng bày một trận phong thủy ở sân, chỉ cần có người đến gần cái sân, tôi ở trong trận pháp liền có thể cảm nhận được. Hơn nữa trận pháp của tôi vào dễ ra khó, quả thực nếu không đánh lại, chúng tôi vẫn có thể trốn thoát. Nhưng nửa đêm không hề có người tới, ban ngày tôi và đạo sĩ Lôi Thôi theo thói quen đi dạo quanh làng. Nhưng phải nói là, thanh kiếm của Cốc Hạo Nhiên trong chiều ngày thứ hai đã được rèn xong. Thân kiếm được khắc vô số phù văn nhỏ, sức mạnh của thanh kiếm ma thuật này có thể được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng bây giờ thanh kiếm gỗ sấm sét của đạo sĩ Lôi Thôi còn chưa được khảm viên đá ngàn năm. Buổi tối khi không cần phải khảm nó vào thanh kiếm, cậu ta luôn giữ nó bên mình để đề phòng. Và vào đêm thứ hai, trong giấc ngủ tôi đột nhiên cảm thấy trường khí xung quanh sân dao động không ổn định. Tôi nhanh chóng mở mắt ra và nhìn, dường như nhìn thấy bóng đen nào đó ngoài cửa sổ. Sau đó tôi lập tức đá tên đạo sĩ luộm thuộm, mà Cốc Hạo Nhiên có vẻ cảnh giác, chỉ lặng lẽ bước đến phòng của chúng tôi. Chính vào lúc này, cả ba chúng tôi đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Từ cửa sổ đột nhiên thò vào một ống nhựa, sau đó nó thổi vào trong phòng một làn khói độc trắng. Bạn đã bao giờ nghe nói về phép nín thở của rùa của Pháp Mao Sơn chưa? Phương pháp này có thể giúp bạn nín thở trong 2 giờ. Ngay khi tôi và đạo sĩ luộm thuộm cướp được viên đá xanh ngàn năm từ nhà họ Giả và trở về nhà Tề Ngọc, nhưng trong 3 ngày, hai anh em nhà họ Giả liền qua giết chúng tôi. Hơn nữa bọn họ còn mời rất nhiều trợ thủ. Vào giữa đêm, trong giấc ngủ tôi đột nhiên cảm thấy trận phong thủy ở sân xảy ra vấn đề. Tôi liền gọi Cốc Hạo Nhiên và đạo sĩ luộm thuộm dậy. Lúc này một ống nhựa bất ngờ nhô ra từ cửa sổ của căn phòng, rồi thổi một làn khói trắng vào nhà. Tôi và đạo sĩ Cẩu Thả nhìn nhau liền biết chuyện gì đang xảy ra. Màn xương trắng này có lẽ là mỹ hồn tán, chỉ cần hít một hơi thì sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, khi đó bọn chúng có thể dễ dàng giết chúng ta. Sau đó ba chúng tôi lập tức sử dụng phương pháp hơi thở của con rùa. Chúng tôi nín thở đúng nửa tiếng, cho đến khi làn khói không còn thổi vào nữa, cái bóng bên ngoài cửa sổ đã sẵn sàng để phá cửa xông vào. Nhưng lúc này đạo sĩ luộm thuộm đã mở cửa sổ trước, người đàn ông mặc đồ đen liền bị kéo vào nhà. Ngay sau đó thanh trường kiếm bằng gỗ đào trong tay tôi giáng mạnh vào trán anh ta, người áo đen đột nhiên ngã xuống đất không nhúc nhích. Cùng lúc đó Cốc Hạo Nhiên ở bên cạnh cũng nhanh chóng ra tay, một kiếm liền giải quyết một tên áo đen. Nhưng lúc này ngoài cửa sổ có 4 cái bóng đen đã nhanh chóng lui lại. Sau đó đạo sĩ luộm thuộm bước ra khỏi cửa và hét lên, Giả Trường Xuyên, đồ khốn kiếp, ông đây đợi mày rất lâu rồi, có giỏi thì ông ra đây sâu lâu với tôi. Rồi tôi cũng vác thanh kiếm gỗ đào ra và đi ra sau lưng cậu ta. Còn Cốc Hạo Nhiên vẫn ở trong nhà ẩn nấp, chú Hổ Tử cũng ở trong phòng bảo vệ hai vợ chồng Tề Ngọc. Ngay sau khi chúng tôi đi ra ngoài, 4-5 người đột nhiên xuất hiện bao vây chúng tôi. Người dẫn đầu là Giả Trường Xuyên và Giả Trường Hồng. Sau đó Giả Trường Xuyên lạnh lùng nói, hai tên trộm các người vậy mà dám đánh gãy chân lão tam, còn phế tu vi của mẹ ta, không giết các ngươi, Giả Trường Xuyên ta thề không làm người. Ông già, ông thật vô liêm sỉ, ăn cắp đá xanh của tôi, thậm chí còn giết Tề Ngọc. Ngươi sinh ra mà như không có cha mẹ dạy dỗ, ông đây chưa bao giờ thấy một kẻ mặt dày như ông đâu. Lời trách mắng của đạo sĩ luộm trực tiếp khiến Giả Trường Xuyên câm nín. Đạo sĩ luộm thuộm này là người có thể chửi cả đêm với một con sáo, cả thiên hạ không tìm lấy một người thứ hai giống cậu ta. Thấy Giả Trường Xuyên không nói được lời nào, lúc này Giả Trường Hồng lạnh lùng nói, lão nhị, đừng đấu mồm với chúng,
chúng ta đến đây là để báo thù cho mẹ và lão Tam. Bắt sống nó, cứ cắt lưỡi chúng đem cho chó ăn. Nhưng rồi một giọng nói lớn tuổi đột nhiên vang lên. Lão nhị, đây chính là thằng nhóc khiến lão Tam bị thương và phế tu vi của mẹ ông sao? Ta thấy bọn chúng cũng không lợi hại lắm đâu. Lúc này, một ông già Địa Trung Hải xuất hiện bên cạnh anh em nhà họ Già. Người này hơn 70 tuổi, tay ông ta cầm con dao to, khí thế vô cùng mạnh. Vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Tên Già Trường Xuyên vội vàng nói, chú, chính hai tên nhóc này trốn trong bóng tối dở trò. Nếu chúng trực tiếp ra tay, thì bọn chúng đã sớm bị chúng cháu giết rồi. Lúc này chúng tôi mới hiểu, ông già này hóa ra là chú của hai người họ. Già Trưởng Hồng đó đã rất khó đối phó, ông già này có khi còn khó hơn bọn họ. Tôi không biết Cốc Hạo Nhiên có đấu lại được ông ta không. Khi tôi đang nghĩ kế, ông già đó cầm một con dao lớn và nói một cách khinh thường, hai thằng nhãi nhép, nếu mấy người có thể sống sót qua 10 chiêu của ta, ta sẽ để các người sống, chỉ cắt tay chân của các người thôi, các ngươi thấy thế nào? Còn lâu, đánh trước rồi to mồm nhé ông già. Nói rồi, đạo sĩ luộm thuộm lao lên với thanh kiếm gỗ sấm sét. Tôi thấy cậu ta dùng thanh kiếm, ngay lập tức một ngọn lửa hồng liên nghiệp phun ra về phía ông già họ Già. Nhưng ông già cười khẩy, sau đó ông ta chém ra một đường ngay lập tức dập tắt ngọn lửa. Ngay sau đó ông già lại chém đạo sĩ luộm thuộm một lần nữa. Đạo sĩ luộm thuộm vội dùng thanh kiếm gỗ sấm sét để đỡ. Khi hai thanh kiếm va chạm, đạo sĩ luộm thuộm bỗng run lên, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó ông già họ Già thì bay lên không trung. Một nhát dao dữ dội khác đã chém vào vị đạo sĩ luộm thuộm. Thấy rằng đạo sĩ luộm thuộm gặp nguy hiểm, tôi lập tức chạy đến trước mặt đạo sĩ luộm thuộm. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chặn nhát dao đó. Nhưng khi con dao đáng sợ đó giáng xuống thanh kiếm gỗ đào, trong một khoảnh khắc tôi có cảm giác như một chiếc xe tải lớn đang đâm về phía tôi. Tôi bay lộn ngược ra. Phải nói ông già này giữ thật, thật khiêm tốn khi ông ta nói giải quyết chúng tôi trong 10 chiêu. Ba chiêu này, cả hai chúng tôi đã không thể chịu đựng được. Chẳng trách ba anh em nhà họ Già có thể tung hoành ở tỉnh Hắc Long Giang. Gia đình nhà này người nào cũng lợi hại. Khi tôi sắp đập vào tường, chợt có một bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau, giúp tôi rơi vững chắc xuống đất. Tôi đứng dậy nhìn về phía sau, tôi phát hiện ra là Cốc Hạo Nhiên đỡ lấy tôi. Nếu không, đến lúc tôi va vào tường chắc chỉ còn nửa cái mạng thôi. Lúc này Cố Hạo Nhiên chậm rãi nói, để ông già này cho tôi, các cậu đối phó với những người khác. Nói rồi anh ta nhấc kiếm đi về phía lão già họ Già. Ông già nhà họ Già không khỏi sững sờ khi nhìn thấy Cốc Hạo Nhiên xuất hiện, bởi vì ông ta cũng nhận ra Cốc Hạo Nhiên là một cao thủ rất lợi hại. Sau đó ông già nhà họ Già trầm giọng nói, ngươi là ai? Dự Bắc Cốc Hạo Nhiên. Vậy biệt danh của ngươi là rút kiếm thấy máu. Cốc Hạo Nhiên người bảy kiếm giết một người, ấy chỉ là giang hồ tân bốc thôi. Bảy kiếm giết một hơi quá rồi, nhưng đúng là phải thấy máu trong gương. Rút kiếm thấy máu, nhưng không nói là máu của ai. Cậu đánh không thắng thì tự đâm mình một nhát đi, cũng có thể gọi là kiếm phải thấy máu. Rốt cuộc là máu của ai? Tiền bối Già phải thử mới biết được. Vậy để ta thử xem cậu có giết được ta không. Nói xong ông già nhà họ Già ồ ập tức lao lên. Cốc Hạo Nhiên cũng lập tức ra đòn, trong khoảnh khắc sân đầy tiếng dao chém nhau. Lúc này Già Trường Xuyên cũng ra đòn, ông ta và hơn chục người cùng xông lên giết chúng tôi. Thấy ông ta đông người, đạo sĩ luộm thuộm lập tức niệm vài câu thần chú, ngay lập tức cơ thể cậu ta tách ra thành hai bản thể giống hệt nhau. Đây chính là thuật phân hồn của phái Mao Sơn. Sau đó cậu ta trực tiếp đánh với Già Trường Xuyên. Lúc này Già Trường Hồng cùng hai người áo đen cũng xông lên. Ta vội vỗ ấn thiên cương trong tay, thả Mị Linh và Vong Nhi ra ngoài. Ngay khi những người đàn ông mặc đồ đen chạy đến, nhìn thấy hai con ma này, mọi người kinh hãi dừng lại. Nhưng quá trễ, trong chớp mắt Mị Linh đã mê hoặc những người đàn ông mặc đồ đen. Sau đó Vong Nhi liền vồ lấy chúng và cắn. Thấy Mị Linh và Vong Nhi xử lý đám người áo đen, tôi cũng tự tin một chút. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào và đánh nhau với Già Trường Hồng. Nhưng chớp mắt thanh kiếm của Già Trường Hồng chém trực tiếp vào thanh kiếm gỗ đào của tôi. Chẳng qua mấy chiêu, tôi đã bị con dao của ông ta hất bay. Nhưng tôi nằm trên mặt đất chưa thể đứng dậy được. Tôi muốn đợi Già Trường Hồng lao tới. Bây giờ con dao trong tay tôi đã sẵn sàng. Nhưng còn chưa đợi Già Trường Hồng nhào đến, một người đàn ông mặc đồ đen đã xông ra. Tôi ngay lập tức khởi động con dao trong cổ tay của tôi. Lúc này nhát dao lập tức bắn ra, nó bắn thẳng vào người đàn ông mặc đồ đen. Giây tiếp theo, người đàn ông mặc đồ đen nổ tung thành một màn xương máu. Sau đó tôi đã cho mấy nhát dao vào tên áo đen đang bị Mị Linh khống chế. Những người đàn ông mặc đồ đen đó chết ngay lập tức. Lúc này những người áo đen còn sống khác lập tức hoảng sợ, tất cả chạy ra cửa. Già Trường Hồng lập tức chửi bới muốn ngăn cản người áo đen, nhưng những người đó rõ ràng là do Già Trường Hồng thuê. Cầm tiền mà mất mạng thì có ích gì chứ. Những tên áo đen vội vàng bỏ chạy. Lúc này chỉ còn tôi và Già Trường Hồng đấu với nhau. Còn đạo sĩ Lôi Thôi và Già Trường Xuyên thì vẫn đang dây dưa với nhau. Còn Cốc Hạo Nhiên và ông già kia, hai người cũng không thể phân thắng bại. Bây giờ cơ hội đang thuộc về tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm. Chỉ cần hai người chúng tôi có một người chiến thắng, cục diện trận chiến sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây tôi lập tức vung thanh kiếm gỗ đào trong tay. Tôi triệu hồi Mị Linh và Vong Nhi xông vào Già Trường Hồng. Tôi dừng lại trước mặt ông ta rồi nói, Già Trường Hồng, e là hôm nay ông không thể sống sót rời khỏi đây đâu. Dám vừa nãy chỉ là lũ phế vật, cậu cho rằng mình có cơ hội thắng sao? Vậy thì trước tiên đỡ dao bát môn kim tỏa này rồi nói. Nói rồi khí thể của Già Trường Thanh đột nhiên tăng cao,
Bóng hình ông ta đột nhiên xuất hiện xung quanh tôi, phía sau đột nhiên có con dao nhào tới. Thấy tôi né không kịp, Mị Linh lập tức kéo tôi mới tránh được một nhát của ông ta. Xem ra ông ta chơi liều đến cùng với tôi. Tôi liền nhớ đến những gì mình nghe được trước đây. Trước đây tôi từng nghe đến sự lợi hại của kiếm pháp Bát Môn Kim Tỏa. Kiếm pháp đó kết hợp với thuật kỳ môn độn giáp, có thể lợi dụng phong thủy để tiến hành tạo ảo ảnh tấn công. Cái gọi là bát môn chính là hưu sinh thương tử đỗ kinh cảnh khai. Cửa vào của trận pháp này là của sinh, chỉ cần tìm được cửa sinh là có thể phá trận pháp. Mà nghề của tôi vốn là nghề phong thủy, tìm cửa sinh thì đơn giản giống như tìm đường về nhà. Lúc này tôi liền tập trung tinh thần, một lúc sau tôi đã tìm thấy cửa sinh trong kiếm pháp của ông ta. Tôi lén lấy mấy cây đinh gỗ đào, tôi vừa ném chúng ra, vừa nhào về phía cửa sinh. Giả Trường Hồng lúc này hình như hơi ngạc nhiên, ông ta không ngừng dùng ảo ảnh mê hoặc tôi, nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Tôi trực tiếp dùng 5 cây đinh gỗ đào ném vào cửa sinh. Giây sau Giả Trường Hồng trực tiếp bị một năng lượng vô cùng mạnh hất bay. Thấy ông ta bị thương nặng, tôi liền dùng kiếm đào xông lên. Nhưng chính vào lúc này, Giả Trường Hồng đột nhiên lấy con dao ở eo ra. Con dao đó vừa cầm liền lộ ra tà khí dày đặc. Tôi lập tức nhận ra thanh kiếm đó. Đó chính là thanh kiếm thắng tà mà tên Giả Trường Xuyên đưa cho vợ chồng Tề Ngọc. Tôi thấy Giả Trường Hồng nắm chặt thanh kiếm, mắt ông ta đột có màu đỏ như máu. Nhưng điều đáng sợ là sát khí trên thanh kiếm thắng tà đột nhiên bao trùm lấy ông ta, khiến Trường Giả Hồng giống như một kẻ điên. Hắn cầm thanh kiếm xông thẳng đến tôi. Tôi liền lấy thanh kiếm gỗ đào đỡ lại, nhưng lập tức tôi bị thanh kiếm đó đánh bay. Thanh kiếm gỗ đào cũng rơi xuống đất. Giây tiếp theo Giả Trường Sinh xông đến trước mặt tôi. Khi hắn chuẩn bị lấy mạng tôi, tôi liền ném ấn tiên cương vào người hắn. Kiếm của Giả Trường Hồng va chạm với ấn tiên cương. Chính vào lúc này, một luồng sát khí từ ấn tiên cương bốc ra. Lập tức tôi có một dự cảm, Mị Linh và Vong Nhi đều đã chui ra khỏi ấn tiên cương. Lẽ nào sát khí đỏ vừa rồi là Nguyễn Na? Đây là một thanh kiếm ngàn năm có thể biến người thành quỷ. Nghe nói bất kỳ ai chỉ cần cầm vào thanh kiếm này, họ sẽ trở thành một kẻ giết người không tiếc tay. Chuyện là tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm cướp viên đá xanh từ tay Giả Trường Xuyên. Khi chúng tôi chuẩn bị để thợ rèn kiếm khảm viên đá đó vào thanh kiếm, thì tối hôm thứ ba, hai anh em nhà họ Giả dẫn chú đến giết chúng tôi. Bọn chúng thề là sẽ giết sạch chúng tôi để báo thù. Mấy người chúng tôi lần lượt đấu với bọn chúng, mà Giả Trường Hồng mới có mấy chiêu mà đã bị tôi đánh cho trọng thương. Ông ta thấy đánh tôi không được, ông ta liền rút thanh kiếm thắng tà từ sau người ra. Lập tức ông ta như biến thành một con người khác, toàn thân ông ta bị bao trùm bởi vô số tà khí đỏ. Thấy vậy tôi liền lấy ấn thiên cương ra, ném nó về phía ông ta. Nhưng cái tên Giả Trường Hồng đó trực tiếp chém một nhát vào ấn thiên cương. Chính vào lúc này, ấn thiên cương va chạm vào kiếm thắng tà, một luồng sát khí đỏ từ bên trong chui ra. Sát khí đỏ đó rất nhanh đã hiện hình người, xuất hiện sau lưng Giả Trường Hồng. Khi tôi nhìn thấy bóng người đó, tôi không khỏi hít một hơi lạnh. Hóa ra đó là Ma Vương Nguyễn Na, người mà bị tôi giam cầm trong ấn thiên cương trong suốt thời gian qua. Thời gian cô ấy bị giam cầm trong ấn thiên cương không lâu, dựa vào mà nói thì đạo hạnh của cô ấy hoàn toàn chưa hồi phục nhiều. Lúc này đột nhiên xuất hiện, tôi đoán vì Giả Trường Hồng chém vào ấn thiên cương nên chọc tức cô ấy rồi. Lúc này Giả Trường Hồng nhanh chóng cảm nhận được sau lưng có điều bất thường. Ông ta đột ngột quay người lại thì nhìn thấy Nguyễn Na ở phía sau hiện lên với vẻ mặt oán hận. Ông ta không kiềm được mà run nhẹ người. Ngay sau đó ông ta giơ thanh kiếm thắng tả lên và chém vào Nguyễn Na. Tuy nhiên chính vào lúc ông ta ra tay, một bàn tay đã túm lấy cổ ông ta, nâng ông ta lên khỏi mặt đất, và mái tóc đen dài của cô ấy như một con rắn quấn lấy tay và chân của Giả Trường Hồng khiến ông ta không thể nhúc nhích. Tôi thấy cơ hội tới rồi, liền triều hồi Mị Linh và Vong Nhi, rồi tôi cầm thanh kiếm gỗ đào lao về phía ông ta. Vong Nhi lao thật nhanh, nó trực tiếp nhảy lên vai Giả Trường Hồng, cắn một cái vào cổ ông ta. Lúc này Giả Trường Hồng kêu lên một tiếng chói tai, cơn đau dữ dội dường như đã khôi phục lại ý thức của ông ta. Ông ta liên tục hét: "Chú, lão nhị, mau đến cứu tôi." Tuy nhiên vào lúc này ông già họ Giả đã bị Cốc Hạo Nhiên giữ chân, hoàn toàn không thể đến ứng phó cho ông ta. Chỉ có Giả Trường Xuyên bỏ mặc đạo sĩ Luộm Thuộm mà xông về phía chúng tôi. Không đợi Giả Trường Xuyên đến gần, tôi liền dùng thanh kiếm bằng gỗ đào đập thật mạnh vào trán Giả Trường Hồng. Sau một tiếng bộp, sau đó Giả Trường Hồng ngã tại chỗ nằm bất động. Lúc này tôi liếc nhìn Nguyễn Na, sau đó ánh mắt của cô ấy chuyển sang nhìn tôi. Trong phút chốc trái tim tôi trở nên lạnh giá không thể giải thích được. Mặc dù bây giờ tôi có thể kiểm soát cô ấy bằng ấn thiên cương, nhưng cô ấy vẫn còn một số bóng tối tâm lý. Tuy nhiên giây tiếp theo Nguyễn Na lại biến thành sát khí màu đỏ, rồi chui vào ấn thiên cương. Lúc này Giả Trường Xuyên chạy đến bên Giả Trường Hồng, thấy rằng anh trai của mình đã chết, ông ta ngay lập tức bật khóc kêu lên mấy tiếng. Rồi ông ta lao về phía tôi. Đạo sĩ Luộm Thuộm thấy cảnh này cũng trực tiếp đến cạnh tôi. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm đã thu hồn hai phân hồn kia lại. Dù sao linh hồn rời khỏi cơ thể quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của cậu ta. Hơn nữa tu vi của Giả Trường Xuyên còn kém một chút so với đại ca của hắn. Tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm hai đấu một, chúng tôi hoàn toàn không hề sợ hãi. Sau đó hai chúng tôi xông lên chiến đấu với Giả Trường Xuyên, một màn đấu kiếm vô cùng kịch liệt. Tên Giả Trường Xuyên đối mặt với hai chúng tôi chỉ là bốc đồng nhất thời. Sau khi ông ta trút bỏ hết sự tức giận, tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm dần chiếm thế thượng phong. À, lão già nhà họ Giả chiến đấu với Cốc Hạo Nhiên thấy tình hình không khả quan,
Ông ta vừa đánh Cốc Hạo Nhiên vừa tiếp cận chúng tôi. Ông ta nói to, lão nhị, tình hình không thể cứu vãn được nữa. Cậu đi trước tôi theo sau. Cháu không đi, cháu phải báo thù cho đại ca. Nhưng tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm hợp tác đánh nhau rất nhiều lần. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Giả Trường Xuyên nói, thanh kiếm của đạo sĩ Luộm Thuộm liền phun ra ngọn lửa hồng liên nghiệp, trực tiếp phun thẳng vào Giả Trường Xuyên, mà tôi cũng lập tức triệu hồi Mị Linh Thôi Miên ông ta. Sau đó tôi lấy thanh kiếm bằng gỗ đào đập mạnh vào trán Giả Trường Xuyên. Nhưng lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm đột nhiên hét lên, Tổ Kiệt, cẩn thận bên trái. Cùng lúc đó thanh kiếm gỗ sấm sét trong tay của đạo sĩ Luộm Thuộm chỉ trước mặt tôi, cảm giác như có một lực mạnh nâng cả hai chúng tôi lên không trung. Lúc đó tôi mới phản ứng, hóa ra ông già họ Giả dùng ám khí, vừa rồi đạo sĩ Luộm Thuộm đã chặn nó cho tôi, nếu không tôi cũng đi nửa cái mạng rồi. Bây giờ ông già họ Giả đã di chuyển đến cạnh Giả Trường Xuyên, sau đó ông ta nhanh chóng kéo Giả Trường Xuyên chạy đi. Nhưng tôi không lo lắng, trước đó tôi đã đặt ba lớp trận pháp phong thủy phức tạp xung quanh. Trải qua một thời gian dài như vậy, trận phép phong thủy đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nơi này sẽ bị bao phủ bởi màn xương trắng dày đặc. Bọn họ muốn chạy cũng không dễ dàng chạy. Sau đó tôi lấy la bàn kiểm tra hướng mà bọn họ chạy. Lúc này tôi thấy kim la bàn chuyển động, nó chỉ về hướng tây bắc. Lúc này ba người chúng tôi đuổi theo hướng tây bắc. Không lâu sau, trong lớp sương mù dày đặc, có một vài tên mặc áo đen đi qua đi lại. Tôi nhìn kỹ bọn chúng, lúc này tôi mới nhận ra đó chính là những người mặc đen mà Giả Trường Xuyên thuê đến. Sau đó đạo sĩ Luộm Thuộm cầm thanh kiếm sấm sét xông về phía bọn chúng. Khi những người mặc đồ đen nhìn thấy ba chúng tôi, chúng vội ném hung khí quỳ xuống đất van xin, anh trai hãy tha thứ cho tôi, tất cả chúng ta đều bị lừa anh em họ Giả lừa đến, xin hãy cho tôi biết làm sao để thoát khỏi đây, chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây 2 tiếng rồi. Lúc này những người phía sau nhìn thấy anh ta quỳ thì cũng lần lượt quỳ theo. Sau đó tôi từ tốn hỏi, hai anh em họ Giả đã đi đâu rồi, nếu các người nói ra tôi có thể tha mạng. Bọn họ đã đi về phía bên trái, chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc, cũng không có ý định giết người, làm ơn hãy để chúng tôi sống. Sau đó tôi để lại cho bọn họ một câu, ở nguyên chỗ này đừng di chuyển, đến khi trời sáng thì có thể đi. Nói xong ba người chúng tôi đuổi theo hướng mà đám Giả Trường Xuyên đang chạy trốn. Mặc dù trận pháp mà tôi bày phức tạp, nhưng hai tên họ Giả học bát môn kim tỏa đao, là kiếm pháp kết hợp giữa kỳ môn độn giáp và kiếm pháp, nên hai người đó sẽ biết một chút kiến thức phong thủy, nói không chừng còn có thể phá giải trận pháp. Tuy nhiên khi chúng tôi đuổi đến rìa lớp phong thủy thứ nhất thì phát hiện trường khí xung quanh đã bị phá. Trận pháp này có tổng cộng 3 lớp, chỉ có phá liên tiếp 3 lớp mới thoát ra được. Thấy cảnh này chúng tôi liền tăng tốc đuổi theo. Ngay khi chúng tôi đuổi đến lớp thứ hai của trận pháp thì lại chứng kiến cảnh kinh ngạc hơn, lớp thứ hai của trận pháp vậy mà đã bị phá, hơn nữa trận pháp dường như hơi không ổn định, rõ ràng lớp trận pháp này bị phá vẫn chưa lâu lắm. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm nói, có vẻ như ông già họ Giả này có chút lợi hại đấy, càng như này chúng ta càng không để bọn họ bỏ chạy, nếu không sẽ có vô số rắc rối, nhà họ Giả đó chắc chắn sẽ sai thêm nhiều cao thủ đến báo thù. Nói xong đạo sĩ Luộm Thuộm liền rút thanh kiếm sấm sét xông lên, chúng tôi cũng vội vã đuổi theo. Ngay sau khi chúng tôi đi một quãng đường giữa lớp xương trắng lớp, tôi chợt nghe có người nói, chú, anh trai cháu chết rồi, em ba thì bị tàn phế, tu vi của mẹ cũng mất, mối thù này cháu nhất định phải báo, cháu sẽ dùng chính đôi tay của mình kết liễu hai thằng nhóc đó. Đàn ông con trai khóc gì mà khóc, nín cho tôi, chúng ta sống sót rời khỏi đây rồi tính tiếp. Tên Cốc Hạo Nhiên đó là một cao thủ kiếm thuật, nếu không có hắn ta ở đây, hai thằng khốn nạn đó đã bị lão già này chặt thành 100 mảnh rồi. Chúng ta trước tiên rời khỏi đây đã, đợi sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đến tìm hai thằng nhãi đó để báo thù. Nghe câu này ba người chúng tôi liền chắc chắn, may mà bọn chúng vẫn chưa phá lớp thứ ba của trận pháp. Sau đó Cốc Hạo Nhiên lao lên, anh ta chuẩn bị lén lút tấn công, nhưng khi anh ta cách ông già họ Giả 10 mét, ông già họ Giả liền dừng tay phá trận pháp lại. Ngay khi ông ta quay người lại liền dùng con dao dài đỡ đòn của Cốc Hạo Nhiên. Sau đó ông già họ Giả liền nói, lão nhị, cậu đi trước đi, tôi sẽ chặn bọn chúng. Nói đến đây ông già họ Giả lập tức cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu trên con dao, sau đó hét lên, huyết tế pháp đao, phá bỏ hư không. Sau đó tôi thấy rằng con dao lập tức hiện 3 nhát dao đánh vào trận pháp thứ ba của tôi. Ngay lập tức một vết nứt xuất hiện trong trận pháp thứ ba của tôi, xem ra ông già này thật sự muốn liều mạng với chúng tôi. Ông ta vậy mà dùng máu lưỡi muốn kích thích tiềm lực trong cơ thể, điều này sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho tu vi của ông ta. Nhưng bọn họ không chạy thoát được thì chỉ có đường chết, nên cũng chẳng đáng là bao. Sau khi phá xong trận pháp của tôi, ông già họ Giả liền đẩy Giả Trường Xuyên ra ngoài trận pháp. Ông ta cũng lùi lại vài bước ông ta, nhưng Cố Hạo Nhiên rất nhanh đã đuổi kịp. Anh đột nhiên hét lên giận dữ, pháp kiếm trong tay anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhắm thẳng đến ông già họ Giả. Ngay khi thanh kiếm tấn công ông già họ Giả, ông ta liền dùng con dao dài chặn trước mặt, nhưng thanh kiếm đó rất lợi hại, trực tiếp đánh lão già lùi lại hơn 10 bước. Giây tiếp theo Cố Hạo Nhiên liền xông lên, nhưng mục tiêu của anh ta không phải là ông già họ Giả, mà chính là tên Giả Trường Xuyên. Lúc này Giả Trường Xuyên run lên vì sợ hãi,
vội vàng hét lên, chú cứu cháu với. Nhưng ông ta chưa kịp nói xong, thanh kiếm của Cố Hạo Nhiên đã đâm thẳng vào tim ông ta. Đây chính là bài tủ của Cố Hạo Nhiên, tiên nhân chỉ đường, rút kiếm nhất định sẽ đổ máu, bảy kiếm giết một, quả thật là danh bất hư truyền. Lúc này ông già họ Giả nhìn thấy cảnh này, trong mắt dấy lên sự phẫn nộ. Tôi thấy cảnh này cho rằng ông ta sẽ liều mạng với Cốc Hạo Nhiên, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Sau khi ông già họ Giả chứng kiến cảnh này, ông ta đột nhiên quay đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Sau đó ba chúng tôi nhanh chóng đuổi theo. Ông già đó rất nhanh, ba chúng tôi cách anh ấy hàng chục mét, nhưng nhà họ Giả chỉ còn lại một người, nói gì thì cũng không thể để ông ta chạy. Tuy nhiên khi chúng tôi đuổi theo anh ta hai hoặc ba dặm, ông già họ Giả đột nhiên quay đầu nhìn chúng tôi và nói: giết hai đứa cháu của ta, món nợ này nợ máu phải trả bằng máu. Nói nhảm vừa thôi, ông đến đây. Nói rồi bóng hình của Cốc Hạo Nhiên lập tức vụt một cái, trong giây lát kiếm của anh ta xông thẳng về phía ông già kia. Nhưng chúng tôi không ngờ là ông già Giả Thiên Thành đó lại bấm tay niệm chú, miệng ông ta lẩm nhẩm một đoạn chú. Không đợi Cốc Hạo Nhiên đến gần, bóng dáng ông ta lập tức biến mất trong không khí, mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào Giả Thiên Thành. Khi ông ta xuất hiện trở lại thì đã cách chúng tôi 500-600 mét rồi. Tôi hơi nghi ngờ hỏi: đây là chiêu gì vậy? Tên đó vậy mà lại biết dịch chuyển tức thời. Đây là một thuật pháp thần kỳ giống độn thổ, nằm trong thuật kỳ môn độn giáp, có thể một chốc di chuyển một dặm, có thể liên tục thực hiện 9 lần. Giờ khắc này, Giả Thiên Thành đã cách 9 dặm, cả quá trình còn chưa đến mấy giây. Vì vậy, thuật này gọi là thần tiêu cửu dặm. Nghe lời này, chúng tôi chắc chắn mình không thể đuổi kịp ông ta. Lão già này đã bỏ chạy, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến gây rắc rối cho chúng tôi. Nhưng giờ không có cách nào, chúng ta chỉ có thể quay lại nhà của Tề Ngọc trước. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nhà Tề Ngọc, thì lại xảy ra một chuyện đáng sợ. Đây là một thanh kiếm cổ đã bị nguyền rủa hàng ngàn năm. Chỉ cần trong lòng có ý xấu thì sẽ bị thanh kiếm này khống chế, từ đó trở thành một kẻ giết người không tiếc tay. Ban đầu, ba chúng tôi bị anh em họ Giả tấn công vào lúc nửa đêm. Giả Trường Hồng vì muốn đối phó với chúng ta, ông ta vậy mà lại lấy thanh kiếm thắng tàng ngàn năm đó giết tôi. May mắn thay, vào thời điểm quan trọng Nguyễn Na đã xuất hiện và giải quyết trực tiếp ông ta. Mà ông già họ Giả thấy tình thế không ổn, trực tiếp mang theo Giả Trường Xuyên chạy trốn, nhưng lại bị trận pháp phong thủy của tôi giữ chân. Chúng tôi thành công đuổi kịp bọn chúng. Sau đó, Cố Hạo Nhiên trực tiếp ra đòn tiên nhân chỉ đường giết Giả Trường Xuyên. Tôi tưởng lão già họ Giả sẽ liều mạng với chúng tôi, nhưng thật không ngờ lúc quan trọng, anh ta dùng một thuật thần tiêu cửu dặm chuồn mất. Thấy không đuổi kịp, ba chúng tôi liền trở về nhà vợ chồng Tề Ngọc. Ngay sau khi chúng tôi trở về nhà Tề Ngọc, tôi phát hiện Giả Trường Hồng vẫn cầm thanh kiếm thắng tà đó. Thứ này là vũ khí tuyệt thế. Tuy nhiên, người ta nói rằng chủ nhân của thanh kiếm này đều đột ngột chết. Đó là bởi vì tà khí của thanh kiếm thắng tà này quá mạnh, nếu không cẩn thận thì sẽ bị thanh kiếm thần này điều khiển. Nhưng đạo sĩ Luộm Thuộm lại rất tò mò, cậu ta trực tiếp cầm thanh kiếm thắng tà lên. Ngay khi cậu ta huy động linh lực khống chế thanh kiếm, đột nhiên đôi mắt của đạo sĩ Luộm Thuộm chuyển sang màu đỏ như máu, và trên cơ thể cậu ta tỏa ra sát khí dày đặc. Cậu ta nhìn chằm chằm chúng tôi, chuẩn bị ra tay. Cố Hạo Nhiên thấy đạo sĩ Luộm Thuộm như vậy, liền xông lên cản lại cậu ta. Nhưng đạo sĩ Luộm Thuộm cầm thanh kiếm đó không nói nhiều, mà tê trực tiếp solo cùng Cố Hạo Nhiên. Hơn nữa, cậu ta vậy mà có thể nhanh chóng đánh mười mấy chiêu với Cố Hạo Nhiên. Nhưng dù sao Cố Hạo Nhiên cũng là đại sư kiếm pháp, một chiêu liền đánh bay kiếm thắng tà trong tay đạo sĩ Luộm Thuộm. Đạo sĩ Luộm Thuộm ngã xuống đất. Sau đó tôi vội vã đến bên cạnh đạo sĩ Luộm Thuộm, đưa tay ra và ấn vào đỉnh đầu cậu ta. Sau đó tôi niệm mấy lần thần chú tĩnh tâm. Sau một lúc, đạo sĩ Luộm Thuộm dần lấy lại sự tỉnh táo, khuôn mặt cậu ta trắng bệch nói: mẹ nó, thanh kiếm này có tà môn, tôi chỉ thử một thời gian ngắn đã bị nó khống chế, chỉ muốn giết người. Tôi lập tức nói: tên nhóc nhà cậu, sau trước khi làm việc thiếu suy nghĩ thì có thể báo trước được không, để chúng tôi chuẩn bị tinh thần trước. Ban nãy nếu như tôi đứng cạnh cậu, nói không chừng đã bị cậu chém rồi. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Tuy nhiên, vào lúc này Cố Hạo Nhiên cũng rất tò mò. Anh ta tiến lên định nhặt thanh kiếm thắng tà. Lúc này sắc mặt tôi lập tức sợ hãi, liền nói: anh Cốc đừng bốc đồng, đạo sĩ Luộm Thuộm vừa bị thanh kiếm khống chế, hơn nữa anh có thể bị khống chế đấy. Nếu anh cũng bị thanh kiếm khống chế thì ở đây chẳng còn ai sống sót nữa. Đừng sợ, tôi chỉ cảm nhận sức mạnh của thanh kiếm này một chút thôi, xem có thể trấn áp được nó không. Thật ra tôi cũng hiểu tâm trạng của Cốc Hạo Nhiên, kiếm tốt đối với anh ta mà nói là thứ hiếm, đặc biệt nếu đây là thanh kiếm thắng tà trong truyền thuyết này. Nếu anh ta có thể dùng thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Thấy vậy, tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm nhanh chóng tránh xa. Trong trường hợp anh ta không thể kiểm soát bản thân, cả hai chúng tôi đều có thời gian chuồn. Sau đó tôi thấy Cố Hạo Nhiên huy động linh lực cầm thanh kiếm thắng tà, mà khi linh lực của anh ấy truyền vào thanh kiếm, ngay lập tức thân kiếm bao phủ một luồng tà khí màu đen. Chỉ trong chốc lát, bàn tay của Cố Hạo Nhiên bị luồng tà khí bao quanh, đồng thời nó nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể anh ta. Tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm thấy cảnh này, chúng tôi liền vô thức lùi lại vài bước. Chính vào lúc này, Cố Hạo Nhiên đột nhiên gầm lên một tiếng, tay còn lại vỗ mạnh vào tay cầm kiếm, thanh kiếm thắng tà liền rơi xuống đất. Lúc này anh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng dùng tay kết ấn. Không lâu sau, từ lỗ mũi của anh ta phun ra tà khí màu đen.
Lúc này trên khuôn mặt tái nhợt của anh ta mới dần có sức sống. Sau đó, Cố Hạo Nhiên nhanh chóng mở mắt ra và kêu lên. Không hổ danh là kiếm tà đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết. Ngay cả tu vi của tôi cũng không thể kiểm soát được. Xem ra tốt nhất nên hủy thanh kiếm này đi, nếu giữ nó lại về sau sẽ có người gặp nạn. Đạo sĩ Luộm Thuộm thấy anh ta trở lại bình thường, cậu ta mới chậm chậm bước đến. Vừa nãy anh cố bảo hủy thanh kiếm này, đúng lắm, thanh kiếm này nằm ngoài tầm với của người bình thường, để lại chỉ là một thảm họa, nếu không anh nghĩ chúng ta nên làm gì để xử lý nó? Xét cho cùng, thanh kiếm thắng tàn này là kiệt tác của nghệ nhân rèn kiếm U Giã Tử. Hơi tiếc vì hủy nó. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm nhìn tôi chậm rãi nói, Tiểu Kiệt, sao cậu không thử xem? Phù sa không chảy ruộng ngoài, vừa hay cậu cũng không có pháp khí cầm tay, nếu cậu có thể điều khiển thanh gươm thắng tàn này, sau này lại có thêm một vũ khí lợi hại bên người. Tôi ngay lập tức từ chối, thanh kiếm này quá nguy hiểm, ngay cả Cố Hạo Nhiên cũng không cầm được, tên đạo sĩ Luộm Thuộm này muốn lừa tôi vào chỗ chết sao? Tôi đoán có lẽ tên này cảm thấy bản thân mất công phải chịu đòn, nên muốn rủ tôi để Cố Hạo Nhiên đánh một trận. Tuy nhiên, vào lúc này Cố Hạo Nhiên tiếp lời cậu ta. Đúng đấy, Tiểu Kiệt, hay là cậu cứ thử đi, chúng ta còn nước còn tát mà, nếu cậu cũng không được thì chúng ta sẽ phá hủy thanh kiếm này. Thấy Cố Hạo Nhiên cũng nói như vậy, tôi nghiến răng, từ từ bước tới và nhặt thanh kiếm thắng tà. Sau đó hít một hơi thật sâu, tôi truyền linh lực vào thanh kiếm. Chỉ trong chốc lát, tôi cảm nhận được phản ứng của thanh kiếm thắng tà này. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng cuộn lên như lũ thông qua thanh kiếm truyền vào tôi. Lúc đó tôi tê tái như bị điện giật. Thanh kiếm này toàn thân nó bao trùm tà khí, tà khí đó nhanh chóng bám lấy cơ thể tôi, để cơ thể tôi bao trùm một lớp tà khí dày đặc. Đồng thời lúc này, chợt ác tâm trỗi dậy trong lòng tôi. Bây giờ tôi thấy ai cũng không thuận mắt, tôi muốn một nhát chém hết tất cả. Sau đó tôi phát hiện ra rằng cảnh tượng trước mặt tôi cũng bị bao phủ bởi một lớp máu. Sức mạnh của tà ác khiến tôi nhịn không được mà muốn phát điên. Nhưng khi tôi muốn ra tay với hai người họ, một luồng yêu khí từ trong ý thức tôi bao trùm lấy, lập tức khiến tôi giữ lại lý trí không đi giết người. Rồi dòng máu trước mắt dần nhạt đi, tuy nhiên năng lượng tà ác trong thanh kiếm đó vẫn tiếp tục đổ dồn về tôi. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tôi cứ để tà khí đó quét qua cơ thể tôi hết lần này đến lần khác. Mà yêu khí trong cơ thể tôi luôn là tuyến phòng thủ bảo vệ tôi. Tôi biết đó là sức mạnh của cáo tám đuôi, nhưng cô ấy vẫn chưa tiêu hóa được sức mạnh của linh hồn rắn 400 năm, nên chỉ có thể dùng cách này bảo vệ tôi. Đạo sĩ Luộm Thuộm và Cố Hạo Nhiên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi cầm kiếm hồi lâu không động đậy, đạo sĩ Luộm Thuộm ngập ngừng hỏi, "Tiểu Kiệt, cậu vẫn nhớ tôi là ai chứ? Sao tôi lại không quen cậu được? Cậu là La Trì Văn, đệ tử mặt dày của phái Mao Sơn." Ngay lập tức đạo sĩ Luộm Thuộm phá lên cười và nói, anh Cố, Ngô Kiệt vậy mà có thể trấn áp linh hồn tà ác của thanh kiếm thắng tà. Có vẻ như thanh kiếm ma thuật này thuộc về cậu ấy. Lúc này, Cố Hạo Nhiên hơi khó tin, anh ta cầm kiếm tiến lại gần tôi hai bước và nói, cậu thật sự không sao? Không có cảm giác bị luồng tà khí rất hung dữ khống chế sao? Tôi cảm nhận được rồi, nhưng tôi có thể kiểm soát nó. Tôi thấy tu vi của Kiệt cũng không quá cao, tại sao cậu có thể điều khiển thanh kiếm thắng tà này? Lúc này, đạo sĩ Luộm Thuộm cười nói, Cố anh không biết, Ngô Kiệt được sinh ra như một bào thai quỷ, trong người có một con cáo tám đuôi có tu vi rất cao. Hơn nữa mệnh cách của cậu ta rất đặc biệt, một đời có 18 kiếp nạn, có lẽ là lấy độc trị độc đấy. Sau đó Cố Hạo Nhiên gật đầu bày tỏ đã hiểu. Ngay khi tôi chinh phục được thanh kiếm thắng tà này, lúc này chú hổ từ từ trong nhà đi ra hỏi, thiếu gia, lần này không bị thương chứ? Vừa rồi tôi nghe nói trong sân đánh nhau rất náo nhiệt, nếu không phải cậu không cho tôi ra ngoài, tôi đã chạy đến giúp cậu. Được rồi chú hổ tử, cháu biết năm đó chú là cao thủ đệ nhất thiên hạ, vác dao rượt đuổi khắp phố, những đám người này khác đám người đó, nếu chú ra không chừng sẽ mất mạng đấy. Chú hổ tử nghe xong mặt lập tức biến sắc, ai đã nói với cậu điều đó? Đạo sĩ Luộm Thuộm lè lưỡi rồi chuồn đi ra chỗ khác. Lúc này chú hổ tử nghi ngờ nhìn tôi, tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhanh chóng khen ngợi chú, tôi khen chú ấy đến mức suýt thì quên chuyện vừa nãy. Sau đó đêm nay chúng tôi coi như cũng có thể yên tâm ngủ. Chúng tôi ở nhà của Tề Ngọc trong vài ngày để chờ đợi Lãnh Hy khảm viên đá xanh vào thanh kiếm sấm sét của đạo sĩ Luộm Thuộm, mà Cố Hạo Nhiên cũng ở nhà Tề Ngọc hai ngày. Sau khi ăn mừng với chúng tôi, anh ta liền vác con dao mới rèn xong rời đi, còn để lại cho chúng tôi phương thức liên lạc nữa, nói sau này nếu cần giúp đỡ, có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào. Sau khi Cốc Hạo Nhiên rời đi, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ ông Trương, hàng xóm ở Yến Bắc. Tiểu Kiệt à, mấy ngày này cậu đừng về Yến Bắc, có một nhóm người đang quây trước nhà cậu, hình như đến đẩy gây rắc rối đấy. Một giờ ăn một cân thịt lợn sống, bạn sẽ nhận được 50.000 tệ. Bạn dám ăn không? Mà ăn thịt lợn sống, nhưng đó là sở thích hàng ngày của một ông lão 50 tuổi. Ngay sau khi đạo sĩ Luộm Thuộm và tôi đánh bại anh em nhà họ Giả, thì đột nhiên ông hàng xóm ở Yến Bắc gọi điện đến cho tôi. Ông ấy nói trước của nhà tôi có một đám đạo sĩ đang ngồi ở đó. Tôi lập tức hoảng sợ khi nghe được tin này. Nếu không nhầm, nhóm người đó hẳn là nhóm đạo sĩ Tháp Vân Sơn mà trước đó họ cùng chúng tôi tranh giành viên đá xanh. Tất cả là lỗi của đạo sĩ Luộm Thuộm này, trước khi rời đi còn để lộ hình dạng của hai người chúng tôi. Bây giờ nhóm đạo sĩ Tháp Vân Sơn này đã tìm đến cửa, nhưng viên đá xanh đó giờ nó đã được khảm vào thanh kiếm sấm sét của đạo sĩ Luộm Thuộm. Còn mấy ngày nữa là kết hợp thành công,
đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, đám đạo sĩ đó cũng không thể làm gì được chúng tôi. Hơn nữa đạo sĩ Luộm Thuộm còn là đệ tử chính thống của phái Mao Sơn. Bọn họ sẽ không dám giết chúng tôi, đánh bại chúng tôi, sau đó chúng tôi yên tâm trốn ở nhà Tề Ngọc. Rất nhanh sau 5 ngày, thanh kiếm sấm sét của đạo sĩ Luộm Thuộm đã được rèn xong. Cậu ta lập tức huy động linh hồn trong kiếm. Đột nhiên, xung quanh trong bán kính 1 km nhanh chóng mọc ra dây leo. Cậu ta vung thanh kiếm sấm sét trong tay. Vật này có thể nghe được lời chỉ huy của anh ta. Năng lực viên đá xanh vẫn rất mạnh. Bằng cách này, ngay cả kẻ thù cách chúng ta một cây, thì đạo sĩ Luộm Thuộm có thể qua sức mạnh của viên đá, kiểm soát cỏ và thảm thực vật xung quanh để cảm nhận chuyển động của những kẻ thù đó. Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của đạo sĩ Luộm Thuộm. Sau đó, tôi gọi cho ông Trương ở Yến Bắc để hỏi về tình hình của bọn đạo sĩ Tháp Vân Sơn. Nhưng tôi lại nhận được tin, ông Trương nói đám đạo sĩ đó một tuần trước đột nhiên biến mất rồi. Không thấy bọn họ xuất hiện nữa. Nghe tin này tôi như mở cờ trong bụng, lần này tôi có thể về nhà rồi. Sau đó tôi nhờ chú Hổ Tử mua 3 vé tàu trở về Yến Bắc. Khi chúng tôi về đến Tứ Hợp Viện, chim sáo do ông Trương nuôi lập tức bay qua. Nó phẫn nộ chửi chú Hổ Tử và đạo sĩ Luộm Thuộm. Mà hai người kia cũng không phải dạng dễ đối phó. Hai người liền xắn tay áo, đứng chửi con chim sáo. Sau đó trong mấy ngày, tôi rảnh rỗi thì ở nhà xem người và chim chửi nhau. Nhưng mấy ngày về Yến Bắc yên ổn chưa được bao lâu, thì chiều tối một người phụ nữ trung niên tới tìm tôi. Bà ta đưa cho tôi một cái thẻ 500.000 tệ và nói: "Thiếu gia Ngô, cậu có thể cứu chồng tôi được không? Cậu muốn bao nhiêu đều không thành vấn đề. Cô ơi đừng lo lắng, cô đã tìm tới đây. Nếu nằm trong khả năng của cháu nhất định sẽ cố. Chồng cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lúc này người phụ nữ trung niên mới nói: "Tôi tên là Lưu Gia Lâm, nhà tôi ở căn biệt thự ở ngoại ô Yến Bắc. Chồng tôi là Hùng Tuấn, anh ấy kinh doanh vật liệu xây dựng. Chính vào tuần trước, chồng tôi mắc bệnh lạ. Ban đầu thì cứ đến buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng. Tôi thường xuyên phải hét to mới gọi anh ấy tỉnh dậy. Tôi tưởng là vì áp lực kinh doanh của anh ấy quá lớn nên tinh thần chịu đả kích. Nhưng về sau chuyện ngày càng nghiêm trọng, đêm nào ông ấy cũng mộng du. Có một lần nửa đêm tôi phát hiện anh ấy chạy vào bếp, mở tủ lạnh rồi trực tiếp cắn thịt lợn sống. Sau 3 ngày cơ thể anh ấy tỏa ra một mùi rất hôi. Mà đến ngày thứ 4, ông ấy nằm liệt giường, không thể di chuyển được. Sau đó tôi dẫn anh ấy đến khám ở bệnh viện Yến Bắc, nhưng cũng không chẩn đoán là bệnh gì. Hơn nữa bệnh của anh ấy càng ngày càng nặng. Sau này tôi nghe ngóng khắp nơi, nghe nói ở Yến Bắc có cao nhân là đồ đệ của vua Phong Thủy, nên tôi mới đến đây xin thiếu gia Ngô giúp đỡ. Thế chồng cô có đắc tội với người nào không? Hoặc cô thử đổi bệnh viện cho ông ấy, nói không chừng ông ấy thật sự bị bệnh. Người phụ nữ đó liền lắc đầu nói: "Tuyệt đối không phải là bệnh đơn giản. Chúng tôi cũng đã đến bệnh viện khác, nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ anh ấy rất yếu, hơn nữa cơ thể càng ngày càng tỏa ra mùi hôi. Mỗi lần anh ấy ăn đều muốn tôi cùng ăn thịt lợn sống. Anh ấy chắc chắn là bị chúng ta rồi." Nghe xong lời người phụ nữ nói, tôi dường như cảm thấy bà ấy hơi phóng đại. Tôi cũng cảm thấy có cái gì đó bất thường. Tôi liền nhìn tên đạo sĩ Lôi Thôi đang chửi nhau với con chim sáo nói: "La, có hứng thú đi cùng tôi một chuyến không?" "Cũng được, tôi chửi nhau với con chim chết tiệt kia cũng mệt rồi. Cùng đi vui vui chút." Nghe được lời này, chú Hổ Tử liền đưa thẻ cho Lưu Gia Lâm rồi nói: "Chị nhà yên tâm đi, dịch vụ của thiếu gia nhà chúng tôi sẽ khiến cô hài lòng." Tôi nghe chú Hổ Tử nói lời này, cảm thấy dường như đó không phải lời hay gì lắm. Tôi cảm thấy có cái gì ở đây không đúng lắm, nhưng cũng không thể phản bác lại. Lúc này chú Hổ Tử lái xe chở chúng tôi đi, còn Lưu Gia Lâm thì dẫn đường cho chúng tôi. Sau khi đi được nửa tiếng, chúng tôi đến trước một căn biệt thự tại eo núi. Nhưng khi tôi xuống xe thì cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ quái. Vườn của căn biệt thự này rất rộng, nhưng hình như thiếu người chăm sóc. Góc vườn còn mọc một đám cỏ dại. Người có tiền như vậy, một phát liền vung tay 5 triệu tệ. Lẽ nào họ không thể tìm được người dọn dẹp sân sao? Khi tôi đang nghi ngờ, Lưu Gia Lâm liền đi qua nói: "Ba vị, đây là nhà tôi, mọi người đi theo tôi nhé. Chồng tôi anh ấy đang nằm trên giường." Tôi ừ một tiếng trả lời. Tôi liền gọi chú Hổ Tử và đạo sĩ Luộm Thuộm vào phòng khách của căn biệt thự. Nhưng vừa đi tôi liền ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ. Nhưng tôi không nghi ngờ nhiều, rất nhanh tôi đã cùng Lưu Gia Lâm lên tầng 2. Lúc này trong phòng xuất hiện một ông lão, ông ta nói mình là quản gia của Lưu Gia Lâm. Sau đó ông ta dẫn 3 người chúng tôi vào phòng, nhưng chúng tôi vừa vào thì bị một mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Mùi này giống như mùi hố xí của nông thôn trong những ngày hè oi ả bốc ra, người bình thường hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Tôi liền bảo chú Hổ Tử lấy mấy khẩu trang đeo vào. Sau đó chúng tôi chậm chậm vào phòng. Lúc này tôi thấy Hùng Tuấn, chồng của Lưu Gia Lâm, nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, hai con mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hơn nữa cái miệng ông ta thì há hốc. Lúc này tôi mở thiên nhãn để quan sát người Hùng Tuấn, thì tôi phát hiện trên người ông ta có một luồng tà khí dày đặc. Ngoài luồng tà khí đó ra thì mùi tử khí cũng rất nặng. Nhìn thế nào thì tôi đều cảm thấy ông ta như người sắp chết. Nhưng chính vào lúc này, Hùng Tuấn đột nhiên nói: "Tôi đói, tôi muốn đồ ăn." Sau đó tôi thấy Lưu Gia Lâm lấy từ trong tủ lạnh một miếng thịt lợn sống đưa cho ông ta. Lúc này Hùng Tuấn liền cầm miếng thịt trực tiếp cắn ngấu nghiến. Ông ta ăn đến mức mồm dính toàn mỡ. Thấy cảnh này bụng tôi sôi ùng ục, nhưng khi ông ta ăn hết miếng thịt thì lại như người sắp chết. Chưa đầy 2 phút sau, thịt lợn sống đã bị ông ta ăn hết. Sau đó mắt ông ta lại đờ đẫn. Tôi lập tức nghi ngờ,
Hơn nữa trong lòng cũng không có manh mối nào, nên tôi lại gần Hùng Tuấn, tay tôi đặt lên đỉnh đầu ông ta để cảm nhận cơ thể của ông ta. Không lâu sau, từ trong cơ thể ông ta tôi liền cảm nhận được một luồng tà khí cực kỳ mạnh chạy trong cơ thể ông ta. Luồng tà khí này dữ dội, nhưng đột nhiên luồng tà khí bốc lên, tôi trợn tròn mắt vội thu tay về. Nhưng khiến tôi không ngờ là Hùng Tuấn khuôn mặt đờ đẫn quay đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Sau đó ông ta vươn tay chộp lấy cổ tay tôi. Tôi lập tức cảm thấy cổ tay truyền đến một cảm giác hơn châm chích. Tôi vội nói là không ổn rồi, đây là trò lừa bịp. Khi tôi vừa nói xong, trong tay khác của Hùng Tuấn đột nhiên rút ra một con dao găm. Ông ta đâm nó về phía tôi, tôi liền nhấc tay còn lại lên, trực tiếp dùng đòn sấm sét đập vào ông ta. Hùng Tuấn cảm nhận được sấm sét trong tay tôi, ông ta liền buông tay rồi chui xuống giường. Đồng thời lúc này, tên quản gia lặng lẽ tiếp cận chú hổ tử, trong tay lắm le con dao găm, hắn cũng chuẩn bị đâm nó vào người chú hổ tử. Còn Lưu Gia Lâm, vẻ mặt bà ta hung dữ tấn công đạo sĩ Lôi Thôi. Nhưng lúc này tôi liếm nhìn cánh tay bị đau, tôi lập tức phát hiện ra những khí màu đen, nó đang nhanh chóng lan rộng ra cánh tay tôi, máu trong cánh tay tôi lập tức biến thành màu đen. Thấy cảnh này, tôi liền rút lui ra khỏi cửa, đồng thời lấy mấy cái châm bạc châm vào huyệt vị trên tay để phòng trừ chất độc lan rộng ra. Nhưng may mà tôi lớn tiếng gọi, chú hổ tử và đạo sĩ Luộm Thuộm cũng phản ứng đủ nhanh nên mới không bị tấn công. Rất nhanh chú hổ tử và đạo sĩ Lôi Thôi liền chạy đến cạnh tôi, sau đó hỏi Ngô Kiệt, tình huống này là sao? Rút lui đi rồi nói tiếp, đám người này muốn giết chúng ta, mau đi thôi. Sau đó ba người chúng tôi vội xuống tầng 2, mà đạo sĩ Luộm Thuộm còn xông vào phòng ngủ để thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hy vọng có thể ngăn chặn bọn họ. Nhưng khi chúng tôi vừa xuống tầng 1 thì phát hiện còn thứ đáng sợ hơn đang đợi chúng tôi. Người đàn ông này mỗi ngày đều ăn 50 cân thịt lợn sống, nhưng trông ông ta như người bệnh ốm yếu, mà đây là do một âm mưu rất lớn. Ban đầu, một người phụ nữ tên Lưu Gia Lâm nói chồng cô ta bị trúng tà, mỗi ngày đều ăn 50 cân thịt lợn sống, nên đến nhờ tôi giúp đỡ để trừ tà. Tuy nhiên, ngay khi mấy người chúng tôi đến gần Hùng Tuấn, anh ta đột nhiên cầm một con dao dựa chém vào tôi. Hơn nữa lòng bàn tay trái của anh ta như bị một tà khí trong người va vào. May mắn thay, tôi đã phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức dùng trưởng sấm sét đập vào anh ta. Sau đó Lưu Gia Lâm và quản gia phục kích chúng tôi, thấy chúng tôi đã mắc bẫy, đạo sĩ Luộm Thuộm nhanh chóng tạo ra một ngọn lửa đỏ để ngăn chặn chúng. Ngay sau đó cậu ta dẫn tôi và chú hổ tử đến một cái cánh cửa. Nhóm người này vậy mà dám ra tay với chúng tôi, chắc chắn họ đã có sự chuẩn bị trước. Nhưng ngay khi chúng tôi đi xuống tầng 1, có tiếng lạch cạch, có vẻ như có rất nhiều thứ đang bò ra. Không lâu sau tôi thấy một đàn bọ đen xuất hiện trước cửa. Chú hổ tử to gan như vậy, nhưng khi chú nhìn thấy những con bọ này thì lập tức hét lên. Những con bọ đen này bò về phía chúng tôi, đạo sĩ Luộm Thuộm một lần nữa dùng đến chiêu Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chướng để quét sạch chúng. Ngay lập tức ngọn lửa bao trùm toàn bộ con bọ. Sau đó đạo sĩ Luộm Thuộm hét lên, mau đi thôi, chạy trước rồi nói. Nhưng đầu tôi lúc này hơi choáng, tôi không biết gã Hùng Tuấn đã động tay động chân gì với tôi. Lúc này bàn tay bị trúng chiêu của tôi đã lan một mảng đen, hơn nữa cánh tay còn mất đi cảm giác. Nếu tôi không ngăn chặn bằng kim bạc, chắc giờ tôi ngỏm rồi. Thấy tôi xảy ra vấn đề, đạo sĩ Luộm Thuộm liền đi đến kéo tôi. Nhưng ba người trong phòng đã cầm vũ khí xông ra, nên Hùng Tuấn không nói gì, hắn cầm mã tấu chém tôi. Tôi vội cắn đầu lưỡi để giữ sự tỉnh táo, sau đó nhanh chóng lấy ra thanh kiếm thắng tà ra. Dưới sự thúc đẩy linh lực, thanh kiếm thắng tà lập tức bao phủ một lớp tà khí dày đặc. Đồng thời, tôi cũng chịu ảnh hưởng của thanh kiếm này, ý định giết người lập tức nổi lên. Hùng Tuấn lăm lăm cầm dao lao về phía tôi, con dao của gã va chạm vào thanh gươm thắng tà của tôi, lập tức phát ra âm thanh chói tai. Giây tiếp theo Hùng Tuấn hừ một tiếng, hắn lùi vài bước. Chuyện này không phải do thực lực của tôi mạnh hơn gã, mà do thanh kiếm thắng tà trong tay tôi vô cùng đặc biệt. Nó trực tiếp cho tôi nguồn năng lượng vô cùng lớn, như vậy tôi mới có thể hất bay tên Hùng Tuấn chỉ với một đòn. Mà sau khi tôi cầm thanh kiếm thắng tà này, nó dường như cảm nhận được tà khí trong thanh kiếm, có tà khí đang áp chế chất độc trong tay trái. Ngay lập tức đầu óc tôi cũng bớt choáng váng đôi chút. Tôi nhanh chóng nhìn Lưu Gia Lâm, lạnh lùng hỏi, các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết tôi? Ngay khi tôi đang nói chuyện, một người khác đột nhiên xuất hiện ở cửa. Và những con côn trùng độc đang bò sau lưng ông ta. Những con côn trùng độc này là do ông ta thả ra. Sau đó người đàn ông dùng giọng tiếng Trung gượng gạo nói, Ngô Kiệt, tôi tìm cậu rất lâu đấy, cậu còn nhớ tôi không? Rồi tôi liếc nhìn người đàn ông, đột nhiên tôi không khỏi bàng hoàng, bởi vì người này chính là Ba Tan Pháp Sư Thuật Giáng Đầu mà mấy tháng trước tôi giết ở Hong Kong. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm thấy tôi sửng sốt vội hỏi, Tiểu Kiệt, cậu quen mấy kẻ này à? Tôi chỉ quen người ở phòng khách, hồi đó tôi có hiềm khích với ông ta ở Hong Kong, tôi cho rằng ông ta đang xuất rồi, không ngờ ông ta vẫn còn sống. Ngô Kiệt đừng nói nhảm nữa, ban đầu con mắt này của tôi là do chính cậu hại, tôi suýt nữa bị cậu giết chết. Hôm nay tôi cố tình dụ cậu đến đây chính là để báo thù. Sao ông vẫn còn sống đến tận bây giờ vậy? Tôi nhớ lúc đó tôi đã dùng thuật phong thủy tiễn ông đăng xuất rồi mà. Hơn nữa ông còn bị tên Vương Hạo Dân kia đâm mấy nhát. Không sai, tôi đã suýt chết, nhưng sau đó tôi đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó tôi giả vờ bị điên, nhưng người ở Hong Kong liền đưa tôi vào trại tâm thần.
Về sau sư huynh của tôi Song Pigeon đến Hong Long tìm, như vậy mới cứu được tôi ra ngoài. Cậu biết khoảng thời gian đó tôi đã trải qua những gì không? Tôi chỉ muốn giết chết cậu. Nói xong, Batan ném ngay một đàn bọ đen về phía chúng tôi. Đó là những con bọ dáng đầy rất độc, chỉ cần bị cắn thì cơ thể sẽ bị chúng độc. Lúc này tôi không ngừng thúc giục linh lực của mình vào thanh kiếm thắng tà. Tà khí của thanh kiếm đó càng ngày càng lớn. Sau đó tôi nhanh chóng chém bay một con bọ bằng một nhát kiếm. Ngay lập tức tà khí liền thu hút đám bọ bu tới. Những con bọ bị nhiễm tà khí lần lượt rơi xuống đất. Lúc này Batan thấy tôi đã phá được mánh khóe của ông ta. Ông ta liền rút dao dựa ra chém thẳng vào người tôi. Tôi vội đỡ đòn bằng thanh kiếm thắng tà. Khi thanh kiếm thắng tà va chạm với thanh đại đao trong tay ông ta, ngay lập tức một lực bùng phát từ lưỡi kiếm, Batan giật mình lùi lại vài bước. Nếu không nhờ sức mạnh của thanh gươm thắng tà, tôi chắc chắn không phải là đối thủ của Batan. Sau đó tôi liền bảo đạo sĩ luộm thuộm dẫn chú hổ tử ra ngoài sân. Nhưng lúc này Hùng Tấn ba người đã vòng ra cửa sân. Bây giờ bên đối phương có 4 cao thủ. Mặc dù bề ngoài chúng tôi chỉ có 3 người, nhưng chú hổ tử không phải người tu hành, đạo sĩ luộm thuộm và tôi phải bảo vệ chú. Nếu không lơ là một chút là có thể trúng thật dáng đầu của đối phương. Lúc này 3 người chúng tôi bị bao vây lại, còn tên Batan kia không dám xông lên, bởi vì ông ta dường như sau khi bị tôi đánh lùi lại thì ông ta hơi dè chừng với thanh kiếm trong tay tôi. Chính vào lúc này Batan đột nhiên niệm thầm một câu thần chú. Ông ta há miệng phun ra một con rết sặc sỡ, rồi con rết từ từ bò về phía tôi. Nhưng nhìn thấy nơi con rết đầy màu sắc bò qua, tất cả cỏ dại trên mặt đất đều khô héo. Tôi đã từng nghe sư phụ kể, cao thủ tu luyện thuật dáng đầu thường tu luyện một loại dáng đầu. Bọ dáng đầu rất độc, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ gây chết người. Tôi thấy con rết đầy màu sắc đó nhanh chóng đến gần tôi. Thanh kiếm thắng tà trong tay tôi lập tức chém thẳng về phía con rết đầy màu sắc đó. Ngay khi hành kiếm giáng xuống cơ thể của con rết đầy màu sắc, trực tiếp lật ngược con rết sặc sỡ mấy bước. Nhưng con rết đầy màu sắc này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với mấy con bọ trước đó. Sau khi con rết lăn vài vòng, rất nhanh nó lại bò về phía tôi một lần nữa. Đồng thời, Hùng Tuấn đứng ở cửa kêu lên một tiếng, cùng lên, giết bọn chúng. Ngay lập tức Batan và Hùng Tuấn lao về phía tôi. Còn Lưu Gia Lâm và quản gia thì đấu với đạo sĩ luộm thuộm. Đạo sĩ luộm thuộm rất mất sức, cậu ta vừa bảo vệ chú hổ tử, vừa chiến đấu với đám người đó. Và mặc dù tôi có sức mạnh của thanh gươm thắng tà, nhưng hai pháp sư dáng đầu thật này hơn tôi rất nhiều. Sau khi đỡ được vài chiêu tôi liên tục rút lui. Thấy tôi không thể trụ được, Hùng Tuấn liền xông về chỗ tôi. Mà chính vào lúc này, ngay lập tức một đám dây leo mọc trên mặt đất và quấn lấy chân của Hùng Tuấn và Batan. Tôi biết đây là kỹ năng khi kết hợp viên đá và thanh kiếm sấm sét. Tôi đã lợi dụng việc Hùng Tuấn bị điều khiển bởi những dây leo đó. Tôi liền dùng thanh kiếm chém mấy nhát vào ông ta. Hùng Tuấn đó có chút trắng ngợp, vai trực tiếp bị tôi đâm vào một vái dao. Bây giờ 4 người đó bị dây leo quấn vào chân. Đạo sĩ luộm thuộm nhanh chóng đẩy chú hổ tử ra. Chú hổ tử, chú đi trước đi, không cần cô lo cho chúng cháu đâu. Sau khi ra ngoài chú hãy nhanh chóng đi liên lạc với chị Hoa, nói chúng ta có tiền, hãy để cô ấy tìm một số cao thủ để giúp đỡ. Người trợ giúp duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ đến là chị Hoa. Chỉ cần thoát khỏi tình cảnh này, cao thủ nào cũng có thể đến. Tuy nhiên, vào thời điểm này, mặc dù đôi chân của Batan bị mắc kẹt, ông ta liền hướng con rết đang tấn công tôi đuổi theo chú hổ tử. Sau khi mấy người đó vật lộn một lúc, Hùng Tuấn đột nhiên lấy ra một nắm bột trắng, rắc nó trên dây leo, lập tức dây leo liền chớt. Rồi hai người đó lại một lần nữa xông về phía tôi. Mà tay trái tôi bị thương nên tay phải cầm kiếm không thể chống đỡ được. Chưa quá ba chiêu tôi đã bị hai tên đó rạch mấy vết thương trên người. Một lúc sau tôi bị đánh ngã ra đất hơn 10 mét. Batan thấy dáng vẻ thương nặng của tôi, ông ta vội rút con dựa đến lấy mạng tôi. Lúc này mặc dù tôi bò trên mặt đất, nhưng trong tay đã âm thầm khởi động dao giấu trong tay áo. Khi tôi đợi ông ta đi đến cách tôi chỉ còn 3 bước, tôi sẽ phóng ra con dao trong tay áo, nhất định có thể lấy mạng ông ta. Không lâu sau, Batan đến gần tôi, ông ta chỉ cách tôi 5 mét liền nói: Ngô Kiệt, sau khi tôi giết cậu, tôi sẽ biến cậu thành quỷ, để cậu mãi mãi không được đầu thai chuyển thế. Cậu chỉ có thể làm một con chó bên cạnh tôi. Đây chính là kết cục vì cậu đã đắc tội với tôi. Lúc này, cánh tay giấu con dao đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó ông ta. Chỉ cần ông ta đến gần tôi, ông ta chắc chắn sẽ không né kịp đòn của tôi. Sau đó tôi lấy một thẻ rửa xe của trạm xăng rồi nói: Batan, ông có thể tha cho tôi một mạng được không? Tôi có hơn 5 triệu trong thẻ này. Chỉ cần ông tha cho tôi sẽ đưa thẻ và nói cho ông mật mã. Nghe đến số tiền hơn 5 triệu tệ, ánh mắt Batan đột nhiên thay đổi nói: Thẻ của bạn thực sự có hơn 5 triệu. Nếu thật thì tốt, cậu đưa thẻ cho tôi trước. Nói rồi Batan vươn tay về phía tôi. Chỉ có thể nói Batan như bị quỷ ám. Cho dù tôi không có não thì cũng biết, cho dù đưa ông ta tiền thì ông ta cũng không bỏ qua cho tôi. Khi Batan từng bước đến gần tôi, con dao mà tôi giấu trong ống tay đột nhiên kích hoạt. Ngay lập tức một luồng sáng trắng bắn thẳng vào người Batan. Chỉ một giây thôi, cơ thể của Batan phát nổ. Khi gần chết, ông ta còn không biết mình tại sao lại chết. Cảnh tượng này khiến Hùng Tuấn và mấy người khác sợ hết hồn. Sau đó tôi nhanh chóng đứng dậy và bắn 3 phát vào Hùng Tuấn và 3 người còn lại. Sau đó tôi kéo La nhanh chóng chạy vào rừng. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi chạy được vài bước, chợt thấy chú hổ tử hoảng hốt chạy lại nói: Thiếu gia không ổn rồi. Tôi chạy nửa đường và bị bọn đạo sĩ già ép quay lại.
Khi tôi nghe điều này, tim tôi sợ muốn rớt ra ngoài. Bây giờ hai bên đều có kẻ địch, xem ra tối hôm nay tôi nhất định phải chết rồi. Con rắn dáng đầu này chính là vua của tất cả loại độc. Chỉ là một ngụm nọc độc của nó, lập tức nó có thể giết hại 10 con voi. Ba Tan thấy tôi không còn sức phản kháng, khi ông ta đắc ý lấy từ tay tôi thẻ chức 5 triệu tệ. Không ngờ ông ta bị tôi kích hoạt dao trong ống tay, trực tiếp giải quyết ông ta. Còn ba người Hùng Tuấn thì kiêng dè với uy lực của con dao trong ống tay. Bọn họ chậm chạp không dám tiến lên tấn công. Thấy cơ hội này, tôi nhanh chóng chạy trốn với đạo sĩ Luộm Thuộm. Chính vào lúc này, chú hổ tử vậy mà lại dẫn theo đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn quay lại. Đạo sĩ Tháp Vân Sơn vừa đến là hơn chục người. Hùng Tuấn và ba người kia thấy nhiều người đến như vậy, bọn họ lập tức đóng băng tại chỗ, không biết phải làm gì. Mà đạo sĩ Tử Niệm dẫn đầu khí thế hùng hùng hổ hổ, bỏ qua Hùng Tuấn và ba người kia, ông ta hỏi tôi: "Tên tiểu tử, viên đá xanh đâu rồi?" Đạo sĩ Luộm Thuộm vội vàng đi tới, chỉ trước mặt Hùng Tuấn và mấy người khác nói: "Đạo trưởng Tử Niệm, đồ bị bọn họ cướp rồi. Đám người này là pháp sư thuật giác đầu đến từ Đông Nam Á. Bọn họ muốn càn phá trên địa bàn Trung Hoa của chúng ta. Ông không thể bỏ qua." Đạo trưởng Tử Niệm nghe xong, liền dẫn mười mấy người ở phía sau nói với Hùng Tuấn: "Người tu hành đến từ Đông Nam Á, dám đến Trung Hoa làm loạn à? Mau giao nộp viên đá xanh ra đây." Hùng Tuấn và mấy người khác lập tức đơ tại chỗ. "Viên đá xanh nào? Tôi chưa bao giờ nghe đến nó." Đạo trưởng Tử Niệm âm thầm nói: "Đừng giả ngu, mấy tên trộm ngoại quốc các ngươi đến tìm họ gây rắc rối, không phải chính là cưới viên đá xanh sao?" Hùng Tuấn đau não không thôi, ông ta liên tục phủ nhận. Đạo trưởng Tử Niệm thấy vậy liền nói một tiếng. Hơn mười mấy vị đạo sĩ lập tức xông lên. Hùng Tuấn thấy bản thân bị bao vây, mấy người nhìn cảnh này lập tức hoảng loạn: "Các vị, có sự nhầm lẫn nào không vậy? Tôi thực sự không biết viên đá xanh là cái gì. Các ông không thể chỉ nghe mỗi lời thằng nhóc đó. Tên đạo sĩ béo trước đây từng đấu với tôi đứng ra. Ai là bạn bè với những kẻ không chính đạo như các ngươi? Nói thừa, mau giao viên đá xanh ra, nếu không hôm nay đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây." Ấy vậy, đạo sĩ Luộm Thuộm liền nói với Hùng Tuấn: "Đừng giả vờ nữa, ngươi cướp viên đá xanh còn muốn giết người diệt khẩu. May mà các tiền bối của Tháp Vân Sơn kịp thời đến, chúng tôi mới có thể biến nguy thành an. Ai chẳng biết các tiền bối Tháp Vân Sơn luôn căm ghét cái ác, còn giúp đỡ chính nghĩa là trách nhiệm của mình. Danh tiếng sớm đã truyền khắp Trung Hoa." Sau khi nói xong, cậu ta còn hành lễ với các đạo trưởng. Như vậy, họ giống như tráng sĩ xông pha trên chiến trường, một màn khen ngợi tận trời xanh, khiến đạo sĩ già Tháp Vân Sơn nở mày nở mặt không ngớt. Ai cũng nghĩ mình là anh hùng diệt trừ cái áo, bảo vệ chính nghĩa. Nếu giữ lại mạng cho mấy pháp sư dáng đầu này, vậy thì thật có lỗi với sư tổ Tam Thanh, có lỗi với người dân Trung Hoa. Một màn kích động lòng người này, đến tôi nhìn mà cũng phải hừng hực khí thế. Tên đạo sĩ Luộm Thuộm này quả là một tên lừa bịp. Cậu ta dựa vào cái lưỡi mềm dẻo của mình, liền hóa giải một mối nguy hiểm. Cả hai bên đều có thù hận với chúng tôi, quả là cậu ta khiến hai bên đánh nhau. Hùng Tuấn nhìn cảnh này, liền biết lần này khó tránh khỏi đánh nhau. Khi đó ông ta liền giắc nắm bột trắng cào mấy tên đạo sĩ phía sau. Thấy ông ta ra tay, đạo trưởng Từ Vân liền cầm con dao xông lên và nói: "Cẩn thận, đừng chạm vào tà thuật của pháp sư dáng đầu." Sau khi nói xong, ông ta liền lao đến muốn giết Hùng Tuấn. Mà ba người Hùng Tuấn sau khi bị tên đạo sĩ ép vào đường cùng liền muốn bỏ chạy. Những đạo sĩ già này lập tức bày trận kiếm pháp, bao vây bọn họ lại. Trong lúc hai bên giao tranh, đạo sĩ Luộm Thuộm từ từ di chuyển đến bên tôi, rồi cậu ta nhăn nhó xử lý vết thương trên người. Chú hổ tử bên cạnh nhanh chóng lấy ra một chiếc ba lô. Chú Lục tìm lấy ra rất nhiều đồ trị thương. "Bây giờ tôi không thể cử động được, đôi tay bị chúng thuật dáng đầu giờ đen như than đá. Nó đang không ngừng lan rộng khắp cánh tay tôi, hơn nữa tay tôi không còn cảm giác nữa." Đạo sĩ Luộm Thuộm thấy tôi không cử động, tôi muốn nắm lấy tay chúng độc của tôi để kiểm tra. Tôi nhanh chóng ngăn cậu ta lại: "Đừng động vào, tay tôi có độc." Chú hổ tử há hốc mồm khi nhìn thấy điều này. "Đám khốn nạn, khiến thiếu gia bị thương như này, đợi một lát tôi nhất định sẽ tặng free chúng hai nhát dao." Tôi ngăn chú hổ tử nói chuyện, sau đó nhờ chú lấy kim bạc ra. Tôi châm vài chiếc kim bạc lên trên người, sau đó dùng dao găm rạch một đường ở cổ tay để thải máu độc. Cùng với lượng máu trào ra ngoài, màu đen trên tay tôi dần dần mờ hẳn đi. Ngay khi tôi cho rằng độc đã ra hết và có thể băng bó lại, bàn tay bị thương kia lại chuyển màu đen một lần nữa. Thấy cảnh này, mấy người chúng tôi sợ hết hồn, không ngờ thuật dáng đầu lại ác độc như vậy. Nếu không hóa giải thuật này, tôi sợ mình sẽ đăng xuất. Lúc này tôi vắt óc suy nghĩ, ấn tiên cương có thể nuôi tất cả sức mạnh tà ác, thuật dáng đầu cũng là một loại tà. Tôi không biết ấn tiên cương có thể giải quyết được thuật dáng đầu hay không. Sau đó tôi liền lấy ấn tiên cương ra, tôi dùng linh lực để kích hoạt nó rồi đặt nó lên lòng bàn tay mình. Tôi thấy ấn tiên cương vừa úp lên, phù văn xung quanh nó lập tức phát sáng, từng luồng khí đen từ cánh tay tôi tỏa ra bên ngoài. Ấn tiên cương hút bọn chúng, không lâu sau, lòng bàn tay tôi trở lại màu bình thường. Khi tôi chuẩn bị cất ấn tiên cương, đột nhiên tôi thấy một cái gì đó bị hút dưới ấn tiên cương. Chú hổ tử nhìn thấy cũng đi qua xem, vừa nhìn chú liền nói: "Đờ mờ, cái quái gì đây?" Đó là một con đỉa to. Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển ấn tiên cương, rồi từng chút một kéo con đỉa ra khỏi tay. Đạo sĩ Luộm Thuộm liền dùng kiếm phun lửa, đốt con đỉa đó thành tro. Sau khi mấy người chúng tôi thu xếp xong, liền nhìn về chỗ đám đạo sĩ. Tôi thấy 4-5 đạo sĩ bao vây Lây Lưu Gia Lâm.
Mấy vị đạo sĩ đó rất lợi hại, kiếm pháp trong tay chém không ít vết thương trên người bà ta. Mà hai pháp sư giáng đầu còn lại cũng khổ sở không kém. Vào thời khắc quan trọng, Lưu Gia Lâm đột nhiên ném ra một con rắn màu xanh. Con rắn rơi trên vai của một tên đạo sĩ. Nó cắn một phát, chủ thấy tên đạo sĩ đó sau khi bị cắn, ông ta thẳng người, ngã về sau. Nếu không cấp cứu kịp thời thì tên đạo sĩ đó sẽ ngỏm. Tôi nhanh chóng lấy túi châm cứu và đi về phía họ. Nhưng đáng tiếc lại chậm một bước, đồng tử của ông ta giãn ra, ông ta đã ngỏm rồi. Đạo sĩ già tháp Vân Sơn thấy đồng môn của mình ngã xuống, ai ai cũng đều thương tiếng, lòng tràn đầy phẫn nộ. Họ liền dùng kiếm chém con rắn thành mảnh, rồi lao về phía Lưu Gia Lâm. Người phụ nữ bị thương nặng, gương mặt để lộ nụ cười khổ sở tràn đầy sự bất lực. Có vẻ như con rắn lục là con át chủ bài của bà ta. Đạo sĩ luộm thuộm không nói gì, liền cầm kiếm xông lên giúp đỡ. Lúc này, trên người đạo sĩ vừa mới chết đột nhiên xuất hiện một vật dị thường. Trong vài giây, hàng trăm con rắn nhỏ chui ra từ đầu đạo sĩ. Tình hình xảy ra quá nhanh, thanh kiếm sấm sét trong tay đạo sĩ luộm thuộm liền bắn ra ngọn lửa hồng liên nghiệp. Cậu ta đốt cháy thi thể cùng với đám rắn đó. Khi thi thể bị thiêu cháy, ông ta đột nhiên ngồi dậy khỏi mặt đất, đôi mắt đen láy nhìn chúng tôi. Chứng kiến cảnh này, tôi không khỏi sởn gai ốc. Mà Lưu Gia Lâm trong khi đánh nhau đã bị đạo sĩ mập tặng một nhát kiếm xuyên tim, bà ta ngã xuống vũng máu. Nhưng khi gần chết, một con rắn độc khác nhảy ra khỏi người bà ta rồi cắn một cái vào tên đạo sĩ mập. Tên đạo sĩ béo vội đập chết con rắn, sau đó lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất. Rồi thấy tình hình này, tôi vội chạy đến. Lúc này đạo sĩ mập không còn tỉnh táo nữa, nhưng khi tôi đến gần anh ấy, ông ta vẫn vô thức cầm kiếm lên chĩa vào tôi. Tôi vội nói, đạo sĩ, ông bị trúng thuật giáng đầu rồi, để tôi giúp ông hóa giải, nếu không cái mạng của ông cũng không còn nữa đâu. Đạo sĩ béo kia vẫn không bỏ kiếm xuống. Tôi đoán có lẽ do lần trước sau khi bị tôi đánh úp, ông ta đã sợ tôi. Tôi không nói bất cứ điều gì mà đẩy thanh kiếm của ông ta ra. Tôi sử dụng kim bạc để ngăn không cho chất độc lây lan. Sau đó tôi dùng dao rạch một vết trên vai của ông ta để ép chất độc ra ngoài. Sau đó tôi lấy ấn thiên cương ra, thúc đẩy linh lực giúp tên đạo sĩ hút cổ độc ra ngoài. Sau khi hóa giải thuật giáng đầu, tên đạo sĩ cảm kích nhìn tôi nói, cảm ơn bạn nhỏ Ngô, ông đừng khách sáo như vậy, đó là việc lên làm thôi. Dù sao nếu những đạo sĩ này không kịp thời tới, tôi và đạo sĩ luộm thuộm đã sớm ngỏm rồi. Lúc này trong trận chiến chỉ còn lại Hùng Tuấn và tên quản gia. Cả hai bị các đạo sĩ già dùng kiếm bao vây, thấy sắp bị mấy tên đạo sĩ kích khỏi server trái đất. Lúc này tên quản gia đột nhiên nói, sư huynh, anh mau chạy đi, tôi sẽ ngăn bọn họ lại, sau này có cơ hội thì giúp tôi báo thù. Trong khi nói chuyện, tôi thấy ông ta đột nhiên lẩm bẩm mấy câu thần chú. Sau đó con dao trong tim lập tức đâm vào tim mình. Đột nhiên, một luồng xương trắng dày đặc tỏa ra, mà sau màn chấn động lúc nãy, thì lại xuất hiện một con vật khổng lồ. Bạn đã bao giờ nghe đến bí thuật người sống biến thành bọ cạp ngàn năm chưa? Ông già này chỉ thầm niệm vài câu thần chú, ngay lập tức một làn khói bao trùm cơ thể ông ta, đột nhiên biến thành một con bọ cạp lớn. Mà đây chính là người hợp nhất trong thuật giáng đầu. Tôi và đạo sĩ luộm thuộm dính bẫy của pháp sư thuật giáng đầu ngoại quốc. Cơ thể tôi bị thương, suýt lĩnh cơm hộp. Tuy nhiên chính vào lúc này đám đạo sĩ già tháp Vân Sơn trước đó tôi kết thù oán cũng tìm đến. Tôi vốn tưởng ba người chúng tôi sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng đám đạo sĩ luộm thuộm bị mấy lời nói của đạo sĩ Lôi Thôi kích động, bọn họ liền quay qua đối đầu với pháp sư thuật giáng đầu ngoại quốc. Đạo sĩ già tháp Vân Sơn lập tức rút dao nghênh chiến với bọn họ. Chẳng mấy chốc ba pháp sư giáng đầu đã không thể cầm cự nổi. Lưu Gia Lâm, nữ pháp sư thuật giáng đầu, đã bị đạo sĩ béo dùng một nhát kiếm giết chết. Lúc này quản gia liền nói, sư huynh, anh mau chạy đi, tôi sẽ ngăn họ lại, tương lại có cơ hội thì giúp tôi báo thù. Trong khi nói chuyện, tôi thấy ông ta đột nhiên lẩm nhẩm vài câu bùa chú. Bỗng chốc một làn khói trào lên, người quản gia biến thành một con bọ cạp khổng lồ. Chứng kiến tình huống này, vẻ mặt các đạo sĩ luộm thuộm đều rất kinh hãi. Nhưng đạo sĩ già Từ Vân không nói lời nào, liền dùng kiếm chém mạnh một nhát. Nhưng giây tiếp theo lại bị cái vỏ của nó cản lại. Sau đó con bọ cạp phun xương độc về phía mọi người. Ngay lập tức những tảng đá lớn gần đó bị ăn mòn. Đạo sĩ già Từ Vân sợ tới mức nhanh chóng lùi lại vài bước. Ngay khi mọi người đang hoảng loạn, Hùng Tuấn trực tiếp chuồn đi. Hắn tháo chạy ra phía sau biệt thự, nhưng hắn đã bị đạo sĩ Từ Vân phát hiện. Sau đó tôi bóng đạo sĩ Từ Vân chớp mắt, di chuyển mười mấy mét về phía Hùng Tuấn. Tôi vội hỏi đạo sĩ luộm thuộm, là đây là chiêu gì vậy? Đây gọi là xúc địa thành thốn, là một loại phương pháp di chuyển nhanh rất cao thâm của đạo giáo. Đợi cậu đạt đến tu vi của ông ta thì có thể làm được. Tôi nghe sư phụ nói, một số cao thủ bản lĩnh thúc đẩy phương pháp xúc thôn địa thốn, lập tức họ có thể di chuyển được 2-3 dặm. Sau khi nghe điều này, đạo sĩ luộm thuộm và tôi cũng vội vã đuổi theo. Con bọ cạp khổng lồ kia tôi để lại cho đám đạo sĩ lo. Nhưng còn chưa đuổi được một lúc, tôi liền nghe thấy tiếng kiếm va vào nhau. Đạo sĩ Từ Vân đang chiến đấu với Hùng Tuấn pháp sư giáng đầu. Chúng tôi chỉ trốn trong bụi cây gần đó và quan sát. Tu vi của Hùng Tuấn và Từ Niệm ngang ngang nhau, nhưng khi nãy vừa bị bao vây, trên cơ thể của Hùng Tuấn hứng chịu không ít vết thương. Thể trạng đầy vết thương khiến Hùng Tuấn nhanh chóng ngã xuống. Đạo sĩ Từ Niệm liền dùng dao đâm vào vai của Hùng Tuấn. Hùng Tuấn cũng lặng chặng lùi lại phía sau rồi ngã xuống. Ngay sau đó, đạo sĩ Từ Niệm nhanh chóng lao về phía ông ta rồi tiến ông ta đăng xuất. Tuy nhiên chính vào lúc này, đạo sĩ Từ Niệm đột nhiên cảm thấy cơn đau từ mắt cá chân.
Ông ta cúi đầu xuống thì thấy một con cóc màu đỏ đang bò bên chân, mà nó còn phun ra một ngụm nọc độc vào chân ông ta. Sau cơn đau đớn, đạo sĩ Tử Vân vội vàng lùi lại vài bước. Ông ta lập tức điểm huyệt trên đùi để phòng độc lây lan. Lúc này, Hùng Tuấn đang nằm trên mặt đất lập tức đứng dậy. Ông ta cầm thanh kiếm đi thẳng về phía đạo sĩ Tử Niệm mà nói: "Ông trúng nọc độc cóc của tôi rồi, chỉ cần ông thúc đẩy linh lực sẽ khiến khí huyết lập tức phát nổ. Ông không ngờ đến chứ gì? Mày cái đồ ngoại quốc, thủ đoạn chỉ có vậy thôi à? Cho dù thủ đoạn gì thì dùng được là tốt. Cái tên này ta muốn mạng ngươi." Nói xong, Hùng Tuấn gia tăng tốc độ, con dao xông thẳng về đạo sĩ Tử Niệm. Thấy đạo sĩ Tử Niệm sắp xuống dưới vàng, lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm liền nhảy ra rồi hét lên: "Tên pháp sư dáng đầu kia ở bên này, mọi người mau qua đây đánh chết ông ta đi." Ngay khi tôi nghe vị đạo sĩ Luộm Thuộm nói như vậy, tôi biết tên này này đang nói dối. Sau đó tôi đứng dậy và hét lên. Thấy sự xuất hiện của tôi, Hùng Tuấn bất ngờ hoảng sợ, nắm chặt con dao trong tay. Hắn xoay rồi chạy theo hướng ngược lại chúng tôi, còn con cóc thì cũng chui vào bụi cỏ gần đó rồi biến mất. Lúc này, đạo sĩ Tử Vân không thể chịu được chất độc của con cóc. Ông ta ảo đảo vài bước rồi trực tiếp ngã xuống đất. Thấy vậy, chúng tôi vội vã đến bên đạo sĩ Tử Vân. Mặc dù trước đó chúng tôi có đánh nhau qua lại với đạo sĩ Tháp Vân Sơn, nhưng lần này may mà có họ cứu chúng tôi một mạng. Tôi nhanh chóng lấy ra một cây kim bạc để phong ấn vết máu của Tử Niệm. Sau đó, tôi lấy ấn thiên cương úp vào chân ông ta. Tôi thấy độc tố trên chân ông ta từng chút một bị ấn thiên cương rút ra. Sau đó tôi dùng băng gạc quấn vào phần mắt cá chân của ông ta. Đạo trưởng Tử Niệm lúc này sợ hãi nhìn tôi rồi nói: "Ngô Kiệt, chân tôi còn giữ lại được không? Có lẽ không có vấn đề gì đâu. May mà chữa trị kịp thời nên độc tố không lan rộng. Nhưng muốn lành lại thì có lẽ phải dưỡng thương trong một khoảng thời gian." Sau khi nghe những lời tôi nói, đạo sĩ Tử Vân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ Hùng Tuấn bỏ chạy rồi, đây là mối tai họa rất lớn. Trước đó từ trong lời Ba Tan tôi biết được, chính sư huynh Song Pei Dần đã cứu ông ta ra khỏi Hồng Kông. Mà tuổi và sức mạnh của tên Hùng Tuấn đều hơn mấy người Ba Tan. Vì vậy, Hùng Tuấn này có thể là biệt danh của Song Pei Dần. Để anh ta chạy trốn lần này, có thể có nhiều rắc rối hơn vào lần tới. Bây giờ đạo sĩ Tử Niệm đang bị thương nặng, chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Song Pei Dần. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, rồi tôi đỡ Tử Niệm trở về chỗ chiến đấu ban nãy. Bây giờ con bọ cạp vẫn đang phun nọc độc vào mọi người. Lúc này, đạo sĩ Tử Niệm liền nói: "Con vật này chính là hợp thể của người tạo nên. Một khi pháp sư thuật dáng đầu dùng thuật này, mặc dù tu vi cao, nhưng nhất định sẽ chết. Mọi người chỉ cần nhốt nó, trong vòng một giờ, nó sẽ giãy giụa kịch liệt, rồi biến thành một vũng máu." Những đạo sĩ già của Tháp Vân Sơn nghe điều này, vì vậy họ đã tan ra và không ai dám lại gần. Để không ngừng kéo dài thời gian trôi đi, tôi thấy rằng con bọ cạp đang dần kiệt sức và nằm bất động trên giường. Nhưng đạo sĩ Tử Vân vẫn không để mọi người đến gần. 10 phút sau, con quái vật hình bọ cạp lại biến trở lại thành người. Đó chính là quản gia, chỉ là ông ta đã chết hơn một tiếng. Tối nay những vị đạo sĩ già này quả thật đã quá sức. Họ đã giết hai pháp sư thuật dáng đầu làm trọng thương cái tên Song Pei Dần. Nhưng bên đạo sĩ Tháp Vân Sơn cũng tốt thất một người. Sau khi giải quyết pháp sư dáng đầu, theo chúng tôi phải giải quyết việc giữa chúng tôi và đạo sĩ Tháp Vân Sơ. Đạo trưởng Tử Niệm chắc còn hứng thú với nó, chỉ là ban nãy ông ta được tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm cứu một mạng. Ông ta có chút ngượng ngùng mở miệng, lúc này đạo sĩ Lôi Thôi liền nói: "Từ đạo trưởng, bây giờ ông bị thương nặng rồi, các chất độc trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hết, một vài tiền bối của Tháp Vân Sơn cũng đã bị thương. Không thì các ông đến nhà Ngô Kiệt nghỉ ngơi đi, Ngô Kiệt biết một chút y thuật, cũng tiện để chữa trị cho mọi người. Tiền bối, đôi chân của ông vẫn còn có độc chưa hoàn toàn hết. Sau khi trở về tôi lại dùng ấn thiên cương giúp ông hút độc ra. Nếu không, chỉ sợ sau này ông đi lại không được tiện lắm." Nghe lời tôi nói, đạo trưởng Tử Niệm hơi lo lắng nói: "Vậy được rồi, đến nhà của cậu nghỉ ngơi." "Vậy thì làm phiền quá." "Không phiền, không phiền. Phòng nhà tôi rộng, không sao đâu." Thật ra tôi hiểu ý của đạo sĩ Luộm Thuộm. Tục ngữ đã nói, há miệng mắc quai. Khi chúng tôi cho họ ăn uống no say, đến lúc đó đạo sĩ Luộm Thuộm nói sự thật, đối phương sẽ không ra tay với chúng tôi. Sau đó nhóm người chúng tôi trở về Tứ Hợp Viện. Trên đường đạo sĩ Luộm Thuộm và chú Hổ Tử không ngừng biểu thị ý tốt. Bầu không khí giữa chúng tôi cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa. Đạo sĩ Béo còn không ngừng cảm ơn chúng tôi. Sau khi về đến Tự Hợp Viện, tôi còn giả vờ dùng ấn thiên cương một lần nữa giúp đạo trưởng Tử Vân hút chất độc thừa. Kỳ thực chất độc đã hết rồi, tôi làm vậy chỉ để làm màu mà thôi. Sau đó chúng tôi để các đạo sĩ này nghỉ ngơi. Nhưng cho đến sáng hôm sau, đạo trưởng Tử Niệm vẫn đề cập đến câu chuyện viên đá xanh. Nhưng tôi liền ú ớ không biết nói gì. Lúc này, đạo sĩ Cẩu Thả trực tiếp rút ra thanh kiếm gỗ sấm sét ra. Hai tay đưa nó cho Tử Niệm rồi nói: "Tiền bối Tử Niệm, không giấu gì ông, viên đá xanh đã bị tôi khảm vào trong thanh kiếm sấm sét này. Nếu tiền bối vẫn muốn có nó, tôi chỉ có thể đưa cả thanh kiếm cho ông, hoặc để ông lấy mạng của tôi." "Tiểu tử, cậu cho rằng ta thật sự không dám giết cậu à?" Lúc này trong lời nói của đạo trưởng Tử Niệm bừng bừng sát khí. Cảm nhận được luồng sát khí này, tôi lập tức lo lắng. Nếu đạo trưởng Tử Niệm một nhát giết đạo sĩ Lôi Thôi, vậy thì rắc rối rồi. Lúc này tôi không kiềm chế mà bước đến bên cạnh đạo sĩ Lôi Thôi. Con dao trong ống tay cũng đã âm thầm kích hoạt. Nếu đối phương dám động tay động chân, tôi chỉ có thể liều mạng thôi.
Nhưng lúc này, đạo sĩ luộm thuộm trực tiếp giở trò. Cậu ta liều mạng nói, tiền bối Tử Niệm, vãn bối biết bản thân làm sai rồi, nhưng chuyện này không thể bù đắp được, nếu tiền bối không thể nguôi giận, vậy ngài giết tôi đi, ở đây có Ngô Kiệt làm chứng, tôi tự nguyện bị trừng phạt, những người từ giáo phái Mao Sơn chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho phái Tháp Vân Sơn đâu. Cậu dám uy hiếp ta à? Không dám, vãn bối không có ý muốn uy hiếp tiền bối. Quả thực lời này đạo sĩ luộm thuộm nói ỉa chính là có hai nghĩa. Bề ngoài, phái Mao Sơn sẽ không gây rắc rối cho họ, nhưng nếu thật sự giết cậu ta, phái Mao Sơn sẽ đứng ngồi không yên. Thấy tình hình hơi căng, tôi vội vàng nói, đạo trưởng Từ Niệm từ nguôi giận, chúng ta có thể thương lượng, tôi sẵn sàng bồi thường tổn thất cho Tháp Vân Sơn, dù không còn viên đá xanh nhưng tôi có thể trả tiền. Tôi có 5 triệu ở đây, tôi sẵn sàng đưa tất cả cho các đạo trưởng của Tháp Vân Sơn. Lúc này đạo trưởng Từ Niệm phẫn nộ nói, những người tu hành, thanh tâm quả dục, tiền này thì có tác dụng gì chứ? Câu này trực tiếp khiến tôi câm nín, thấy không có cách nào để kết thúc một cuộc chiến lớn. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên một âm thanh chói tai phát ra từ sân, cái tên không biết xấu hổ, cha mày sẽ cho mày cái tát. Nghe âm thanh này mấy người chúng tôi kinh ngạc, bởi vì tôi và đạo sĩ luộm thuộm biết nó tới rồi. Bạn đã bao giờ thấy một con sáo có cái miệng giống như một kẻ lừa đảo trên mạng chưa? Không chỉ biết chửi người một cách sang chảnh, còn lập tức khiến người ta tức đến bốc khói. Ban đầu, ba chúng tôi suýt thì bị mấy pháp sư giáng đầu ngoại quốc giết hại. Nhưng chính vào phút quan trọng thì đám đạo sĩ Tháp Vân Sơn lúc trước chúng tôi gây thù với họ tìm đến. Nhưng may mà đạo sĩ Tháp Vân Sơn hành xử đại nghĩa, họ giúp chúng tôi đánh bại bọn pháp sư giáng đầu ngoại quốc. Còn ân oán giữa chúng tôi thì về sau tính tiếp. Ngay khi đạo sĩ Từ Niệm giải quyết tên Hùng Tuấn, không ngờ tên đó lại thả một con cóc độc vào đạo trưởng Từ Niệm. Sau đó vì để trị độc cho Từ Niệm mà chúng tôi để Hùng Tuấn chạy mất. Mà sau khi chúng tôi giải quyết sau chuyện pháp sư giáng đầu, đạo sĩ già Từ Niệm liền hỏi về chuyện của viên đá xanh ngàn năm. Nhưng lúc này đạo sĩ luộm thuộm liền châm chọc ông ta, thành công lừa bọn họ vào nhà tôi, bởi vì viên đá xanh đã sớm bị khảm vào trong thanh kiếm sấm sét của đạo sĩ Lôi Thôi. Còn tôi nhân cơ hội này chiêu đãi những đạo trưởng đó, chỉ mong họ đừng quá tức giận sau khi biết sự thật. Tiếc rằng giấy không bọc được lừa, ngay khi những đạo sĩ già đó biết được sự thật, họ dường như muốn đánh nhau với chúng tôi. Đột nhiên có một vài lời chửi rủa phát ra từ trong sân. Lũ khốn, các người thật vô liêm sỉ, Ngô Kiệt mấy ngày nay chữa trị cho các ngươi, còn cho các người ăn uống no say, bây giờ các ngươi lại lật mặt không muốn nhận người, còn muốn ở trong nhà người ta đánh người, xem ta tát các ngươi một trận đây. Nghe giọng nói này, Từ Niệm và những người khác lập tức đơ tại chỗ, họ nhìn tứ phía tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con chim sáo nhà hàng xóm họ trương đậu trên cây. Lúc này Từ Niệm vô cùng tức giận, ông ta liền nói, ngươi là loài chim gì? Bọn họ cướp đá xanh của ta, lẽ nào chúng ta không được động tay động chân sao? Tôi chê, sao ông có thể nói viên đá xanh đó là của ông? Viên đá màu xanh là tinh túy được ngưng tụ bởi quỷ cây ngàn năm tuổi, là báu vật của trời đất, nó vô chủ, đương nhiên ai cướp được thì là của người đó. Nếu quỷ cây đó là do nhà ông trồng thì tôi đây cũng không thể nói được gì. Cây này là của nhà ông sao? Con sáo này miệng lưỡi sắc bén, lời hùng biện này trực tiếp khiến đạo trưởng Từ Niệm câm nín. Lúc này đạo sĩ mập mạp không nhịn được nói, vì để có được viên đá đó, Áp Vân Sơn chúng ta đã tổn thất mấy người, họ lợi dụng chúng tôi trong lúc đối phó với quỷ cây mà muốn trở thành ngư ông đắc lợi, sức mạnh đều là do chúng tôi bỏ ra, bọn họ chiếm hời. Cái này mày thử nó xem, các ông hơn chục người canh giữ cái cây đều có thể để viên đá rơi vào tay người khác, hôm nay còn muốn ỉ mạnh muốn cướp viên đá, mặt dày thật đấy. Ngay khi nói những lời này đi, không chỉ đạo sĩ mập mà ngay cả những đạo sĩ Tháp Vân Sơn cũng cảm thấy mất mặt. Lúc này đạo trưởng Từ Niệm toàn thân tức đến run người, ông ta nói, ngài thân phận bất phàm, tại sao lại sống trong cơ thể một con chim, có thể cho tôi biết tên được không? Ngươi không xứng để biết tên ta, mau đi đi. Một nhóm người già bắt nạt hai thanh niên thật khiến người ta cười rụng răng. Sau khi nghe điều này, đạo trưởng Từ Niệm cố chấp cả nửa ngày, bị con chim này chọc tức tới mức bệnh tim suýt tái phát, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó ông ta dẫn theo những người khác rời đi. Lúc này đạo sĩ luộm thuộm tiễn họ ra tận cổng, cậu ta còn muốn đền tội. Sau đó thì cậu nhìn đám đạo sĩ luộm thuộm rời đi. Sau khi tiễn bọn họ, đạo sĩ luộm thuộm bỗng thay đổi dáng vẻ, vội vã và vui vẻ chạy đến chỗ chim sáo và nói một cách hào hứng, đại thần, nãy ngài quát đỉnh quá, xem ngài mắng bọn đạo sĩ già kia, vãn bối rất khâm phục, sau này ngài là ông sáo của tôi sẽ không bao giờ đọ miệng với ngài nữa. Lúc này chú hổ tử vì con chim sáo mắng đuổi mấy tên đạo sĩ già, nên lần này chú ấy cũng có không ít thiện cảm với con sáo chuyên mắng người này. Chú vui vẻ hỏi, chim sáo, ngài muốn ăn gì, tôi sẽ lấy cho bạn một ít coi như một lời cảm ơn. Tên hổ ngu ngốc, chỉ cần lấy cho bố một ít hạt dưa và các loại hạt khác là được rồi. Nghe xong, khuôn mặt của chú hổ tử tối sầm lại, nhưng đành cứng nhắc đi chuẩn bị đồ ăn cho con chim. Rồi tôi lại nhìn con sáo, thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng con chim này không hề đơn giản, mà hôm nay đạo trưởng Từ Niệm đã trực tiếp chứng minh suy nghĩ của tôi, chắc chắn đó là một bậc thầy nào đó đã giao linh hồn của mình cho con chim này. Ngay khi tôi mở miệng để hỏi điều gì đó, con sáo chợt lùi trước tôi một bước, cậu không cần biết tôi là ai, cứ giống như trước đây thì tốt, nếu không thì tôi không thấy vui nữa. Nói rồi con chim còn lắc lắc cái đuôi, anh ta bay thẳng trở về sân nhà ông Trương.
Bây giờ vấn đề của viên đá xanh đã giải quyết xong, nhưng chuyện của tôi và ba tan pháp sư giáng đầu kia vẫn chưa xong. Hùng Tuấn, cái tên chạy trốn ấy sẽ là mối nguy hiểm của chúng tôi trong tương lai. Tôi nhất định phải tìm cách diệt cỏ tận gốc. Sau đó tôi thảo luận với đạo sĩ Luộm Thuộm, cuối cùng tôi quyết định nhờ chị Hoa giúp đỡ. Đằng sau chị Hoa là phái Vạn La, thế lực bao phủ rộng rãi. Phái Vạn La này thường xuyên làm ăn với những người tu hành, chỉ cần đưa tiền thì chuyện gì cũng có thể nghe ngóng được. Sau đó tôi gọi cho chị Hoa, nhờ chị ấy điều tra cặn kẽ cái tên Ba Tan. Quả nhiên chị Hoa trực tiếp đồng ý, bảo tôi đợi 3 ngày sẽ có thông tin. Chỉ có điều muốn nghe ngóng tin tức ở bên Đông Nam Á, giá sẽ đắt một chút, ít nhất là 300.000 tệ. Chị Hoa vừa báo giá, tôi liền hít một hơi lạnh. Nhưng dù sao cũng là thông tin liên quan đến tính mạng, chỉ cần làm rõ người quen của Ba Tan thì chúng tôi mới yên ổn sống. Nếu không ngộ nhỡ mấy tên pháp sư giáng đầu thuật lại mò đến lấy mạng tôi, thì tôi cũng không còn may mắn mà có người giúp đỡ. Tôi không do dự, trực tiếp đồng ý để chị Hoa đi điều tra. Chỉ là thời gian gần đây tôi cứ chi tiền chứ không thu tiền, xem ra phải nhận thêm mấy cuộc làm ăn nữa, nếu không thì những ngày tháng sau này khó mà vượt qua. Đạo sĩ Luộm Thuộm ở nhà tôi dưỡng thương mấy ngày, không có chuyện gì thì cậu ta lại nghĩ muốn đi dạo đâu đó bên ngoài. Nhưng khi tin tức của chị Hoa đến, nói tên Ba Tan kia là pháp sư giáng đầu thuật ở miền Bắc Thái Lan, ông ta còn có một sư phụ tên là Quỷ Vương Jongrachata, sống ở phía tây bắc đảo Phuket, Thái Lan. Năng lực của Quỷ Vương Jongrachata rất mạnh, nằm trong top 3 pháp sư giáng đầu thuật của Thái Lan. Mà ngoại trừ Bhutan thì ông ta còn có 2 người đồ đệ, lần lượt là Ku Wong và Song Peizen. Mà dựa theo thông tin truyền ra từ bên Vạn La Tông, có người ở đảo Phuket phát hiện tung tích của Song Peizen. Nghe được một nửa, đột nhiên chị Hoa hỏi: Tiểu Kiệt, cậu lẽ nào chọc vào 2 đồ đệ của Quỷ Vương Jongrachata à? Giáo phái này luôn ghi thù, cậu giết đồ đệ của ông ta sẽ không chịu khuất phục đâu. Tôi biết rồi chị Hoa, cảm ơn đã nhắc nhở. Nếu Quỷ Vương Jongrachata hoặc cái người Song Peizen có tin tức gì, phiền chị lập tức thông báo cho tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện giam 3 câu rồi cúp máy. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm cũng nghe được, cậu ta lập tức trầm mặc hỏi: Thật là sóng này chưa yên thì sóng khác lại đến. Tên Hùng Tuấn kia có lẽ là Song Peizen, đệ tử của Jongrachata. Lần này có lẽ ông ta sẽ tìm sư phụ để cáo trạng rồi. Nghe xong tôi không khỏi nhíu mày suy nghĩ, dựa vào 2 người chúng tôi chắc chắn không thể đối phó lại được với Jongrachata, trừ khi mời được đại thần như Trung Cẩm Lượng lộ diện. Nhưng người ta đã không tái xuất giang hồ nữa, có mời anh ta xuất hiện sẽ gặp không ít khó khăn. Bây giờ xem ra chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía chị Hoa. Nếu bên Jongrachata có động tĩnh tôi cũng sẽ chuẩn bị trước. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông tìm đến tận cửa. Tôi thấy người đến là cha con, trông rất giản dị. Người cha là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, có lẽ là làm công việc tay chân. Nhưng điều thu hút tôi chính là đứa trẻ 17-18 tuổi đứng bên cạnh ông ấy. Thằng bé đó hình như không tỉnh táo cho lắm, hơn nữa toàn thân bị một lớp tà khí đeo bám. Lúc này chú hổ tử chạy đến bên tôi thì thầm: Thiếu gia, người này là do ông Trương hàng xóm giới thiệu, vậy thì chắc chắn chúng ta không thể để mặc họ được. Chúng tôi liền khách sáo chào hỏi 2 cha con nhà đó rồi hỏi thăm tình hình. Lúc này người cha mới từ tốn nói việc cần nhờ chúng tôi. Theo lời người cha kể, ông ấy tên là Triệu Vĩ, con trai tên là Triệu Ca. Ông ấy bình thường lái taxi ở gần trạm xe lửa, không có thời gian chăm sóc con trai. Mà con trai ông ấy Triệu Ca sau khi học trung học cơ sở thì không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ tụ tập với đám bạn. Nhưng 3 ngày trước cậu ta đột nhiên có những biểu hiện bất thường, đến tối thì ở trong phòng vừa nghịch điện thoại vừa phát ra tiếng khóc như con gái. Đợi đến lúc nửa đêm, cậu ta còn mộng du chạy từ trong phòng ra ngoài. Điều này dọa Triệu Vĩ hết hồn, ông ấy liên tục chạy đánh thức cậu con trai. Nhưng kể từ đó Triệu Vĩ phát hiện tinh thần cậu con trai hơi ngẩn ngơ, người thì cứ đờ đẫn. Triệu Vĩ đưa con trai đến rất nhiều bệnh viện để khám, nhưng cũng không khám ra được bệnh gì. Hôm nay đột nhiên gặp được ông Trương, ông Trương liền giới thiệu 2 cha con đến tìm tôi. Sau khi Triệu Vĩ kể chuyện xảy ra trong 3 ngày, tôi lại quan sát cẩn thận Triệu Ca. Tôi thấy cậu ta bây giờ còn cười ngốc nghếch với cái điện thoại trên tay, mà tà khí bám trên người cậu ta chủ yếu là ở trên đầu. Lúc này tôi dường như biết tình huống của cậu ta là gì rồi. Triệu Ca có lẽ không phải là bị ma theo, mà là bị một oán niệm khống chế. Chỉ là giải quyết ám niệm này hơi phiền phức một chút, cần phải làm rõ Triệu Ca rốt cuộc đã chọc phải thứ không sạch sẽ gì, hơn nữa tìm thấy thứ đó thì mới có thể giải quyết. Khi tôi vẫn còn đang do dự thì đạo sĩ Luộm Thuộm đột nhiên nhìn Triệu Vĩ và nói: Ông nói 2 ngày nay con trai ông luôn mộng du, cậu ta thường mộng du khi nào? Lúc 2-3 giờ sáng, sau khi tôi phát hiện thì sẽ nhốt nó trong phòng, không dám cho nó ra ngoài. Lúc này tôi dường như hiểu ra điều gì đó. Triệu Ca mộng du là bị oán niệm chi phối, nói không chừng oán niệm khống chế Triệu Ca đi làm việc gì đó. Nhưng Triệu Vĩ lại luôn ngăn cản Triệu Ca, nên thứ đó không thể hoàn thành được tâm nguyện, nên mới khiến Triệu Ca trở thành một người thần trí không bình thường. Lúc này tôi quyết định đến ở nhà họ Triệu một buổi tối, để xem tối nay rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Mà đạo sĩ Lôi Thôi rảnh rỗi cũng đi theo tôi đến nhà họ Triệu. Vừa đến nhà họ Triệu, tôi liền bảo Triệu Vĩ tối nay đừng nhốt Triệu Ca trong phòng. Như vậy mới phát hiện ra manh mối của sự việc. Khi sắp đến nửa đêm, lúc này chúng tôi nghe thấy từ trong phòng của Triệu Ca đột nhiên phát ra một tiếng khóc của con gái. Sau đó tôi thấy Triệu Ca từ trong phòng đi ra ngoài.
hình như cậu ta muốn đi đâu đó. Lúc này tôi và đạo sĩ luộm thuộm liền âm thầm đi theo sau. Sau khi Triệu Ca đi hết khu thành phố, chúng tôi nhìn thấy cậu ta đột nhiên dừng lại bên một bãi cỏ. Hơn nữa tay cậu ta cầm điện thoại lên, không biết đang làm cái gì. Sau đó tôi chậm chậm tiến lại gần để nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng chữ kỳ lạ. Lập tức khiến tôi nổi hết cả da gà. Bạn đã từng thấy chiếc điện thoại nào khiến người ta trở lên bất thường bao giờ chưa? Nghe nói chỉ cần có người dùng chiếc điện thoại này thì sẽ biến thành đồ ngốc, cả ngày khóc lóc. Sau khi con sáo kia mắng chửi đuổi đạo sĩ Tháp Vân Sơn đi, sau đó chúng tôi đã liên lạc với chị Hoa để điều tra thông tin về cái người tên Ba Tan kia. Nhưng không ngờ lại liên lụy cả Quỷ Vương, nhân vật vô cùng khó xử lý. Trong khi chúng tôi đang tranh luận làm thế nào để đối phó với Tông La, một người đàn ông trung niên cùng con trai đến trước cửa nhà chúng tôi, muốn chúng tôi giúp họ trừ tà. Theo cha Triệu Vĩ nói, con trai ông ta 3 ngày trước thần trí bỗng dưng không tỉnh táo, tối nào cậu ta cũng khóc lóc trước chiếc điện thoại, thậm chí sau khi khóc xong còn bị mộng du, mà tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền khẳng định cậu ta bị oán niệm khống chế rồi. Vì vậy tôi đã cũng đạo sĩ luộm thuộm đến nhà của Triệu Vĩ. Tôi định buổi tối sẽ cùng với Triệu Ca thăm dò kết quả. Mấy người chúng tôi chờ đến nửa đêm, Triệu Ca mới bắt đầu có động tĩnh. Tôi chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng khóc của một cô gái, tôi nghe mà sởn cả tóc gáy. Một lúc sau thì thấy Triệu Ca với ánh mắt đờ đẫn đi ra ngoài. Cậu ta bước ra khỏi phòng như một con rối. Ba chúng tôi bí mật đi theo cậu ta. Lúc này tôi thấy Triệu Ca đến một bãi cỏ trước mặt, rồi cậu ta lấy điện thoại ra, vừa khóc tay vừa nhập một dòng chữ trên điện thoại. Tôi chậm chậm đi đến nhìn, tôi thấy dòng chữ trên điện thoại vậy mà lại là xin lỗi. Cha xin lỗi, con không nên chọc giận cha. Lúc này Triệu Vĩ cũng đi qua và thấy được dòng chữ đó. Lúc này ông ta kích động túm lấy cánh tay của Triệu Ca. Con trai, cha không trách con, kể từ khi mẹ con tái hôn, cả ngày bố chỉ vùi đầu vào làm việc kiếm tiền, mà xem nhẹ cảm nhận của con, là cha xin lỗi con mới phải. Nhưng Triệu Ca hoàn toàn không để ý Triệu Vĩ, hai tay run cầm cập dù nhập như nào cũng không thể nhập được chữ. Thấy vậy tôi liền kéo Triệu Vĩ ra nói, ông thấy người nhận tin nhắn này là số điện thoại của ông phải không? Không phải, số điện thoại không phải của tôi, lẽ nào cậu ta gửi cho cha dượng? Lúc này đạo sĩ luộm thuộm liền nhân cơ hội cướp chiếc điện thoại. Nhưng không ngờ sức lực của Triệu Ca rất mạnh, không những không cướp được điện thoại mà anh ta còn hét ầm ĩ lên. Đúng lúc này thì xung quanh đột nhiên nổi lên trận gió lạnh. Giữa đường cách chúng tôi không xa, đột nhiên xuất hiện một cô gái người đầy máu. Chỉ thấy cô ta tĩnh lặng đứng ở giữa đường, mắt nhìn chằm chằm chúng tôi. Triệu Ca sở dĩ biến thành như vậy, có lẽ là không thể thoát khỏi liên quan với cô gái này. Thấy vậy tôi đập ấn thiên cương thả Mị Linh ra. Tôi muốn Mị Linh bay đến chỗ hồn ma kia để hỏi thăm tình hình. Chỉ là Mị Linh còn chưa kịp xuất hiện, ma nữ đó đột nhiên bay xa. Thấy vậy tôi chỉ đành triệu hồi Mị Linh quay lại và nói, Mị Linh giúp tôi biết ban đầu chỗ này đã xảy ra chuyện gì được chứ. Nói rồi Mị Linh lập tức bay đến bên cạnh Triệu Ca. Sau đó cô vươn tay đập vào đỉnh đầu cậu ta, tay còn lại thì đặt vào đầu tôi. Sau đó cảnh trước mắt tôi trong nháy mắt liền thấy được sự việc xảy ra vào 3 ngày trước. Tôi thấy Triệu Ca đi ra từ một quán net rồi đi đến trạm xe bus. Khi đi đến ngã tư thì cậu ta dừng lại. Lúc này có một cô gái trẻ trông rất xinh đẹp, cô vừa đi qua đường vừa xem điện thoại. Nhưng lúc này đột nhiên một chiếc xe lao tới, trực tiếp tông cô ấy văng xa hơn 10 mét, và điện thoại cô ấy cũng bị bay ra ngoài. Vừa hay nó rơi xuống bãi cỏ bên cạnh Triệu Ca. Lúc này Triệu Ca phát hiện điện thoại rơi bên cạnh mình là mẫu điện thoại mới nhất của năm nay. Bởi vì nhà Triệu Ca nghèo không đủ tiền mua, sau khi cậu ta đấu tranh nội tâm một hồi, liền chậm chậm tiến đến chỗ điện thoại, giả vờ ngồi xuống buộc dây giày. Sau đó thì nhét chiếc điện thoại vào túi của mình. Sau khi biết được sự thật cảnh trước mặt tôi trở lại ban đầu, tôi đem chuyện mình vừa chứng kiến kể ngắn gọn cho mọi người. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, Triệu Ca bởi vì nhặt điện thoại của cô gái gặp tai nạn giao thông nên mới bị oán niệm của cô ấy đeo bám. Nghe xong mặt Triệu Vĩ trắng bệch, ông ta liền cướp chiếc điện thoại trên tay Triệu Ca. Nhưng tay Triệu Ca lúc này giữ rất chặt, ông ấy không thể cướp được. Thấy vậy tôi lập tức ngăn Triệu Vĩ lại rồi nói, đợi đã, sở dĩ cô gái này bám theo Triệu Ca có lẽ là bởi vì trong điện thoại cô ấy có đoạn tin nhắn rất quan trọng, trước khi còn sống cô ấy vẫn chưa gửi nó đi nên mới sinh ra ám ảnh. Chỉ cần chúng ta giúp cô ấy gửi tin nhắn đó, nói không chừng Triệu Ca sẽ không sao nữa. Nhưng mùi người sống của chúng ta quá mạnh, cô gái đó không dám lại gần. Chúng ta trước tiên lùi lại đã. Nghe tôi nói vậy, mọi người đều từ từ lùi về sau một đoạn. Lúc này chúng tôi thấy một ma nữ lần nữa chầm chầm xuất hiện, rất nhanh liền chui vào người Triệu Ca rồi gửi đoạn tin nhắn đó. Sau khi tin nhắn được gửi đi, ma nữ liền thoát ra khỏi người Triệu Ca và trốn sang một bên. Sau đó chúng tôi vội đến xem tình hình của Triệu Ca. Lúc này đột nhiên điện thoại của cô gái kêu lên, đạo sĩ luộm thuộm liền bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói, Nam Nam, là con phải không? Nam Nam, xin chào, tôi ở bên bãi cỏ nhặt được một chiếc điện thoại. Tôi thấy bên trong có một đoạn tin nhắn vẫn chưa gửi nên đã giúp cô ấy gửi. Bác có lẽ là cha của chủ nhân chiếc điện thoại đúng không ạ? Bác có thể đến đây một chuyến được không ạ? Cháu sẽ trả điện thoại cho bác. Người đàn ông trong điện thoại không nói gì trực tiếp liền hỏi chúng tôi địa chỉ. Không bao lâu sau chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên lái xe đến. Người đàn ông cảnh giác nhìn chúng tôi hỏi, các cậu là ai? Điện thoại của con gái tôi sao lại ở trong tay các cậu? Lúc này Triệu Ca người đang mê man bỗng nhiên tỉnh lại, cậu ta xông đến,
rồi mở miệng nói: "Cha ơi." Lúc này tôi mới phát hiện ra cô gái kia không biết từ lúc nào đã nhập vào người Triệu ca. Trước đó bởi vì chỗ chúng tôi dương khí quá mạnh nên cô gái ấy không dám đến gần Triệu ca. Bây giờ cha cô ấy đến, cô ấy lại đột nhiên xuất hiện, vì thế chứng tỏ rằng chấp niệm của cô ấy chính là người cha. Vì để nhìn thấy cha lần cuối mà cô ấy bất chấp tất cả. Lúc này người đàn ông trung niên toàn thân hơi rùng mình. Ông ấy nhìn Triệu ca, ánh mắt ông ấy tràn ngập sự kinh ngạc, nhưng ông ấy vẫn cảm nhận được con gái mình. Ông ấy hơi không tin mà nói: "Thật sự là con sao? Nam Nam, cha ơi, con là Nam Nam, con xin lỗi cha, ngày đó nếu con nghe lời cha thì sẽ không xảy ra chuyện như này." Nghe lời này, người đàn ông trung niên rất kích động. Ông ấy liên tục hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi thở dài rồi kể cho ông ấy toàn bộ câu chuyện. Không ngờ người đàn ông nghe xong liền bật khóc. Sau đó ông ấy ổn định lại tinh thần, từ từ kể chuyện. Hóa ra người đàn ông này tên là Đường An Quốc, con gái ông ấy yêu một chàng trai. Nhưng khi ra mắt phụ huynh, ông ấy nhìn ra ngay người đàn ông này không phải người tốt. Nhưng con gái ông nhất quyết muốn ở cùng người đàn ông đó, nên ông ấy liền sai người đi điều tra lai lịch cậu thanh niên đó. Quả nhiên ông ta phát hiện cậu ta yêu đương với mấy cô gái cùng một lúc, nên ông ấy đã gọi điện thoại cho con gái bảo cô đến tận mắt chứng kiến tên cặn bã này. Không ngờ con gái vì quá đau lòng mà tuyệt vọng nên dẫn đến tai nạn giao thông. Thấy Đường An Quốc không ngừng tự trách, thậm chí còn tự tát mình mấy cái. "Chú Đường, chú phải bình tĩnh đã. Nam Nam cô ấy nhất định không muốn nhìn thấy chú đau lòng như vậy đâu. Ngày sau còn dài, nói không chừng cô ấy sẽ đầu thai chuyển kiếp tìm chú." Lúc này tâm trạng Đường An Quốc mới từ từ ổn định lại. Sau khi nói cảm ơn tôi thì lái xe rời đi. Còn Nam Nam sau khi gặp cha lần cuối thì cô ấy cũng được đạo sĩ luộm thuộm tiến vào vòng luân hồi. Còn người mà ông Trương giới thiệu, tôi không thu tiền của họ. Xử lý xong chuyện của nhà họ Triệu, tôi và đạo sĩ luộm thuộm trở về Tứ Hợp Viện để nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này tôi lại nhận được thông tin của Quỷ Vương Dong Rachata. Bên đó mấy ngày nay không có động tĩnh gì, giết hai đồ đệ của ông ta. Theo lý mà nói, ông ta nhất định sẽ qua tìm tôi gây rắc rối. Bây giờ ông ta lại cứ án binh bất động, điều này trở thành sự bất an trong lòng chúng tôi. Đạo sĩ luộm thuộm lúc này cũng rất đau đầu, liền bảo tôi mời đến mấy vị cao thủ của phái Vạn La. Nếu muốn mời cao thủ của phái Vạn La thì phải tốn ít nhất là 10 triệu tệ. Nghe báo giá xong tôi liền do dự rất lâu. Dù sao thì số tiền này hơi lớn, cứ cho là tiêu diệt được Dong Rachata thì cũng tốn hết gia sản của tôi. Vậy thì về sau chúng tôi chỉ có thể hít không khí mà thôi. Xem ra tôi phải chăm chỉ kiếm tiền. Tôi đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng Kim trường Đại học Yên Bắc. Từ sau khi giải quyết xong chuyện nhà ma ở Đại học Yên Bắc, tôi không hay liên lạc với ông ấy. Không ngờ ông ấy đột nhiên lại gọi cho tôi. Lúc này tôi thấy ông ấy nói rất khách sáo với tôi: "Thiếu gia Ngô gần đây khỏe chứ? Công việc của tôi ở trường rất nhiều nên luôn không có thời gian đến để gặp cậu. Hiệu trưởng Kim gọi điện tới chắc chắn là có việc đúng không?" "Không hổ thiếu gia Ngô, ngài đoán được như thần. Chỗ tôi quả thực là có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng không phải là chuyện của tôi, mà là một sinh viên của tôi xảy ra vấn đề. Hy vọng cậu có thể giúp đỡ một chút. Sinh viên đó rất giàu, sẵn sàng chi 5 triệu tệ làm phí thù lao." Nghe hiệu trưởng Kim nói vậy tôi như mở cờ trong bụng. Quả thật là vừa nghĩ đã có được mối làm ăn lớn như này, vừa hay giải quyết được tình huống cấp bách của tôi. Sau đó mấy phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến tôi. Sau khi nhấc máy, người đó liền nói mấy câu. Tôi được biết người đó là học trò của hiệu trưởng Kim, tên là Nhiệm Thiệu Bằng. Ông ta mở một nhà máy có quy mô rất lớn, nhưng khi chúng tôi hỏi nhà máy đã xảy ra chuyện gì thì đầu dây bên kia lại ngập ngừng không chịu nói ra. Ông ta chỉ muốn chúng tôi đến rồi mới nói. Thấy vậy tôi không khỏi nảy sinh ra dự cảm không tốt.